Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 180. Chuyện gì, hoàng gia đại tổ nơi nào còn dám cự tuyệt? Vạn nhất nhắm chúng Tiêu Phàm tên tiểu ma đầu này không cao hứng, dưới cơn nóng giận vài phút diệt bọn hắn hoàng gia. Mặt khác ngũ đại gia tộc có lẽ không dám làm ra việc này, nhưng Tiêu Phàm chưa hẳn làm không được. Kiện thứ nhất, Tiêu Phàm duỗi ra một cái ngón tay, nói, đã từng vạn la đế vực vị trí khu vực, tất cả thuộc về ta vô tận cổ cương, bao quát toàn bộ sinh linh. Có thể, hoàng gia đại tổ không cần suy nghĩ, trực tiếp gật đầu đáp. Vạn la đế vực đã từng chiếm cứ bách vực, có thể Tiêu Phàm vô tận thần phủ lúc trước liền chiếm hơn 60 cái địa vực, hiện tại chỉ còn lại hơn 30 địa vực mà thôi. Chút tổn thất này, hoàng gia còn chịu đựng nổi. Dù sao, vạn tộc đổ vực chi chiến vừa mới kết thúc, hoàng gia thế nhưng là chiếm được hơn 100 cái địa vực. Tiêu Phàm cũng biết hoàng gia đại tổ sẽ không cự tuyệt điều kiện này, đã từng phụ thuộc vạn la đế vực những cái kia địa vực, vốn liền sát bên vô tận cổ cương, hắn nếu như có ý tìm phiền toái, những cái kia địa vực hoàng gia là thủ không ở. Hiện tại không cho Tiêu Phàm, sớm muộn cũng sẽ bị Tiêu Phàm nuốt chửng lấy, còn không bằng thống khoái đáp ứng, dập tắt Tiêu Phàm lửa giận. Hoàng vô cương đám người lại là mặt âm trầm, nắm đấm nắm chặt. Cắt đất bồi thường, cái này đối hoàng gia mà nói, nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Kiện thứ hai, Tiêu Phàm lại hoàn toàn không quan tâm hoàng gia người ý nghĩ, cười cười nói, nếu như man hoang cổ cương thế lực khác muốn thuộc sở hữu ta vô tận cổ cương, hoàng gia không được ngăn cản. Đánh giám, hoàng vô cương trực tiếp tuôn ra nói tục, Tiêu Phàm, người có năng lực liền diệt ta hoàng gia. Ta liền không tin thiên hoang sẽ để cho ngươi vô tận thần phủ tồn tại xuống dưới. Ngươi muốn như vậy mà nói, ta ngược lại cũng không để ý. Tiêu Phàm 10 điểm nghiêm túc gật đầu, giơ lên trong tay kiếm, không chút do dự hướng về hoang gia chém xuống. Im ngay, hoang gia đại tổ khẽ quát một tiếng, ngay sau đó vội vàng hóa giải Tiêu Phàm công kích, hít sâu một cái nói, tốt, ta hoang gia đáp ứng. Hoang vô cương còn muốn mở miệng. Có thể một bên hoang thiên quân lại là hướng về phía hắn lắc đầu. Bây giờ hoang gia thế yếu, nói lại nhiều uy hiếp đều không có ý nghĩa. Lúc trước hoang gia chiếm thượng phong thời điểm, cũng không đã cho vô tận cổ cương bất cứ cơ hội nào, thế giới này chính là như thế, mạnh được yếu thua. Nhớ kỹ ngươi nói, lần sau ta nếu lại đến nơi đây, chính là hoang gia diệt tộc thời điểm, người trong thiên hạ làm chứng. Tiêu Phàm quát khẽ một tiếng. Thanh âm truyền khắp cả tòa man hoang cổ thành, mà lại còn đang hướng về bốn phía lan tràn. Nói xong câu đó, Tiêu Phàm lách mình xuất hiện ở cửu U Ma Toan trên lưng, cùng Túy Ông cùng Tiêu Trường Phong tại chỗ biến mất. Lời của hắn lại là vang vọng thật lâu tại hư không, trong mắt mọi người đều hiện lên một vòng rung động. Rất nhiều biết Tiêu Phàm làm người người, cũng nhịn không được hít một hơi hơi lạnh, cái kia nhưng là một cái không sợ trời không sợ đất chủ tử a. Hoàng gia nếu dám vi phạm, lần sau hắn thực dám đổ hoàng gia. Đại tổ, hoàng thiên quân vừa định mở miệng, lại bị hoàng gia đại tổ ngăn cản, nói, xuống dưới lại nói. Hoàng thiên quân gật gật đầu, đỡ lấy hoàng gia đại tổ biến mất ở hư không, đồng thời biến mất còn có hoàng vô cương cùng hoàng vô lân huynh đệ. Bốn phía tu sĩ vẻ mặt mờ mịt, rất nhanh liền bị hoàng gia những người khác đuổi đi, cả tòa hoàng gia phủ đệ hoàn toàn tĩnh mịch. Tựa như cái gì cũng chưa từng phát sinh, vừa rồi đây chẳng qua là một giấc mơ mà thôi. Chỉ có đầu kia to lớn kiếm khe rãnh, chứng minh Tiêu Phàm tới qua. Hoàng gia phủ đệ, một tòa trong mật thất. Hoàng gia đại tổ trong miệng không ngừng ho ra máu, sắc mặt càng ngày càng trắng bạch, trên người sinh mệnh lực còn thừa không có mấy. Đại tổ, ngài thương thế. Hoàng thiên quân thở sâu, ánh mắt lộ ra than thở. Hoàng gia chúa tể nhân tộc mấy trăm vực vô số tuế nguyệt, chưa từng nhận qua như thế khuất nhục, hai vị túc lão chết ở người khác trong tay, gia tộc trụ cột vững vàng, hoàng gia đại tổ bây giờ cũng hấp hối. Tạm thời còn chưa chết, sau nửa ngày, hoàng gia đại tổ mới thở lại được, quét mắt hoàng thiên quân phụ tử ba người, trịnh trọng nói, về sau không muốn cùng cái kia Tiêu Phàm là địch, trừ phi thực lực của các ngươi đạt tới thánh tôn cảnh. Thánh tôn cảnh, đại tổ. Ngài không phải liền là thánh tôn cảnh sao? Hoàng vô cương không hiểu. Tiêu Phàm dĩ nhiên yêu nghiệt, có thể có mạnh hơn, cũng chỉ là thánh đế cảnh đỉnh phong chiến lực mà thôi. Hơn nữa, hắn chỉ là thánh đế cảnh trung kỳ cảnh giới, cái này có gì phải sợ? Bên người hắn hai người,
cũng là thánh tôn cảnh. Hoàng gia đại tổ hơi hơi run giọng nói, ánh mắt bên trong còn mang theo một tia sợ hãi. Nghe nói như thế, Hoàng Thiên Quân phụ tử ba người ngây ra như phỗng, trên mặt đều là vẻ kinh hãi. Thánh tôn cảnh, hơn nữa còn là hai cái. Cho dù là hoàng gia nội tình, cũng chỉ có hoàng gia đại tổ một người a, Vô Tận Cổ Cương lại làm sao có thể có hai cái thánh tôn cảnh. Nhưng mà này còn chỉ là trên mặt nổi mà thôi, ai biết Vô Tận Cổ Cương vụng trộm, còn có hay không mặt khác thánh tôn cảnh đây. Ba người giờ mới hiểu được, bọn họ đại tổ vì sao sẽ nhận túng, khuất phục, lúc này còn không nhận túng, ai biết Tiêu Phàm cái người điên kia sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình. Chỉ là suy nghĩ một chút, ba người liền một trận hoảng sợ. Có thể tam tổ cùng nhị tổ, cũng không thể chết vô ích. Hoàng Vô Cương nghiến răng nghiến lợi nói. Ta hoàng gia người, tự nhiên không thể chết vô ích. Hoàng gia đại tổ trong mắt lóe lên vẻ hàn quang, trầm giọng nói, không bao lâu, thì có một cái đối phó bọn hắn cơ hội. Thăng thiên lễ mừng, Hoàng Thiên Quân phụ tử ba người chăm miệng một lời. Không sai. Phàm là đột phá thánh tôn cảnh vượt qua 100 năm người, đều phải rời đi thái cổ thần giới, tiến vào thiên hoang chỗ đó, trừ phi phong trào cuối đời mới có cơ hội trở về. Hoàng gia đại tổ trong mắt lóe lên một vòng vẻ ác độc. Dừng một chút, hắn lại nói, hai người này bản tổ chưa bao giờ thấy qua, bọn họ còn lưu lại nơi này, tất nhiên không hiểu đầu quy củ này. Đại tổ, vạn nhất bọn họ không vượt qua 100 năm đây. Hoàng Thiên Quân trầm giọng nói. Không có khả năng, bọn hắn huyết khí dồi dào, cảnh giới ổn định, nghĩ đến vượt qua thánh tôn kiếp nhiều năm, tất nhiên vượt qua 100 năm, bản tổ điểm ấy nắm chắc vẫn phải có. Hoàng gia đại tổ cực kỳ chắc chắn nói. Không thể không nói, nhãn lực của hắn cũng không tệ lắm, trước đó giao phong ngắn ngủi, liền đã đoán được nhiều như vậy. Đương nhiên, Hoàng gia đại tổ lại nói, chúng ta cũng muốn làm hai tay chuẩn bị, Vô Cương cùng Vô Lân hai người. Cũng phải tham gia thăng thiên lễ mừng, chỉ có tiến vào thiên hoang, các ngươi đột phá thánh tôn cảnh cơ hội mới lớn. Muốn ta hoang gia năm đó biết bao hưng thịnh, có thể hiện nay, ta hoang gia, đã trên vạn năm chưa từng sinh ra thánh tôn cảnh. Là chúng ta vô năng, Hoàng Thiên Quân đắng chát cười một tiếng. Cái này không trách các ngươi, thiên phú là thượng thiên quyết định, các ngươi đủ cố gắng là được. Hoàng gia đại tổ lắc đầu thở dài nói. Đại tổ. Gia tộc còn có một số lão tổ ở chỗ đó, nếu như Tiêu Phàm dám. Hoàng Vô Cương trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Im miệng, không đợi Hoàng gia đại tổ mở miệng, Hoàng Thiên Quân bỗng quát lạnh nói, ngươi cũng đã biết, lão tổ từ thiên hoang trở về cần bỏ ra giá bao nhiêu sao. Con cháu tự có con cháu phúc, chúng ta lại có thể một mực phiền phức tiên tổ. Thiên Quân nói không sai. Hoàng gia đại tổ gật gật đầu, nói, bất quá, nếu là ta Hoàng gia thực đến diệt tộc ngày đó. Ta nghĩ bọn họ cũng sẽ không sợ bỏ ra điểm này giá cao. Tốt rồi, không đợi Hoàng Thiên Quân ba phụ tử mở miệng, Hoàng gia đại tổ liền khoát tay một cái nói, hai người các ngươi cố gắng đột phá thánh tôn cảnh, bản tổ cần chữa thương. Là, tử tôn cáo lui, Hoàng Thiên Quân phụ tử ba người cung kính rời khỏi mật thất. Thật lâu, Hoàng gia đại tổ ngẩng đầu nhìn lên trời, thật sâu thở dài nói, loạn thế lại muốn tới sao? Tiêu Phàm tự nhiên không biết Hoàng gia người đang ở tính toán hắn, bất quá coi như hắn biết rõ, cũng sẽ không quá mức quan tâm. Làm rời đi Man Hoang Cổ Thành về sau, Tiêu Phàm một chuyến cũng không có lập tức rời đi, mà là tại đỉnh một ngọn núi, lẳng lặng chờ đợi cái gì. Sau một hồi lâu, một đạo tuấn giật thân ảnh từ Man Hoang Cổ Cương vị trí bay vụt mà tới. Sự tình làm xong, Tiêu Phàm nhìn thấy người tới, thần sắc bình tĩnh hỏi. Làm xong. Ta ở Man Hoang Cổ Thành bốn phía bố trí bốn cái truyền tống trận, thuận tiện ở hoang gia phủ đệ chung quanh bố trí một cái trận pháp tùy thời có thể khởi động, thánh đế cảnh trung kỳ trở xuống, hẳn không có sức phản kháng. Bắc thần tinh hồn hồi đáp. Nhìn thấy Tiêu Phàm một trận trầm mặc, hắn lại nói, chỉ cần sư tôn ra lệnh một tiếng, hoang gia phủ đệ liền có thể hóa thành hư ảo. Không cần, Tiêu Phàm khoát khoát tay, nói cái này khảo nghiệm xem như ngươi hoàn thành một nửa. Hiện tại cùng ta tiến về Hoàng Cực Cổ Thành. Đúng, Bắc thần tinh hồn không có thất vọng, ngược lại vô cùng kích động. Chí ít, Tiêu Phàm đã không quan tâm hắn gọi sư tôn tiếng xưng hô này, có phải hay không đã đại biểu Tiêu Phàm đã tiếp nhận mình đây. Nghĩ đến mình có thể học tập càng nhiều thần văn chi thuật, Bắc thần tinh hồn nội tâm liền khó có thể bình tĩnh.
Tiêu Phàm trong lòng ngược lại là chưa từng nổi lên bất kỳ gợn sóng nào, hắn biết rõ Bắc Thần Tinh Hồn là có mục đích tính bái hắn làm thầy, hắn cũng bản năng muốn hất ra Bắc Thần Tinh Hồn. Đi thôi, thu hồi tâm tư, Tiêu Phàm đạp không mà lên. Tiêu lão đệ, nhưng mà, Tiêu Phàm vừa mới phóng ra bước chân, nơi xa một thanh âm vang lên, ngay sau đó, một đạo áo bào trắng thân ảnh bay lượn mà tới, rơi vào Tiêu Phàm cách đó không xa. Lãng đại ca, Tiêu Phàm liếc mắt nhận ra người tới, chính là Lãng Thiên, không khỏi nghi ngờ nói, Lãng đại ca, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Ngươi tại man hoang cổ thành náo ra động tĩnh lớn như vậy, muốn tìm hành tung của ngươi, rất khó sao? Lãng Thiên đắng chát cười nói, không nghĩ tới ngươi ngắn ngủi 20-30 năm thời gian, liền đột phá đến thánh đế cảnh trung kỳ, đều nhanh muốn vượt qua ta. Lãng đại ca cũng không tệ, những năm này lại có đột phá. Sợ là khoảng cách thánh tôn cảnh đều không xa. Tiêu Phàm trêu ghẹo nói. Đối Lãng Thiên người này, Tiêu Phàm vẫn còn có chút hảo cảm, những năm gần đây, cũng không ít giúp mình. Dừng một chút, Tiêu Phàm đột nhiên lại nói, Lãng đại ca, người tìm đến ta, cần làm chuyện gì? Lãng Thiên nhìn chung quanh những người khác một cái, Tiêu Phàm hướng về phía Tiêu Trường Phong bọn họ gật đầu một cái, ra hiệu bọn họ đi đầu. Lúc này, chung quanh mấy trăm dặm cũng chỉ còn lại có Lãng Thiên cùng Tiêu Phàm hai người, hơn nữa, Tiêu Phàm còn bố trí một đạo kết giới, Lãng Thiên lúc này mới lên tiếng nói chuyện. Lão đệ, ta đều không nghĩ tới, bước chân của ngươi vậy mà bước lớn như vậy, Lãng mỗ thực sự là chịu phục. Lãng Thiên hít sâu một cái nói, hắn đây là phát ra từ sâu trong nội tâm kính nể. Lãng đại ca không phải chỉ là để đến phủng sát ta sao? Tiêu Phàm đắng chát cười nói. Ta là nói thật, ai có thể nghĩ tới, ngươi có thể mở lại một cương. Lãng Thiên ngữ khí hết sức trịnh trọng, ngay sau đó đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói, chỉ bất quá, lão đệ lần sau đến man hoang cổ cương, vẫn là phải cẩn thận một chút. Về sau chỉ cần hoang gia nói lời giữ lời, ta cũng đại khái sẽ không tới man hoang cổ thành. Tiêu Phàm lắc đầu, không biết lãng đại ca để cho ta cẩn thận là. Hoang Thiên Quân, Lãng Thiên trịnh trọng phun ra một cái tên. Hoang gia gia chủ Hoang Thiên Quân, Tiêu Phàm nhíu mày. Lúc trước hắn cùng Hoang Thiên Quân từng có giao thủ, Hoang Thiên Quân thực lực có vẻ như không thế nào a, mặc dù là thánh đế cảnh đỉnh phong, nhưng chiến lực cũng liền cùng hắn không phân cao thấp mà thôi. Bất quá hắn cũng biết, Lãng Thiên tất nhiên nói như vậy, khẳng định có lý do của hắn. Hoang Thiên Quân nhưng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Lãng Thiên thở sâu lắc lắc đầu nói. Ngươi đừng cho là hắn hiện tại chỉ là thánh đế cảnh đỉnh phong, nhưng hắn đã từng, lại là đạt tới qua bán bộ thánh tôn cảnh. À, Tiêu Phàm lộ ra vẻ tò mò. Người bình thường tu vi chắc là sẽ không lui về phía sau, trừ phi bản thân bị trọng thương, có thể Hoang Thiên Quân dạng như vậy, lại không giống bị thương bộ dáng. Tiêu Phàm thân làm đỉnh cấp thần y, điểm ấy nhãn lực vẫn phải có. Lãng Thiên nhìn thoáng qua bốn phía, lúc này mới nói, ta hoài nghi. Trước đó cùng ngươi chiến đấu, chỉ là Hoang Thiên Quân một bộ phân thân, bản thể của hắn, có thể đột phá đến thánh tôn cảnh. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thánh tôn cảnh sao? Nếu như Hoang Thiên Quân là thánh tôn cảnh, vậy hắn vì sao sẽ tình nguyện bị bản thân nhục nhã đây? Dù sao ngươi về sau gặp gỡ Hoang Thiên Quân phải cẩn thận nhiều hơn. Lãng Thiên ân cần khuyên bảo, lại nói, đúng rồi. Chắc hẳn lão đệ sẽ đi tham gia thăng thiên lễ mừng a. Lãng đại ca cũng biết thăng thiên lễ mừng. Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, Hoang Thiên Quân sự tình, trong lòng của hắn coi như là cho bản thân cảnh tỉnh. Lãng Thiên lại là từ trong ngực lấy ra hai cái kim sắc thiếp mời, đưa cho Tiêu Phàm nói, đây là ngươi và thí thần mời thiếp, có thiếp này, các ngươi có thể đặc biệt thông qua vòng thứ nhất, về phần những người khác, là nhất định phải thông qua tất cả khảo hạch, đây cũng là vạn tộc thiên tài bảng một điểm phúc lợi. Tiêu Phàm nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, tiếp nhận kim thiếp nói, vậy thì cảm ơn Lãng đại ca. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Lãng Thiên dĩ nhiên là chuyên cho hắn đưa thiếp mời đến, hơn nữa, Bách Sát Các có vẻ như cùng thăng thiên lễ mừng còn có một số liên hệ. Không cần cảm ơn ta, Bách Sát Các chính là vì thiên hoang thu nạp nhân tài mà thôi. Lãng Thiên cười cười. Lãng đại ca, Bách Sát Các cùng thiên hoang là quan hệ như thế nào? Tiêu Phàm nhìn không được hỏi. Bách Sát Các cùng thiên hoang không có gì lớn quan hệ. Lãng Thiên đắng chát cười một tiếng, nói ta chỉ nghe các chủ La Thông Thiên đề cập tới,
Bách Sát Các cũng coi là lệ thuộc vào Thiên Hoang Thần Các, trong đó một cái ngoại sự bộ, chuyên môn thu nạp nhân tộc thiên tài. Thiên Hoang Thần Các, Tiêu Phàm biểu tình vẻ cổ quái, hắn còn là lần đầu tiên nghe được cái này thứ tự. Thiên Hoang Thần Các, chính là Thiên Hoang cực lớn một cái thế lực, rắc rối phức tạp, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Lãng Thiên cũng chỉ là từ La Thông Thiên cái kia biết liên quan tới Thiên Hoang Thần Các một chút tin tức. Dừng một chút, hắn lại nói, các chủ từng nói, giống như vậy ngoại sự bộ, có thật nhiều rất nhiều, trải rộng thái cổ thần giới vạn tộc địa vực, mà chính hắn, chỉ là Thiên Hoang Thần Các cấp dưới trong đó một cái phân các thiên các đệ tử mà thôi, đệ tử. Tiêu Phàm trợn to hai mắt, nói, là các chủ là thánh đế cảnh đỉnh phong, vẫn là bán bộ thánh tôn cảnh. Cũng khó trách Tiêu Phàm như thế kinh ngạc, La Thông Thiên thực lực cũng không yếu, chí ít cũng là thánh đế cảnh đỉnh phong tu vi như vậy, còn vẻn vẹn chỉ là một cái đệ tử. Các chủ vừa mới đột phá bán bộ thánh tôn cảnh, bất quá nghe hắn nói, ở thiên các bên trong, dạng người như hắn, vô số kể, hắn sở dĩ đảm nhiệm Bách Sát các chủ, cũng chỉ là hoàn thành thiên các một cái nhiệm vụ mà thôi. Lãng Thiên nhìn thấy Tiêu Phàm kinh ngạc bộ dáng, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Bởi vì hắn lần đầu tiên nghe được lời này, cũng là cực kỳ khiếp sợ. Đảm nhiệm Bách Sát các chủ, vẻn vẹn chỉ là làm nhiệm vụ. Tiêu Phàm vô cùng ngạc nhiên, thật lâu chưa từng lấy lại tinh thần. Nguyên bản hắn cho là mình thực lực như vậy, dù cho đi thiên hoang, cũng coi là cường giả, nhưng bây giờ mới phát hiện, tầm mắt của chính mình vẫn là quá yếu. Thở sâu, Tiêu Phàm trong lòng càng kiên định, mình vô luận như thế nào, nhất định phải đi thiên hoang. Bất quá ta tin tưởng, lấy lão đệ năng lực, dù cho đi thiên hoang, cũng tất nhiên rất nhanh quật khởi. Lãng Thiên lại nói, tạ lãng đại ca chỉ điểm, có thời gian đến vô tận thần phủ uống rượu. Tiêu Phàm chắp tay nói, ha ha, sẽ, bất quá bây giờ ta còn có một số thiếp mời muốn đi cấp cho. Lãng Thiên thoải mái cười một tiếng, nói, đợi ta đột phá thánh đế cảnh đỉnh phong, có lẽ ta cũng có cơ hội tiến về thiên hoang, đến lúc đó chúng ta lại đem rượu ngôn hoan. Nhất định, Tiêu Phàm gật đầu, bảo trọng, Lãng Thiên chắp tay, dẫn đầu hướng về một phương hướng khác đi. Tiêu Phàm đuổi kịp Tiêu Trường Phong bọn hắn cước bộ, vẫn như cũ cau mày. Trong đầu một mực nghĩ đến hai chuyện, một là Thiên Hoang Thần Các, hắn lờ mờ mới biết được, Thiên Hoang so với hắn tưởng tượng phải cường đại cùng thần bí rất nhiều. Liền Thánh Đế cảnh đỉnh phong, mới vẻn vẹn chỉ là Thiên Hoang Thần Các một cái phân các phổ thông đệ tử mà thôi. Chuyện thứ hai chính là Hoang gia gia chủ Hoang Thiên Quân, Tiêu Phàm đã từng thu thập qua Hoang Thiên Quân một chút tin tức. Vị này Hoang gia gia chủ, thế nhưng là dựa vào thiết huyết cùng bá đạo thượng vị. Nhưng hôm nay cử động, lại là có vẻ hơi nhu nhược. Tiêu Phàm vừa bắt đầu còn không có nghĩ tới phương diện này, thẳng đến Lãng Thiên nhắc nhở, Tiêu Phàm lúc này mới ý thức được, vị này Hoang gia gia chủ, sợ là đang cố ý yếu thế, hướng một số người ẩn tàng một những thứ gì. Sư tôn, đang suy nghĩ gì? Bắc thần tinh hồn cắt đứt Tiêu Phàm tử lộ. Không có gì. Tiêu Phàm lắc đầu, lại nói, đến Hoàng Cực cổ thành, quy củ cũ. Sư tôn yên tâm, Bắc thần tinh hồn cho Tiêu Phàm một cái yên tâm ánh mắt. Tiêu Phàm ngược lại cũng không để ý Bắc thần tinh hồn có thể hỗ trợ cái gì, bất quá nếu như thời điểm then chốt, có thể đem Bắc thần cổ cương cho kéo xuống nước, vậy cũng là lựa chọn tốt. Không biết Bắc thần gia tộc cùng lão sư có cái gì quan hệ? Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, hắn nhưng là nhớ kỹ. Bắc lão tên đầy đủ thế nhưng là gọi là Bắc thần Thiên Nam. Cha, ta tu luyện một hồi, đến Hoàng Cực cổ thành đánh thức ta. Nghĩ không hiểu, Tiêu Phàm cũng liền không nghĩ, để lại một câu nói trực tiếp ở cửu U Ma Toan trên lưng ngồi xuống tu luyện. Có Bắc thần tinh hồn dẫn đường, hắn cũng không sợ Tiêu Trường Phong bọn họ đi lầm đường. Tiêu Phàm đột nhiên có chút hâm mộ những cái kia cường nhị đại, bất quá, hắn mình bây giờ cũng coi là một cái cường nhị đại. Dù sao, hắn phụ thân cùng lão sư, cũng là thánh tôn cảnh, phóng nhãn thái cổ thần giới, cũng coi là cường giả cấp cao nhất. Bất quá ở thiên hoang trước mặt, Tiêu Phàm vẫn là cảm giác có chút á lịch sơn đại, thánh tôn cảnh, có lẽ cũng không tính là gì. Tiêu Phàm tâm thần chìm vào không gian ý thức, trong lòng không ngừng tính toán, thăng thiên đại hội chỉ có một năm nhiều thời gian, cũng nên tăng lên một ít thực lực, muốn đột phá thánh đế cảnh hậu kỳ. Chỉ cần cô đọng đầy đủ nguyên lực là được rồi, cái này ngược lại là tương đối dễ dàng. Bất quá,
Thánh đế cảnh bình thường đều sẽ không lựa chọn đơn giản đột phá đồng thời, cũng sẽ dùng khí số thối thể, rèn luyện nhục thân càng mạnh, mới càng có cơ hội đột phá thánh tôn cảnh. Muốn đột phá thánh tôn cảnh, trừ bỏ cảm ngộ bản nguyên chi lực bên ngoài, còn có tất cả khí số nhập thể, rèn luyện chân chính vô thượng kim thân. Thánh đế cảnh khí số thối thể, chỉ có thể coi là vì đột phá thánh tôn cảnh làm tiền kỳ chuẩn bị. Nhưng là Tiêu Phàm tin tưởng vững chắc, cơ sở càng kiên cố, mới có thể xây lên nhà cao tầng. Chỉ là, Tiêu Phàm tu luyện cùng kẻ khác khác biệt, người khác có thể liên tục không ngừng dùng khí số thối thể, mà hắn nhất định phải thu thập mặt khác vô chủ khí số, hơn nữa thiếu rèn luyện một bước kia, trực tiếp nhập thể. Kể từ đó, hắn nhất định phải tiêu phí càng nhiều khí số. Bây giờ có vô tận cổ cương, khí số đối với ta mà nói không thành vấn đề. Tiêu Phàm âm thầm nghĩ tới, hắn dù sao cũng là thánh đế cảnh, thu thập khí số tự nhiên so đại đế cảnh muốn nhanh rất nhiều. Dừng một chút, hắn lại nói, nguyên lực cùng khí số ta tạm thời không cần lo lắng, mà linh hồn chi lực càng là đột phá đến hạ phẩm thánh tôn, tạm thời có thể thả một chút, muốn tăng lên chiến lực, liền phải thành phương diện khác nghĩ biện pháp. Tiêu Phàm trước tiên nghĩ tới là tu la cửu biến, hắn hiện tại mới tu luyện đến ngũ biến, muốn tu luyện đệ lục biến, hắn còn cần 1000 loại thần huyết. Hiển nhiên, đây không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể từ cổ pháp cùng cổ thuật phương diện nghĩ biện pháp. Cổ pháp, hắn tu luyện có tu la đại thế giới, hỗn độn trảm thiên kiếm, hai loại cổ pháp, nếu như phối hợp thánh tôn cảnh linh hồn chi lực thi triển, Tiêu Phàm tự tin, dù cho chân chính hạ phẩm thánh tôn, cũng phải bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Về phần trảm hồn thất ma đao, Tiêu Phàm lại cảm thấy uy lực bình thường, dùng để hù dọa một chút người, ứng phó thánh đế cảnh cùng giai tu sĩ vẫn được, nhưng nghĩ vọt giai chiến đấu, lại là có chút khó khăn. Ngoài ra còn có tiểu vận mệnh thuật, hắn mặc dù có loại cảm giác, khoảng cách đệ nhị trọng đã đến gần vô hạn, nhưng hắn bất kể như thế nào đều không thể phóng ra một bước này. Rơi vào đường cùng, Tiêu Phàm chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, đối với hắn mà nói, đệ nhất trọng đã không sai biệt lắm đủ, chỉ ít dọa một chút người là không có vấn đề. Linh hồn chi lực đủ cường đại, mạnh đi nữa cổ pháp, cũng rất khó để cho ta cùng chân chính là thánh tôn cảnh chém giết. Tiêu Phàm lắc đầu, từ bỏ tu luyện cổ pháp ý nghĩ. Hắn linh hồn lực lượng uy áp cơ hồ liền có thể nghiền sát bất luận cái gì thánh đế cảnh, mà đối thánh tôn cảnh lại 10 điểm gân gà, bởi vậy hoàn toàn không cần thiết tu luyện cổ pháp. Kể từ đó, cũng chỉ có cổ thuật có thể nhanh chóng tăng lên chiến lực. Lôi phạt thánh thể ở dưới đại đế cảnh vẫn được, đột phá thánh đế cảnh tăng lên lực lượng cùng công kích có hạn, nhiều nhất có thể làm cho ta khắc chế một chút âm tà đồ vật, trên cơ bản không dùng được. Tiêu Phàm chậm rãi trải vuốt bản thân sở học. Đồ ma tam ấn uy lực cũng theo không kịp hắn cảnh giới, hiện tại cơ bản cũng sẽ không tiếp tục sử dụng. Ngũ trảo tử kim thần long biến, Tiêu Phàm lại không phải chân chính là ngũ trảo tử kim thần long, căn bản không phát huy ra lực lượng chân chính, cũng liền gặp gỡ long tộc còn có thể uy hiếp một lần. Về phần thân pháp, nghịch long đăng thiên bộ bây giờ là đầy đủ dùng, lấy hắn thực lực bây giờ nếu như thi triển tốc độ cao nhất, dù cho thánh đế cảnh đỉnh phong cũng không có hắn nhanh. Tu luyện thân pháp sự tình, Tiêu Phàm tạm thời lựa chọn để ở một bên. Thật lâu, Tiêu Phàm trong lòng khe khẽ thở dài nói, so với công kích linh hồn, bây giờ nhục thân quá yếu, cũng liền tu la cửu biến còn có thể đem ra được. Đúng rồi, còn có cái kia trận đồ, nếu là có thể hoàn toàn bù đắp, có lẽ có thể tăng cường to lớn át chủ bài, hơn nữa, tu luyện người khác cổ pháp cùng cổ thuật, dĩ nhiên trong thời gian ngắn có thể tăng lên chiến lực, nhưng theo tu vi tăng lên, cơ bản không có một chút tác dụng nào. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm rơi vào trong trầm tư, đột phá đại đế cảnh đến nay, hắn tu luyện không ít cổ pháp cùng cổ thuật, chí ít không xuống 10 loại. Nhưng hiện tại, hắn bàn tính toán một cái, cũng chỉ có 4 loại có thể sử dụng, hoặc có lẽ là theo kịp hắn cảnh giới. Kia liền là tu la cửu biến, 3000 thế giới tu la đại thế giới, hỗn độn trảm thiên kiếm, cùng nghịch long đăng thiên bộ 4 loại này. Ở Tiêu Phàm xem ra, những cái kia gần như không thể sử dụng cổ pháp cùng cổ thuật, căn bản chính là lãng phí thời gian. 4 loại này cổ pháp cùng cổ thuật bên trong, tu la đại thế giới cùng hỗn độn trảm thiên kiếm 2 loại vẫn là ta bản thân lĩnh ngộ. Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm đột nhiên linh quang lóe lên, trong lòng thầm nhủ nói, đúng vậy a,
bản thân lĩnh ngộ đồ vật, theo tu vi tăng lên còn có thể sử dụng, vì sao ta không bản thân lĩnh ngộ thích hợp bản thân cổ pháp cùng cổ thuật đây? Tu luyện người khác cổ pháp cùng cổ thuật, dĩ nhiên có thể trong thời gian ngắn tăng thực lực lên, nhưng lâu dài mà nói, căn bản chính là đang lãng phí thời gian. Lúc trước chiến vương cảnh, ta đều có thể lĩnh ngộ thích hợp bản thân chiến kỹ, hiện nay, ta dù sao cũng là thánh đế cảnh cường giả, chẳng lẽ còn sáng tạo không ra thích hợp bản thân chiến pháp sao? Dừng một chút, Tiêu Phàm trong lòng càng kiên định, đi con đường của mình, đây mới là ta tương lai con đường tu luyện. Tiêu Phàm toàn thân tâm đầu nhập vào bản thân pháp thuật lĩnh ngộ bên trong, lại là quên đi chính hắn là ngồi ở cửu U Ma Toan trên lưng. Giống, trên đường đi, cửu U Ma Toan gầm nhẹ, vô cùng phẫn nộ, có thể nó lại không dám đối Tiêu Phàm xuất thủ, một bên nhưng còn có hắn đây lão cha cùng lão sư nhìn xem đây. Nhưng Tiêu Phàm trên người thỉnh thoảng chán phóng một cỗ khí tức mạnh mẽ, nhưng làm cửu U Ma Toan dọa không nhẹ. Nhất là nhiều lần Tiêu Phàm kiếm thể thấu thể mà ra, quanh thân lại có thời không chi lực bắn ra, đem cửu U Ma Toan thân thể đều kém chút xuyên thủng. Nếu như không phải Tiêu Trường Phong kịp thời ngăn cản, cửu U Ma Toan đoán chừng đã sớm nổi điên. Bắc thần tinh hồn sớm đã lẫn mất rất xa, âm thầm thay cửu U Ma Toan bóp một cái mồ hôi lạnh, may mắn không phải mình mang theo Tiêu Phàm, bằng không hắn nhưng có thụ. Nhìn thấy Tiêu Phàm trạng thái, Bắc thần tinh hồn cũng rốt cuộc biết, Tiêu Phàm vì sao cường đại như thế. Liền thời gian đi đường cũng không nguyện ý buông tha, đều dùng tới tu luyện, Tiêu Phàm có thể không mạnh sao? Là ta nỗ lực còn chưa đủ à? Bắc thần tinh hồn âm thầm thở dài, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng càng ngày càng kính nể lên. Tiêu Trường Phong cùng Túy Ông hai người cũng đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt, hai người lại là vẻ mặt tự ái. Những năm này, Tiêu Phàm thụ khổ nhiều lắm. Nếu không phải hắn đầy đủ chăm chỉ, có lẽ căn bản đi không cho tới bây giờ cảnh giới, nghĩ vậy, hai người càng ngày càng cảm thấy, bản thân hẳn là hảo hảo đền bù tổn thất một lần Tiêu Phàm. Chỉ là cửu U Ma Toan lại xui xẻo, nó rất muốn thay cái biện pháp đi đường, có thể Tiêu Trường Phong cùng Túy Ông hai người sống chết không cho, nói cái gì không thể quấy nhiễu Tiêu Phàm tu luyện. Cửu U Ma Toan trong lòng giận mắng không thôi, ta chỉ là muốn thay cái phương thức đi đường mà thôi, liền quấy rầy Tiêu Phàm tu luyện. Tỉ như thay cái cỗ kiệu, hoặc là trực tiếp làm một chiếc thần chu, không thể so ngồi ở trên lưng mình tu luyện muốn tốt sao. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, sợ là còn chưa đuổi tới cái gì đó cho má hoàng cực cổ cương, có lẽ ta liền chết ở trên đường. Nhưng ở Tiêu Trường Phong cùng Túy Ông hai người từ ái phía dưới, cửu U Ma Toan chỉ có thể biến thành người hy sinh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Rơi vào đường cùng. Hắn chỉ có thể tăng thêm tốc độ chạy tới hoàng cực cổ thành, tốc độ nhanh một điểm, mình cũng có thể ít một chút tra tấn. Tiêu Phàm tự nhiên là không biết tất cả những thứ này, hắn tâm thần toàn bộ đắm chìm trong không gian ý thức bên trong. Không gian ý thức, Tiêu Phàm linh hồn bản thể xếp bằng ở một bộ to lớn trận đồ phía trên tràn ngập sinh tử nhị khí, còn có vô số huyền diệu thần văn. Những cái kia huyền diệu thần văn chung quanh, nhộn nhạo một cỗ thời không chi lực. Cực kỳ quỷ dị. Xa xa nhìn tới, thời không trận văn ngưng tụ thành một cái tứ phương bốn chính hộp, liền tựa như một cái quang trụ, không, chuẩn xác mà nói, hẳn là một cái cỡ nhỏ lồng giam. Trong lồng giam, có vô số kiếm khí gào thét, loạn vô trương pháp, có thể chính là kiếm khí như thế, mới cho người một loại không cách nào khống chế cảm giác. Thái cổ phá diệt kiếp, thời không rối loạn, không gian nghiền ép, có vẻ như chính là cái này bộ dáng. Hơn nữa ta lại thêm vào hỗn độn kiếm khí, một khi vây khốn người khác, dù cho thánh đế cảnh đỉnh phong, cũng chưa chắc có thể trốn đi được a. Tiêu Phàm linh hồn bản tôn nhỏ giọng thầm thì nói. Nếu để cho người nghe được, Tiêu Phàm vậy mà mô phỏng thái cổ phá diệt kiếp đến lĩnh ngộ tự thân cổ pháp cùng cổ thuật, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Nhưng hiện tại, lại thực làm như vậy rồi, hơn nữa chính hắn coi như hài lòng. Chỉ bất quá. Cái trận đồ này mô phỏng lồng giam, nhìn qua vẫn có chút non nớt, khoảng cách chân chính cổ pháp cùng cổ thuật, còn có rất xa khoảng cách. Trước hoàn thiện sinh tử trận văn, quay đầu chậm rãi tăng thêm kiếm khí cùng thời không chi lực thần văn. Tiêu Phàm hài lòng cười một tiếng, ngay sau đó bắt đầu thi triển nhất tâm nhị dụng năng lực. Thời gian nửa tháng chói mắt liền qua, cửu U Ma Toan rốt cục nhẹ nhàng thở ra, bởi vì hoàng cực cổ thành đến.
nhìn phía xa sương mù tím lượn lờ, tường vân bồng bềnh cuồn cuộn thành trì, cửu U Ma Toan trong mắt lóe lên nồng nặc hận ý, hận không thể lập tức hủy đi nơi này. Nếu như Tiêu Phàm không phải là vì tới nơi này, hắn cũng không cần ăn nửa tháng thua thiệt. Lúc này, trên lưng hắn Tiêu Phàm tự động mở hai mắt ra, đứng dậy, ngắm nhìn phương xa hoàng cực cổ thành. Sư tôn, ta gấp đi trước. Bắc thần tinh hồn một bộ ngoan đồ nhi dáng vẻ, để lại một câu nói liền hướng về phương xa bay đi. Chúng ta xông đi lên, diệt bọn hắn. Cửu U Ma Toan dày đặc khí lạnh nói. Một lần này sợ là không có man hoang cổ thành thuận lợi như vậy. Tiêu Trường Phong chậm rãi mở miệng, đôi mắt chán phóng một đạo lãnh quang. Lời còn chưa dứt, nơi xa đại khí bàng bạc hoàng cực cổ thành bỗng chán phóng từng đạo hà mang, ngưng tụ thành một màn ánh sáng. Đem cả tòa cổ thành bao phủ ở bên trong. Ngay sau đó, vô số thân ảnh từ trong thành xông ra, phóng thích ra ngập trời, giống như xô trào sóng biển hướng về Tiêu Phàm bọn họ vị trí vọt tới. Vậy mà sớm có phòng bị, Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn, bọn họ mới vừa vặn đến hoàng cực cổ cương mà thôi, thật không nghĩ đến hoàng cực cổ cương đã biết rõ bọn hắn tới. Không thể không nói, cái này khiến Tiêu Phàm coi trọng một chút. Khó trách Hoang Nguyên Cực cùng Hoang Kiếm đều chết ở trong tay hắn, duy chỉ có Cơ Tuần Thiên chạy mất, Cơ gia đúng là có chỗ độc đáo. Tiêu phủ chủ đường xa mà đến, Hoàng Cực Cổ Cương hoan nghênh đã đến, bất quá, ta Cơ gia tạm thời đóng cửa từ chối tiếp khách, Tiêu phủ chủ mời trở về đi. Một tiếng hét to từ đằng xa truyền đến, lại là một cái khôi ngô kim giáp trung niên nam tử. Ở sau lưng hắn, mấy chục cái ăn mặc kim giáp tu sĩ đứng thành hai hàng, một bộ cung kính bộ dáng. Nghe được phía trước câu nói kia, nếu không phải là Tiêu Phàm cảm nhận được trên người bọn họ sát ý, có lẽ thật vẫn ý vị những người này là đến hoan nghênh bản thân. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra một tia vẻ đăm chiêu, Cơ gia đây là dự định cầu hòa. Đã Cơ gia mặt mũi, lại tránh khỏi cùng mình gặp mặt, ý nghĩ này. Đúng là tốt, không trải qua nhìn hắn Tiêu Phàm có thể hay không đồng ý. Nói như vậy. Cơ gia hoàng cực thần vệ thống lĩnh Cơ Tuần Thiên đến ta vô tận cổ cương đại khai sát giới, các ngươi là dự định cứ như vậy đi qua. Tiêu Phàm phong khinh vân đạm cười nói. Đột nhiên mặt mũi của hắn lạnh lẽo, lạnh giọng nói, hay là nói, ngươi cảm thấy, bằng các ngươi những người này, liền có thể ngăn bổn phủ chủ. Tiêu phủ chủ, nơi này chính là ta Cơ gia. Cái kia kim giáp nam tử lông mày nhíu lại, không có sợ hãi chút nào ý tứ, ngược lại chiến ý mãnh liệt. Hồng hộc, đáng tiếc, nghênh đón hắn lại là Tiêu Phàm không chút lưu tình một kiếm, một đạo kiếm hồng vượt qua chân trời, bay thẳng kim giáp nam tử mà tới. Kim giáp nam tử nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm chào hỏi không đánh liền xuất thủ, hắn vội vàng đạp không mà lên, lúc trước Tiêu Phàm công kích, có thể để hắn kinh ngạc là, Tiêu Phàm kiếm khí bỗng bạo tán mà ra. Một phân mười, 10%, giống như vạn tiễn tề phát, điên cuồng phóng tới Cơ gia tu sĩ khác. Chỉ một thoáng, một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu tươi tràn ngập hư không, tựa như biến thành một cái huyết sắc thế giới. Cơ gia tu sĩ khó khăn lắm chặn lại Tiêu Phàm một đòn, thế nhưng tử thương không ít, rất nhiều người kêu rên không thôi. Không cần ngươi nhắc nhở, nơi này nếu không phải là Cơ gia, ta còn chưa tới đây. Tiêu Phàm nhe răng cười nói. Cơ gia quá tự cho là đúng, để một cái thánh đế cảnh mang theo một đám đại đế cảnh tu sĩ. Liền cho rằng hắn sẽ không đại khai sát giới sao. Quá ý nghĩ hão huyền. Đừng nói một đám đại đế cảnh, chính là một đám chiến đế cảnh đứng ở trước mặt hắn, chỉ cần là hắn địch nhân, Tiêu Phàm cũng sẽ không để ý tới bọn họ nhỏ yếu, giết không tha. Vừa rồi một kiếm không có giết chết những người này, xem như hắn hạ thủ lưu tình. Nhưng Tiêu Phàm chưa từng nghĩ tới, vô tận cổ cương cùng hoàng cực cổ cương ân oán, là hơn 10 cái đại đế cảnh mệnh liền có thể trả lại. Tiêu phủ chủ nếu như còn có lửa giận, vậy liền giết chúng ta lại rời đi cũng được. Cầm đầu cái kia kim giáp nam tử hít sâu một cái nói, hắn nửa bước không rời ngăn tại Tiêu Phàm trước người. Ngươi cho rằng ta không dám, Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười. Lời còn chưa dứt, lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, chán phóng vô cùng vô tận kiếm khí, ngay sau đó hắn phóng ra bước chân, từng bước một hướng về hoàng cực cổ thành đi đến. Khoảng cách Tiêu Phàm gần nhất những cái kia đại đế cảnh tu sĩ, trong nháy mắt bị kiếm khí xoắn thành huyết vụ, liền kêu thảm cũng không kịp giao ra. Những người khác thấy thế, toàn thân run rẩy kịch liệt lên,
nhưng bọn hắn vẫn như cũ đứng tại chỗ không nhúc nhích, chưa từng lui lại mảy may. Kim giáp nam tử sắc mặt khó coi, hắn không nghĩ tới, Tiêu Phàm vậy mà thực dám đại khai sát giới, quát khẽ nói, hy vọng Tiêu phủ chủ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Hết lòng tuân thủ cam kết gì? Tiêu Phàm buồn cười nhìn xem kim giáp nam tử, bổn phủ chủ lại chưa từng đáp ứng các ngươi, đã các ngươi tự tìm cái chết, bổn phủ chủ thành toàn các ngươi, xem như thu một điểm lợi tức mà thôi. Tiêu Phàm bước chân bỗng tăng tốc, hắn tựa như một cái cối xay thịt, những nơi đi qua, huyết nhục văng tung tóe. Kim giáp nam tử đám người sắc mặt đại biến, bọn họ nơi nào sẽ nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy mà căn bản không có từ bỏ ý đồ ý tứ, cho dù là bọn họ những người này đền mạng. Một sát na kia, đám người trong lòng manh động thoái ý, có thể nghĩ đến cơ gia thủ đoạn, bọn họ lại không khỏi dùng mình một cái. Các ngươi cũng không đi tìm hiểu một chút bổn phủ chủ làm người, từ thiên võ vực đến bây giờ, bổn phủ chủ giết người, không biết là các ngươi những cái này nhiều ít lần, mấy chục trên trăm đầu mạng người liền muốn làm ta sợ. Tiêu Phàm trong mắt đều là khinh thường. Hắn sẽ không đồng tình những người này, có lẽ bọn họ cũng đáng được đồng tình, khả năng vì do nhiều nguyên nhân, không thể không đáp ứng cơ gia xuất hiện ở đây, trở thành Tiêu Phàm phát tiết đối tượng. Thế nhưng là, tất nhiên bọn họ xuất hiện ở này, kia liền là Tiêu Phàm địch nhân, cũng tương tự khả năng thu được cơ gia không ít chỗ tốt hứa hẹn. Như vậy cũng tốt tựa như một vụ giao dịch, tất nhiên bọn họ lựa chọn dùng mạng của bọn hắn đổi lấy chỗ tốt, Tiêu Phàm giết bọn hắn cũng không gì đáng trách. Về phần cơ gia ân oán, đó cũng không phải là ngần ấy người liền có thể đuổi hắn. A tiếng kêu thảm thiết thê lương đang tiếp tục, Tiêu Phàm trên mặt căn bản nhìn không đến bất luận cái gì đồng tình, có chỉ là lạnh lùng. Kim giáp nam tử đứng mũi chịu sào hắn, hắn toàn thân bị vô số kiếm khí quấy đến máu thịt be bét, vẫn như trước chưa từng lùi sau một bước. Đồng thời, Tiêu Phàm căn bản không có dừng tay ý tứ, tựa như bọn họ những người này ở đây trong mắt, căn bản cũng không phải là mạng người, mà là cỏ rác. Sát thần, chân chính sát thần, kim giáp nam tử nguyên vốn cho là mình sẽ không sợ hãi, nhưng giờ khắc này, hắn thực sợ hãi, e ngại. Hậu phương Tiêu Trường Phong cùng Túy Ông hai người cũng thần sắc bình tĩnh như thường, những năm này, bọn họ ở cửu u địa ngục giết người cũng đồng dạng số lượng cũng không ít. Không phải bọn họ đối với sinh mạng như thế hở hứng, mà là bọn họ thường thấy loại này giết chóc. Tiêu Phàm tất nhiên làm như thế, vậy dĩ nhiên không phải bắn tên không đích, khả năng đủ sống đến bây giờ, hơn nữa đạt cho tới bây giờ thành tựu, tự nhiên không thể thiếu thiết huyết. Từ man hoang cổ thành đến hoàng cực cổ thành trên đường, Bắc thần tinh hồn cũng nói cho bọn họ một chút liên quan tới Tiêu Phàm sự tình. Hoàng cực cổ cương lại nhiều lần muốn giết Tiêu Phàm, càng là muốn đem vô tận cổ cương chiếm thành của mình, vô tận cổ cương không biết tử vong bao nhiêu người, như thế nào dễ dàng như thế liền có thể cắt đứt ân oán. Nếu như Tiêu Phàm cứ như vậy rời đi, hắn có mặt mũi nào trở về vô tận cổ cương? Dừng tay, mắt thấy cái kia mấy chục gần trăm cái đại đế cảnh tu sĩ nguyên một đám ngã xuống, hoàng cực cổ thành bên trong, rốt cục truyền đến một tiếng quát như sấm. Chỉ thấy thủ thành trận pháp đã nứt ra một đường vết rách, ngay sau đó một cỗ khí tức mạnh mẽ đạp không mà ra. Đáng tiếc, Tiêu Phàm vẫn không có dừng tay ý tứ, các ngươi không phải để cho ta giết sao? Không phải liền là so giết người sao? Cùng ta đấu hung ác, các ngươi còn chưa xứng. Tiêu Phàm, người lạm sát kẻ vô tội, sẽ không sợ gặp báo ứng sao? Người tới bên trong, một đạo thanh âm the thé vang lên, lại là đã từng bị Tiêu Phàm hố qua Cơ Vô Nhạn. Gia hỏa này bất nam bất nữ, lại phách lối đến cực điểm, bất quá mệnh ngược lại là cứng rắn hung ác, tiến vào thí luyện cổ lộ lại có thể sống đến bây giờ. Kỳ trùng ra đám người, một kiếm hướng về Tiêu Phàm đánh giết mà tới. Lạm sát kẻ vô tội, không phải là các ngươi muốn ta giết sao? Tiêu Phàm thần sắc thản nhiên nói, nguyên lai đột phá thánh đế cảnh, khó trách như vậy phách lối. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở Cơ Vô Nhạn trước người. Cơ Vô Nhạn không nghĩ tới Tiêu Phàm tốc độ nhanh như vậy, sắc mặt đại biến, nhưng hắn còn không tới kịp né tránh, Tiêu Phàm một chân đã đạp lên. Phịch một tiếng bạo hưởng, Cơ Vô Nhạn thân thể giống như diều đứt dây một dạng bay ngược mà ra, thể nội càng là truyền ra đan điền phá toái thanh âm. Nói là đan điền, kỳ thật chuẩn xác mà nói là nguyên lực hải, chỉ là so với lúc trước thần lực hải nhỏ hơn rất nhiều, nhưng là bền bỉ vô số lần. Nhưng dù cho như thế,
vẫn như cũ bị Tiêu Phàm một cước đá nát, có thể nghĩ hai người thực lực chênh lệch. Làm càn, Cơ Gia cường giả giận dữ, nhanh chóng vọt lên, Tiêu Phàm dám ngay trước bọn họ nhiều người như vậy mặt đem Cơ Gia nhị thiếu nguyên lực hải đá bạo, cái này khiến bọn họ làm sao bảo trì bình thản. Chỉ thấy hai cái lão giả đồng thời xuất thủ, bộc phát ra thánh đế cảnh đỉnh phong khí thế, cuồn cuộn sát ý khóa chặt Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, xòe bàn tay ra, Tu La kiếm xuất hiện ở trong tay, ngay sau đó chân đạp nghịch long đăng thiên bộ xông tới, hắn tốc độ không thể so với thánh đế cảnh đỉnh phong chậm. Phốc phốc, hư không hai đạo máu văng tung tóe, ngay sau đó hai đạo bóng người đầu thân tách rời, hơn mấy trượng cao cột máu bắn về phía hư không, giống như huyết dịch suối phun. Tê một mảnh hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm vang lên. Hai cái kia lão giả người ở chỗ này đại bộ phận đều biết, đây chính là Cơ Gia hai vị trưởng lão cấp bậc nhân vật A, lại bị Tiêu Phàm một kiếm chảm. Hắn không phải hơn 10 ngày trước mới qua thánh đế kiếp sao, làm sao trở nên mạnh như vậy? Cái kia toàn thân nhuốm máu, máu thịt be bét kim giáp nam tử trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, nghĩ đến bọn họ muốn cho bản thân một cái thánh đế cảnh, gần 100 cái đại đế cảnh cho Tiêu Phàm giết, liền có thể lắng lại Tiêu Phàm lửa giận. Bây giờ nghĩ lại, đây là biết bao buồn cười. Hai vị thánh đế cảnh đỉnh phong trưởng lão đều đã chết, có thể Tiêu Phàm trên người sát ý chẳng những không có giảm bớt mảy may, ngược lại càng ngày càng nồng nặc. Suy nghĩ kỹ một chút bọn hắn cũng đều bình thường trở lại, nếu là đổi lại là bọn họ, cũng sẽ không cùng Cơ Gia như thế bỏ qua. Lúc trước vô tận cổ cương nếu không phải coi như cường đại, có lẽ sớm đã bị man hoang cổ cương cùng hoàng cực cổ cương hủy diệt. Đến lúc đó tất nhiên sẽ sinh linh đổ thán. Như thế ân oán, không đội trời chung, như thế nào một hai câu liền có thể giải quyết. Tiêu Phàm con người u lãnh, dưới chân không hề dừng lại một chút nào, tiếp tục hướng về hoàng cực cổ thành đi đến, hờ hững nói, hiện tại, bổn phủ chủ muốn đi Cơ Gia, muốn chết, có thể cản ta thử xem. Đấu hung ác, Tiêu Phàm cho tới bây giờ chưa sợ qua, Cơ Gia cái kia mấy chục gần trăm cá nhân cho hắn giết. Chắc chắn hắn Tiêu Phàm không dám giết. Tất nhiên người Cơ Gia đều không để ý, cái kia Tiêu Mỗ lại có gì quan tâm đây. Dù sao giết chết cũng không phải vô tận cổ cương người, mà là hoàng cực cổ cương người. Tiêu Phàm xách ngược lấy Tu La kiếm, từng bước một hướng về man hoang cổ cương đi đến, Cơ Gia tu sĩ bị Tiêu Phàm bức không ngừng lùi lại. Bọn họ vốn cho là Tiêu Phàm bất kể như thế nào đều sẽ kiêng kỵ một lần Cơ Gia, nhưng bây giờ... Hắn nơi nào có nửa điểm kiêng kỵ ý tứ. Một cước phế bỏ Cơ Gia nhị thiếu Cơ Vô Nhạn, lại một kiếm chém giết Cơ Gia hai vị thánh đế cảnh đỉnh phong trưởng lão. Đây quả thực là không cố kỵ gì a. Trong lúc nhất thời, Cơ Gia người, không người dám ngăn cản Tiêu Phàm. Trong đám người Cơ Vô Đạo sắc mặt tái nhợt, hắn thân làm nhân tộc năm đại thánh tử, nhưng bây giờ Tiêu Phàm giết đến tận cửa, hắn đều không dám thả một cái dám. Thật sự là Tiêu Phàm uy hiếp quá lớn, uy áp cùng tuổi một đời, cơ hồ khiến bọn họ khó có thể thở nổi. Nghĩ đến bản thân từng tại nhân tộc đổ vực chi chiến bên trên, hắn Cơ Vô Đạo còn nghĩ khiêu chiến Tiêu Phàm, sắc mặt không khỏi trở nên đỏ bừng. Khiêu chiến Tiêu Phàm, hắn Cơ Vô Đạo có tư cách gì? Dù cho hắn đột phá đến thánh đế cảnh tiền kỳ, có thể cùng bình thường thánh đế cảnh hậu kỳ một trận chiến. Nhưng Tiêu Phàm đây... Hắn chém giết phổ thông thánh đế cảnh đỉnh phong, giống như thái thịt cắt cỏ một dạng đơn giản, hai người hoàn toàn không phải cùng một cái cấp độ. Bất kể như thế nào, ta đều muốn đi trước thiên hoang. Cơ Vô Đạo trong lòng gào thét. Một bước rớt lại phía sau, từng bước rớt lại phía sau. Muốn vượt qua Tiêu Phàm, làm từng bước tu luyện là không thể nào, chỉ có tiến vào thiên hoang, kinh lịch hung hiểm, thu hoạch được cơ duyên, mới có thể có cơ hội vượt qua hắn. Đường đường Cơ Gia, liền một cái người nói chuyện đều không có sao. Tiêu Phàm mỗi một bước đi ra, liền chém ra một kiếm, chỉ ít có một người ngược lại trong vũng máu. Xuất trận những người này, trên mặt tràn đầy kinh khủng, trong lòng càng là hối hận hết sức. Sớm biết mình liền không nên đi ra, tiểu tử này thật không phải là người A, rõ ràng chỉ có thánh đế cảnh trung kỳ tu vi, lại ngay cả thánh đế cảnh đỉnh phong đều có thể miểu sát. Bọn họ nguyên bản còn muốn đồng loạt ra tay, cho Tiêu Phàm một hạ mã uy, để cho biết khó mà lui. Nhưng hiện tại, bọn họ mới phát hiện ý nghĩ của mình là biết bao buồn cười. Lui, một tiếng hét to từ trong đám người vang lên, sau một khắc, Cơ Gia người tất cả đều xoay người bỏ chạy,
hướng về trận pháp màn sáng phóng đi. Giết Tiêu Phàm, đừng nói giỡn, tiếp tục lưu lại nơi đó, chỉ có bị giết phần. Bọn họ không ít người đều đã bị sợ mất mật, coi như Tiêu Phàm đứng ở nơi đó, bọn họ cũng chưa chắc dám giết, lại tại sao có thể là Tiêu Phàm đối thủ đây. Tiêu Phàm cũng không truy bọn họ, vẫn như cũ duy trì tốc độ đi tới, kiếm trong tay cũng không có nửa điểm chần chờ. Một bước, chạm một người, động tác của hắn 10 điểm đơn giản, liền tựa như thanh trừ ngăn tại hắn trên đường một căn cỏ dại một dạng. Tất cả mọi người đã quên đi rồi Tiêu Phàm theo sát phía sau đi theo Tiêu Trường Phong, Túy Ông cùng Cửu U Ma Toan, trong mắt chỉ còn lại có Tiêu Phàm tên ma đầu này. Chỉ chốc lát sau, người cơ gia tất cả đều vọt vào trận pháp bên trong. Nhưng ngoài thành, lại là chất đầy thi thể, huyết dịch đỏ thắm rải đầy hư không, tản ra mùi máu tươi nồng nặc, để cho người ta nghe ngóng buồn nôn. Đi tới trận pháp màn sáng trước đó, Tiêu Phàm rốt cục ngừng bước, trong trận pháp cơ gia tu sĩ rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần hắn không cách nào vào trận pháp, vậy chuyện này hẳn là như vậy bỏ qua. Mở ra trận pháp, để cho ta đi vào, liền coi như ngươi thông qua khảo nghiệm. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, tựa như là hướng về phía không khí nói. Trong trận pháp cơ gia tu sĩ vẻ mặt mờ mịt, không biết vì sao. Nhưng mà, giấu ở hoàng cực cổ thành trong khắp ngõ ngách bắc thần tinh hồn, lại là vô cùng kích động, là, sư tôn. Bắc thần tinh hồn nghiên cứu trận pháp này mặc dù không dài, chỉ có thời gian uống cạn chung trà mà thôi, muốn hắn thực đem trận pháp này phá mở, đó là không có khả năng. Nhưng là, nếu như chỉ là ngắn ngủi mở ra trận pháp, thả Tiêu Phàm đi vào, lại không phải chuyện quá khó khăn. Hắn bắc thần tinh hồn, bây giờ tốt xấu cũng coi là thánh giai trận pháp sư. Chỉ thấy hắn bóp tay đánh ra từng đạo thủ ấn, vô số huyền diệu thần văn xuất hiện ở bàn tay của hắn phía trên, tản ra một cỗ cực kỳ khí thức thần bí. Sau một khắc, bắc thần tinh hồn bỗng xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng đụng vào ở hoàng cực cổ thành trận pháp màn sáng phía trên. Cơ gia tu sĩ nhìn thấy Tiêu Phàm không nhúc nhích, không ít người lập tức lộ ra vẻ ngạo nhiên. Tiêu Phàm thực lực tuy mạnh, có thể muốn phá vỡ ta cơ gia thủ thành đại trận, nhất định chính là người si nói mộng. Không sai, đừng nói thánh đế cảnh trung kỳ, chính là bán bộ thánh tôn cảnh đều không phá nổi, hắn coi như ở trận pháp phía trước đứng cả một đời, cũng đừng hòng tiến đến. Đáng hận, hắn đã giết ta cơ gia nhiều người như vậy, còn có những cái kia ta cơ gia hoa giá thật lớn lâm thời tìm trở về một đám đại đế cảnh, đáng chết. Nếu như không phải nghe nói bên người hắn hai người kia cùng đầu kia sư tử rất cường đại, gia chủ khẳng định đã sớm để cho chúng ta xông đi lên diệt bọn hắn. Người cơ gia nhìn thấy Tiêu Phàm đứng ở trận pháp màn sáng trước mặt không nhúc nhích, còn tưởng rằng Tiêu Phàm không đi vào. Nhưng mà, những người này lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm đột nhiên tiếp tục phóng ra bước chân, người cơ gia còn muốn tiếp tục giễu cợt. Nhưng sau một khắc bọn họ liền không cười được. Chỉ thấy Tiêu Phàm ngay phía trước trận pháp màn sáng, đột nhiên đã nứt ra một đường vết rách. Lỗ hổng không lớn, cũng liền cao 2 mét, rộng 1 mét, liền tựa như một cánh cửa đồng dạng, vừa lúc có thể dung nạp một người tiến vào. Nhìn xem lỗ hổng kia, cơ gia tất cả mọi người tập thể trợn tròn mắt, đây chính là trận pháp A, không phải phổ thông màn sáng, làm sao có thể bản thân mở ra một cánh cửa ánh sáng. Nhưng sự thật chính là như thế. Hơn nữa không đợi đám người lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm đã xuyên qua đạo kia khe hở, tiến nhập bên trong hoàng cực cổ thành. Tiêu Trường Phong, Túy Ông cùng Cửu U Ma Toan ba cái cũng hóa thành một đạo tàn ảnh, gần như đồng thời tiến nhập hoàng cực cổ cương, bọn họ đương nhiên sẽ không để Tiêu Phàm một người tiến đến mạo hiểm. Đối diện những cái kia cơ gia cường giả thấy thế, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, nhấc chân chạy. Mà lúc này, Tiêu Phàm lại bắt đầu huy động trong tay Tu La Kiếm. Lần lượt từng bóng người đổ vào dưới kiếm của hắn, trở thành vong hồn dưới kiếm. Tất nhiên cơ gia không muốn để cho hắn Tiêu Phàm vào thành, hắn liền hết lần này tới lần khác phải vào thành. Cơ gia muốn đem hắn ngăn cản tại trận pháp bên ngoài, hắn Tiêu Phàm liền muốn xông vào cơ gia. Hoàng gia đều bị hắn chế phục, cơ gia lại có thể đơn độc đối đãi. Sát nhân ma vương, người cái này sát nhân ma vương. Ma quỷ, không được qua đây. Cơ gia người kinh khủng, e ngại, có ít người tức thì bị dọa đến lá gan đều kém chút bạo phá, trở nên điên cuồng lên, thần chí đều có chút không rõ. Hoàng cực cổ thành tu sĩ khác nhìn thấy người cơ gia bị giết bốn phía chạy trốn, cũng là trợn to hai mắt,
lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Nếu như không phải nhiều người như vậy nhìn thấy, bọn họ còn cho rằng mình đang nằm mơ đây. Trong lúc nhất thời, cả tòa hoàng cực cổ thành đều tràn đầy khí tức sốt sắng, càng là xen lẫn máu tanh nồng nặc chi khí. Tiêu Phàm, ta cơ ra một nhẫn lại nhẫn, nhường lại nhường, người không muốn được voi đòi tiên. Nửa chén trà nhỏ đổ sát, cơ ra cao tầng cũng ngồi không yên. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn tới, cảm nhận được một cỗ càng thêm mạnh mẽ khí tức vượt không mà đến. Trong chớp mắt, năm bóng người rơi vào Tiêu Phàm trong tầm mắt, cầm đầu là một cái tử bào nam tử, khí vũ hiên ngang, anh tuấn phi phàm, trong lúc vô hình tản mát ra một cỗ uy nghiêm của cấp trên. Không cần đoán Tiêu Phàm cũng có thể nghĩ đến thân phận của người này, hẳn là chủ nhà họ Cơ Cơ Huyền, bán bộ thánh tôn cảnh cường giả. Hắn cũng lúc này mới ý thức được, chủ nhà họ Cơ dù sao cũng là bán bộ thánh tôn cảnh, đồng dạng thân làm nhất gia chi chủ Hoang Thiên Quân, có vẻ như thực lực quá yếu. Có lẽ đúng như Lãng Thiên nói tới như vậy, hắn nhìn thấy Hoang Thiên Quân vẻn vẹn chỉ là một đạo phân thân mà thôi. Tiêu Phàm lại nhìn về phía Cơ Huyền sau lưng bốn người, đó là bốn cái lão giả lão ẩu, một người trong đó, Tiêu Phàm còn nhận biết, chính là lúc trước thay hắn nói qua Cơ Độc Cô. Ba người khác, đoán chừng cũng là Cơ gia túc lão, bán bộ thánh tôn cảnh tồn tại. Về phần phải chăng có thánh tôn cảnh tọa chấn, Tiêu Phàm trong lòng cũng không có yên lòng. Tiêu phủ chủ, có thể hay không cho lão thân một bộ mặt, mang theo ngươi người rời đi. Cơ Độc Cô đắng chát cười một tiếng, bất quá vẫn là mở miệng nói. Tiêu Phàm hướng về phía Cơ Độc Cô hơi hơi chắp tay nói, lúc trước Cơ gia Cơ Tuần Thiên mang theo Hoàng Cực Thần Vệ muốn hủy diệt ta Vô Tận Cổ Cương thời điểm, ta cũng nói qua ghi tạc Độc Cô tiền bối tình nghĩa bên trên, để bọn hắn rời đi, Độc Cô tiền bối biết rõ Cơ Tuần Thiên là như thế nào trả lời ta sao. Cơ Độc Cô không nói. Những người khác lại là nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Nhìn thấy Cơ Độc Cô không có trả lời, Tiêu Phàm vừa tiếp tục nói, Cơ Tuần Thiên lúc trước nói một câu, hắn nói, cổ cương ý chí, chắc là sẽ không vì ý cá nhân mà thay đổi. Độc Cô tiền bối lúc trước có lẽ là thay Vô Tận Cổ Cương nói qua lời hữu ích, có thể Hoàng Cực Cổ Cương vẫn như cũ khư khư cố chấp, mà bây giờ, vãn bối lại tới đây, cũng không phải vãn bối ý nguyện cá nhân. Hôm nay vãn bối nếu để cho Độc Cô tiền bối một bộ mặt, cứ vậy rời đi, vậy vãn bối lại như thế nào cho Vô Tận Cổ Cương chết đi tu sĩ một cái công đạo, lại có gì mặt mũi trở về Vô Tận Cổ Cương. Tiêu Phàm lời nói vang vang hữu lực, lúc trước Cơ Độc Cô nói cho hắn mà nói tốt, Tiêu Phàm khắc ghi tại tâm. Nhưng là, cái này đã không chỉ là hắn cùng với Cơ gia ân oán, càng là Vô Tận Cổ Cương cùng Hoàng Cực Cổ Cương ân oán, như thế nào nàng một câu nể tình liền có thể xong việc. Cơ Độc Cô thật sâu thở dài, cũng không còn lên tiếng. Bây giờ Tiêu Phàm, từng cái quyết định đều quan hệ Vô Tận Cổ Cương tương lai, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng như thế liền rời đi. Vậy không biết Tiêu phủ chủ muốn làm sao? Chủ nhà họ Cơ Cơ Huyền sắc mặt tái xanh, ngữ khí lại là một mực cường ngạnh. Làm sao, nghĩ đến các người biết rõ bổn phủ chủ từ hoang gia tới đây, cái kia hẳn là cũng biết bổn phủ chủ cùng hoang gia sự tình a. Tiêu Phàm thản nhiên nói, các ngươi chỉ cần hai lựa chọn, một là chiến, hai là cho ta Vô Tận Cổ Cương một hợp lý bàn giao. Cái gì mới là hợp lý bàn giao? Cơ Huyền trực tiếp lựa chọn cái thứ hai. Cùng Vô Tận Cổ Cương một trận chiến, hắn cũng muốn, nếu là có thể đoạt đến càng nhiều địa vực đó là không thể tốt hơn nữa. Nhưng hắn cũng biết, Tiêu Phàm sau lưng hai người một thú, cũng không phải đùa giỡn, dù cho hắn Cơ Huyền cùng gia tộc Túc Lão. Đều thấy không rõ tu vi của đối phương. Thánh tôn cảnh, khả năng này rất lớn, Cơ gia vẫn chưa muốn cùng thánh tôn cảnh chính diện va chạm, vô luận người nào thắng, đối Cơ gia đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hoàng Cực Cổ Cương tu sĩ không để ý cùng là nhân tộc tình nghĩa, tự tiện giết ta Vô Tận Cổ Cương con dân, bọn họ có nên hay không giết? Tiêu Phàm thanh âm nói năng có khí phách nói. Cơ gia tu sĩ, kém chút có người gọi thẳng nên giết. Cũng may coi như thanh tỉnh, cũng không có kêu đi ra. Bổn phủ chủ nhân nghĩa, không muốn tính mạng bọn họ, bất quá, bọn họ phải lưu tại Vô Tận Thần Phủ thời đại làm nô, vì chết đi Vô Tận Cổ Cương ức vạn con dân sám hối. Tiêu Phàm tiếp tục nói. Người Cơ gia thiếu chút nữa thì chửi ầm lên, ngày đó chiến đấu, căn bản là không có chết cái gì Vô Tận Cổ Cương con dân. Cơ Tuần Thiên mang theo Hoàng Cực Thần Vệ cùng hàng ức cường giả tiến đánh Vô Tận Cổ Cương. Cơ hồ là một đường quét ngang,
tử vong tu sĩ càng là bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Sao là ức vạn chết đi con dân? Nhân nghĩa, cái này thế nào nhân nghĩa mà nói? Ngươi muốn là thực nhân nghĩa, vậy tại sao phải để bọn hắn làm nô là bộc, vì sao không trực tiếp thả bọn họ? Cơ Huyền bán bộ thánh tôn cảnh cường giả cũng là mặt sạm lại, bọn họ làm sao không biết Tiêu Phàm mục đích, đây là muốn đem những người kia quang minh chính đại lưu tại vô tận cổ cương A. Cơ Huyền trong lòng cũng 10 điểm xoắn suýt, đây chính là không ít đại đế cảnh, thậm chí thánh đế cảnh A, chẳng lẽ cứ như vậy cho Tiêu Phàm? Nếu như không đồng ý, Tiêu Phàm nhất định sẽ ăn thua đủ. Nhưng nếu như đáp ứng, cái kia hoàng cực cổ cương thế nhưng là đánh mất không ít nhân tài A. Trong lúc nhất thời, Cơ Huyền lâm vào xoắn suýt. Đương nhiên, bổn phủ chủ nguyện ý buông tha bọn họ, nhưng vô tận cổ cương con dân chưa hẳn sẽ để cho bọn họ còn sống rời đi. Tiêu Phàm lại hợp thời bổ sung một câu. Cơ Huyền thiếu chút nữa thì tuôn ra nói tục, hắn làm sao không minh bạch Tiêu Phàm ý tứ, nếu như hắn Cơ Huyền không đáp ứng, Tiêu Phàm tình nguyện giết những người kia, cũng tuyệt đối sẽ không để bọn hắn còn sống rời đi vô tận cổ cương. Thật ác độc, Tiêu phủ chủ nhân nghĩa, Cơ Mỗ cảm thấy, ngươi sẽ không thực giết bọn hắn. Cơ Huyền không đáp ứng, cũng phải đáp ứng. Nói như vậy, hắn cũng coi là đáp ứng Tiêu Phàm, hắn cũng biết, những người này, hắn là bất kể như thế nào đều nếu không trở lại. Ta từng nhớ kỹ Cơ Tuần Thiên nói qua, hoàng cực cổ cương kín người hết chỗ, nghĩ trinh phạt vô tận cổ cương 200 địa vực, cho hoàng cực cổ cương tu sĩ thắng được cơ hội thở dốc. Tiêu Phàm lại tiếp tục mở miệng. Người ở chỗ này lại không phải người ngu, làm sao không minh bạch Tiêu Phàm lời nói bên trong một cái khác trọng ý nghĩ. Lúc trước ngươi Cơ gia muốn trinh phạt ta vô tận cổ cương 200 cái địa vực, hiện tại, ngươi liền phải bồi ta vô tận cổ cương 200 cái địa vực. Loạn cửa lăng nhằng, Cơ Huyền phẫn nộ quát, Cơ Tuần Thiên, thực sự là thật to gan, Tiêu phủ chủ minh giám, việc này cùng ta Cơ gia không quan hệ, cũng là Cơ Tuần Thiên tự tiện hành động. Cơ gia tu sĩ nghe vậy, không khỏi kinh ngạc nhìn Cơ Huyền. Cơ Tuần Thiên mặc dù là hoàng cực thần vệ thống lĩnh, nhưng hắn căn bản không có quyền lợi điều động hoàng cực thần vệ A, toàn bộ Cơ gia, cũng chỉ có Cơ Huyền có cái quyền lợi này. Việc này muốn nói Cơ Huyền không biết, đánh chết bọn họ đều không tin. Bất quá rất nhiều người lại là âm thầm thầm than không thôi, Cơ Huyền làm cho gọn gàng vào, mặc dù vô sỉ một điểm, nhưng là đem công kích vô tận cổ cương sự tình cùng Cơ gia phiết không còn chút nào. Có đúng không, nhưng Cơ Tuần Thiên không phải nói như vậy, có muốn hay không ta tìm hắn đến cùng ngươi rằng co. Tiêu Phàm cười híp mắt nói, nhưng trong lòng thầm mắng lão hồ ly, nguyên bản hắn là chuẩn bị đến Cơ gia đại khai sát giới. Bất quá nhìn thấy Cơ Độc Cô về sau, hắn đột nhiên cải biến chủ ý, giết người, tối đa chỉ có thể phát tiết lửa giận mà thôi, sao không cho vô tận cổ cương tranh thủ một chút đồ vật đây. Cơ Huyền hơi nhíu mày. Hắn cũng nhất thời không quyết định chắc chắn được, dù sao, Cơ Tuần Thiên cũng chưa chết, ai biết có phải thật vậy hay không rơi vào Tiêu Phàm trong tay. Nếu là thật, bản thân rũ sạch cùng Cơ Tuần Thiên ở giữa liên quan, chẳng phải là để Cơ gia những người khác buồn lòng. Thế nhưng là, 200 địa vực, lại có thể nói cho liền cho. 200 địa vực, đủ để ảnh hưởng nhân tộc cân bằng, ta nghĩ, coi như Cơ Mỗ đáp ứng, mặt khác mấy đại cổ cương sẽ không đáp ứng. Cơ Huyền trầm giọng nói, trực tiếp mang ra 5 đại cổ cương, đồng thời uy hiếp Tiêu Phàm. Nhưng mà, nghe nói như thế, Tiêu Phàm lại là cười, nói Cơ gia chủ hiểu lầm Tiêu Mỗ ý tứ, Tiêu Mỗ chưa từng nói qua muốn hoàng cực cổ cương địa vực. Ân, Cơ Huyền trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, Tiêu Phàm không muốn địa vực, vậy hắn muốn cái gì? Nhìn thấy nụ cười trên mặt, Cơ Huyền liền biết Tiêu Phàm không có hảo ý. Chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ ra Tiêu Phàm mục đích thực sự. Tiêu phủ chủ muốn cái gì, có thể nói thẳng. Cơ Huyền bị Tiêu Phàm nhìn rất khó chịu, chỉ có thể ngả bài. Qua nhiều năm như vậy, chỉ có người khác thầm mắng hắn lão hồ ly, nhưng bây giờ, hắn trong lòng lại là thầm mắng Tiêu Phàm tiểu hồ ly, tiểu tử này, có thể trở thành cổ cương chi chủ, xác thực bất phàm. Thứ ta muốn, đối Cơ gia chủ mà nói chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Ta không muốn 200 cái địa vực, chỉ cần 200 cái địa vực bên trên sinh linh. Tiêu Phàm cười híp mắt nhìn xem Cơ Huyền nói. Không có khả năng, Cơ Huyền không cần suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt Tiêu Phàm yêu cầu. Nói đùa cái gì, 200 cái địa vực sinh linh, cái này cỡ nào thiếu ức.
Tiêu Phàm đã vừa mới cưỡng ép lưu lại hoàng cực cổ cương 20, 30 ức cường giả, hơn nữa chí ít cũng là thiên thần cảnh tu vi, cái này đối hoàng cực cổ cương mà nói, đã coi như là tổn thất vô cùng lớn. Mặt khác, hoàng cực thần vệ có 60 người, cái kia nhưng đều là thánh đế cảnh A, cũng tất cả đều chết ở Tiêu Phàm trên tay. Thậm chí bao gồm hoàng cực thần vệ thống lĩnh Cơ Tuần Thiên, bây giờ cũng tung tích không rõ. Tiến đánh vô tận cổ cương, đã để Cơ Huyền cùng Cơ Gia người bể đầu sứt chán, trong lòng cũng bắt đầu hối hận. Hiện tại Tiêu Phàm muốn 200 cái địa vực sinh linh, hắn lại làm sao có thể đáp ứng. Cơ gia chủ không nên đem lời nói được chết như vậy, không phải còn có thể thương lượng sao? Tiêu Phàm nghiền ngẫm cười nói, nếu như những người này, có thể đổi lấy hai đại cổ cương hòa bình, ta cũng nghĩ vậy đáng giá, không phải sao? Uy hiếp trắng trợn. Nếu như Cơ Huyền không đáp ứng thỉnh cầu của hắn, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ dẫn đầu vô tận cổ cương tiến công hoàng cực cổ cương, kể từ đó, hoàng cực cổ cương tất nhiên sẽ sinh linh đổ thán. Hai đại cổ cương chiến tranh, nếu như thiên hoang không nhúng tay vào, hoàng cực cổ cương hủy diệt có thể chưa hẳn chỉ là 200 cái địa vực sinh linh. Tiêu phủ chủ, chẳng lẽ ngươi thật muốn nhìn thấy nhân tộc sinh linh đổ thán? Cơ Huyền sắc mặt hết sức âm trầm, thật muốn một trận chiến. Cơ Huyền cũng sẽ không e ngại. Có thể trở thành nhất gia chi chủ, Cơ Huyền lại tại sao có thể là cái bắt nạt kẻ yếu mặt hàng đây? Hắn chỉ là muốn tiêu phí cái giá thấp nhất, giải quyết cùng vô tận cổ cương ân oán mà thôi. Thân làm nhân tộc, ta đương nhiên không muốn nhìn thấy sinh linh đổ thán, đây không phải đem quyền chủ động giao cho Cơ gia chủ sao? Tiêu Phàm nhún nhún vai, vẻ mặt dáng vẻ không sao cả, lần nữa đem bóng ra đá tới. Cơ Huyền nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, lúc này, Cơ gia một lão già đột nhiên tiến đến Cơ Huyền bên người, nói nhỏ mấy tiếng. Tiêu Phàm cũng không quấy rầy, chỉ chốc lát sau, Cơ Huyền lúc này mới lên tiếng nói, Tiêu phủ chủ yếu 200 vực sinh linh, tha thứ Cơ mỗ khó có thể tòng mệnh, bọn họ đều là hoàng cực cổ cương người, Cơ mỗ sẽ không vứt bỏ bọn họ. Nói tiếp, Tiêu Phàm có thể không tin, Cơ Huyền nói nhiều như vậy, chỉ là muốn cùng bản thân cứng rắn làm. Vô tận cổ cương vừa lập, người ở thưa thớt, nếu như thời gian dài không người kiến thiết, đó cũng là lãng phí tài nguyên. Cơ Huyền tiếp tục nói, như thế, sao không trở ngại mở ra một khu vực, để cho ta hoàng cực cổ cương người thám hiểm. Thám hiểm, Tiêu Phàm khinh thường cười một tiếng, kể từ đó, đem những tư nguyên này tặng cho hoàng cực cổ cương sao? Nếu như Cơ Huyền ý tứ chỉ có những cái này, vô tận cổ cương chẳng những không có chỗ tốt, hơn nữa còn có tổn thất vô cùng lớn. Vậy cũng không cần thiết nói, trực tiếp khai chiến đi. Đương nhiên, Cơ Huyền dừng lại chốc lát, tiếp tục nói, ta hoàng cực cổ cương tu sĩ tiến vào vô tận cổ cương, cũng không phải vô điều kiện, Tiêu phủ chủ không phải bố trí một cái siêu cấp trận pháp sao? Phàm là tiến vào trận pháp, đều thu lấy nhất định thần thạch phí tổn, tất nhiên có thể hấp dẫn không ít người tiến về, nếu như bọn họ nguyện ý lưu tại vô tận cổ cương, Cơ mỗ cũng không giữ lại. Kể từ đó, so Tiêu phủ chủ cưỡng ép lưu bọn hắn lại muốn tốt rất nhiều, hơn nữa, Tiêu phủ chủ còn có thể mở rộng đến mặt khác 4 đại cổ cương, đến lúc đó, đại lượng tu sĩ chảy vào vô tận cổ cương sẽ còn thiếu người sao? Nghe đến mấy câu này, Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày, tay phải nâng cầm lên, rơi vào trong trầm tư. Không thể không nói, Cơ Huyền đề nghị này rất không tệ, dưa hái xanh không ngọt, Tiêu Phàm cũng minh bạch đạo lý này. Nếu là có thể để những người này cam tâm tình nguyện lưu tại vô tận cổ cương hiệu lực, đó là không thể tốt hơn nữa. Hiện tại vô tận cổ cương người ở thưa thớt, không có người chiếm cứ địa vực là hơn đạt hơn 300 cái, những địa phương này thế nhưng là tồn tại rất nhiều không biết. Nếu như lấy thám hiểm mở ra một mảnh vực, có lẽ thật sự có thể hấp dẫn tu sĩ khác đến. Việc này ngược lại là có thể vì, quay đầu để Tu La Điện đem những cái kia hiểm địa vòng đi ra. Dựa theo nguy hiểm cấp độ phân đẳng cấp, có chút tài nguyên khoáng sản vô tận thần phủ cũng đúng lúc thiếu người khai thác, có lẽ có thể hảo hảo lợi dụng một chút. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm, đầu cũng nhanh chóng chuyển động lên. Trước đó hắn không nghĩ tới những thứ này, trải qua Cơ Huyền một nhắc nhở như vậy, Tiêu Phàm phát hiện, đây quả thật là một cái ý tưởng hay. Nhìn thấy Tiêu Phàm trầm mặc, Cơ Huyền lại nói, tiền kỳ, vì trợ giúp vô tận cổ cương kiến thiết. Hoàng cực cổ cương quyên tiền vạn ức trung phẩm nguyên thạch. 10 vạn ức trung phẩm nguyên thạch, Tiêu Phàm hai cánh tay phân biệt duỗi ra một ngón tay, làm ra một cái 10 thủ thế.
Đừng nhìn vạn ức trung phẩm nguyên thạch rất nhiều, đổi thành cực phẩm nguyên thạch, cũng liền một ức mà thôi. Đối với to lớn hoàng cực cổ cương, một ức cực phẩm nguyên thạch lại tính là cái gì đây? Tốt, Cơ Huyền khóe miệng hơi rút, bất quá, hắn vẫn là không hề nghĩ ngợi trực tiếp đáp ứng. Tiến công vô tận cổ cương, nếu như điểm ấy đại giới cũng không bỏ ra, Tiêu Phàm là không thể nào rời đi. Thật muốn đại chiến, hoàng cực cổ cương cũng sẽ tổn thất càng nhiều, dù sao, cuộc phân tranh này vốn chính là bọn họ hoàng cực cổ cương bốc lên đến. Mặt khác, ta còn có một cái điều kiện, nếu như Cơ gia không đáp ứng, những cái kia nguyên thạch ta cũng không cần. Tiêu Phàm tiếp tục nói, hắn lại làm sao có thể nhường người nhà họ Cơ sảng khoái như vậy đây? Mời nói, Cơ Huyền có chút khó chịu, nhưng vẫn gật đầu. Cơ gia nhất định phải cho phép vô tận cổ cương thương hội vạn bảo các ở Cơ gia địa vực phạm vi bên trong mở phân các. Tiêu Phàm chậm rãi nói, Tiêu Phàm cảm thấy Cơ gia chủ đề nghị này không tệ, nếu như khởi đầu thương hội, vô tận cổ cương tài nguyên cũng có thể liên tục không ngừng chuyển vận đến hoàng cực cổ cương. Kể từ đó, không khỏi sẽ cho vô tận cổ cương mang đến đầy đủ lợi ích, cũng sẽ cho hoàng cực cổ cương mang đến rất nhiều chỗ tốt, mọi người cùng nhau cùng có lợi nha. Cơ Huyền nhíu mày, Cơ gia đám người cũng rơi vào trong trầm tư. Tiêu Phàm sẽ tốt như thế sao? Khẳng định là không thể nào. Nhưng trong giọng nói của hắn, có vẻ như lại không có tổn hại hoàng cực cổ cương lợi ích địa phương, thậm chí còn có thể cho hoàng cực cổ cương mang đến không ít chỗ tốt. Cơ gia chủ yên tâm, vạn bảo các chỉ là một cái thương hội, cũng chỉ làm thương nghiệp có liên quan sự tình, có thể tiếp nhận hoàng cực cổ cương giám sát, nếu như phát hiện đối hoàng cực cổ cương bất lợi, hoàng cực cổ cương tùy thời có thể kết thúc. Tiêu Phàm 10 điểm nói nghiêm túc. Cơ Huyền trầm ngâm chốc lát, cùng một đám túc lão thương lượng một phen, cuối cùng gật đầu nói tốt, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng chỉ cực hạn. 200 vực, Tiêu Phàm duỗi ra hai ngón tay, cắt đứt Cơ Huyền lời nói. Tốt, Cơ Huyền khẽ cắn môi, không thể không đáp ứng Tiêu Phàm yêu cầu. 200 cái địa vực thành lập thương hội, coi như Tiêu Phàm thật muốn đối hoàng cực cổ cương bất lợi, cũng vô pháp dao động hoàng cực cổ cương căn bản. Huống hồ, đây chỉ là thành lập thương hội mà thôi, một cái thương hội lại có thể nhấc lên cái gì sóng lớn đây. Cơ gia chủ thống khoái, Tiêu Phàm sảng khoái cười một tiếng, tựa như vừa rồi sự tình gì đều không phát sinh một dạng. Cơ gia tu sĩ nhìn thật sâu Tiêu Phàm một cái, trong lòng khó có thể bình tĩnh. Gia hỏa này, thật đúng là một cái cầm được thì cũng buông được người, vừa mới còn đánh đánh giết giết, bây giờ lại cười cười nói nói. Chỉ bất quá càng là như thế, lại càng để cho người ta cảm thấy đáng sợ. Lúc này, Tiêu Phàm bản thân định ra một phần hiệp nghị, song phương riêng phần mình ký tên, cũng lưu lại một đạo tinh huyết cùng mệnh khí, về sau coi như đổi ý cũng không khả năng. Trừ phi thực đến vạch mặt cấp độ, mới có thể triệt để không nhìn hiệp nghị. Cơ gia chủ, Tiêu mỗ còn có chút việc, vậy liền cáo từ trước. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Phàm chắp tay một cái, quay người liền rời đi, căn bản không có cái gì hai lời. Mấy người thân hình từ thành trì bên ngoài trên những thi thể này phương xuyên qua, lại là chưa từng nhìn một chút, tựa như những người này không phải Tiêu Phàm giết đồng dạng. Đi, trở về, Cơ Huyền nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là hết sức băng lãnh. Hôm nay không thể không cùng Tiêu Phàm thỏa hiệp, đối với Cơ Huyền mà nói, cũng là một loại cực lớn sỉ nhục. Việc này dĩ nhiên tạm thời có một kết thúc, có thể cũng không đại biểu Cơ gia thực thỏa hiệp, chỉ là Tiêu Phàm phía sau có được hai cái thánh tôn cảnh cường giả, nhưng hắn không thể không thỏa hiệp. Tiêu Phàm đám người rời đi, trực tiếp thẳng phản hồi vô tận cổ cương bay đi. Hai đại cổ cương sự tình giải quyết xong, hắn cũng cần phải dốc lòng tu luyện, vì thăng thiên lễ mừng tiến vào thiên hoang làm chuẩn bị. Phàm nhi, người tại hoàng cực cổ cương thành lập thương hội làm cái gì, dạng này cũng quá tiện nghi Cơ gia. Túy ông rốt cục vẫn là không nhịn được trong lòng nghi ngờ, hỏi. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn bên cạnh bác thần tinh hồn một cái, để bác thần tinh hồn 10 điểm không được tự nhiên, lưu lại cũng không phải, đi cũng không được. Sư tôn yên tâm, nghe được bất kỳ vật gì, ta đều xem như không nghe thấy. Bắc thần tinh hồn suy nghĩ một chút vẫn là nói ra. Nếu là Tiêu Phàm nói cái gì bí mật, đến lúc đó bại lộ, vậy khẳng định sẽ quái đến trên người hắn. Không có việc gì, người biết, cũng không có gì lớn. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, nói Cơ Huyền mà nói,
xác thực cho ta một cái linh cảm. Vô tận cổ cương hoang vắng, tài nguyên phong phú, nhưng không có người, tư nguyên nhiều hơn nữa cũng khai thác không được, không cách nào trở thành vô tận cổ cương lực lượng nguyên suối. Kể từ đó, chúng ta đều có thể trước tiên đem vô tận cổ cương dò xét một phen, nơi nào có tài nguyên thích hợp cái gì tu vi, đến lúc đó bố trí trận pháp đem những tư nguyên này quay lại. Chúng ta thiếu người, vậy liền mướn người tới khai thác, dù cho cùng người khác chia 5 năm, cũng đầy đủ vô tận cổ cương phát triển, tu sĩ có thể có được 5 thành chỗ tốt, cũng tất nhiên có thể hấp dẫn nhóm lớn người đến. Đương nhiên, ta chỉ là ví von mà thôi, dù cho bọn hắn 4 thành, một chút tài nguyên cũng sẽ để cho người ta tránh phá đầu, đến lúc đó đem khai thác ra tài nguyên để vạn bảo các đi hoàng cực cổ cương buôn bán, lại có thể đổi lấy vô tận cổ cương tu sĩ áp dụng tài nguyên. Cái này dạng thứ nhất, hoàng cực cổ cương có thể có được một vài chỗ tốt, nhưng ích lợi càng nhiều vẫn là vô tận cổ cương, cớ sao mà không làm đây. Tuy ông cùng Tiêu Trường Phong hai người đều lộ ra như nghĩ tới cái gì, Tiêu Phàm có thể buông xuống ân oán, vì vô tận cổ cương suy nghĩ, xác thực 10 điểm khó được. Bất quá Bắc Thần Tinh Hồn lại là len lén nhìn Tiêu Phàm hai mắt, lấy hắn đối Tiêu Phàm hiểu rõ, Tiêu Phàm tuyệt đối không phải loại kia sẽ để cho địch nhân lấy được chỗ tốt người. Hắn tổng cảm giác mình xem nhẹ cái gì, nhưng là làm sao cũng nghĩ không thông. Bắc Thần Tinh Hồn, người cũng có thể cùng Bắc Thần gia tộc đề nghị một lần, vô tận cổ cương rất nhiều địa vực, đã từng thế nhưng là ngoại tộc địa bàn, khẳng định có rất nhiều nhân tộc không có tài nguyên. Tiêu Phàm vừa cười nói. Tốt, sư tôn, Bắc Thần Tinh Hồn gật đầu một cái, hắn trong lòng càng cảm thấy có cái gì không đúng. Lúc này, Tiêu Phàm thật sâu thở dài nói, bây giờ vô tận cổ cương dù sao cũng là nhân tộc to lớn lực lượng, cũng nên làm nhân tộc suy nghĩ thật kỹ một lần, dù cho hy sinh một chút lợi ích, để những người khác năm đại cổ cương lấy được chỗ tốt cũng sẽ không tiếc. Nhìn thấy Tiêu Phàm cái kia trách trời thương dân bộ dáng, Bắc Thần Tinh Hồn âm thầm trầm xuống. Chẳng lẽ mình nghĩ sai, Tiêu Phàm trở thành vô tận cổ cương chi chủ, thực bắt đầu làm nhân tộc suy nghĩ? Hay là nói, ta đối với hắn hiểu rõ không đầy đủ, hắn Tiêu Phàm vốn chính là người như vậy. Trong lúc nhất thời, Bắc Thần Tinh Hồn trong lòng có chút rối loạn. Sư tôn, kỳ thật không cần mặt khác cổ cương đáp ứng, cũng có thể thành lập thương hội, chỉ là không thể đại quy mô như vậy mà thôi. Bắc Thần Tinh Hồn suy nghĩ một chút nói. À, Tiêu Phàm nghi hoặc. Bắc Thần Tinh Hồn sắp xếp lời nói một chút, nói, vạn bảo các ở hoàng cực cổ cương thành lập phân các, hơn nữa chiếm cứ 200 cái địa vực, mọc lên như nấm, đây đã là một cỗ đại thế lực, cơ gia sẽ không cho phép tồn tại. Nhưng nếu như chỉ ở số ít địa vực thành lập, hơn nữa mỗi cái địa vực chỉ gặp một cái phân các, cái kia cổ cương gia tộc cũng sẽ không chú ý, dù sao, dạng này thương hội khắp nơi đều là. Nói cũng đúng, Tiêu Phàm trong lòng sáng lên. Bất quá mặt ngoài lại là nói, năm đại cổ cương cũng là nhân tộc tấm gương, ta vô tận cổ cương cũng không thể rớt lại phía sau, tất cả, vì nhân tộc. Tất cả vì nhân tộc, Tiêu Phàm lời nói vang vang hữu lực, Bắc Thần Tinh Hồn đều hứng chịu tới rất lớn cảm nhiễm. Trong lòng càng là âm thầm thề, bản thân có cơ hội trở về Bắc Thần Cổ Cương, nhất định phải hảo hảo phối hợp Tiêu Phàm, đem thương hội xây dựng ở Bắc Thần Cổ Cương địa bàn phía trên. Lúc này, một bên Túy Ông lại là hơi nghi hoặc một chút, hỏi, Phàm Nhi, vô tận cổ cương khoảng cách hoàng cực cổ cương 10 điểm xa xôi, người bình thường có thể chưa chắc có thể yên ổn đi qua, rất nhiều người có lẽ không thể không từ bỏ, hoặc là không dám tiến về vô tận cổ cương cũng khó nói. Quay đầu đang nghĩ biện pháp giải quyết a, Tiêu Phàm thật sâu thở dài, lại khó, chúng ta cũng phải thử nghiệm đi làm. Sư tôn nhân nghĩa, Bắc Thần Tinh Thần từ trong thâm tâm tán dương. Tiêu Phàm trong lòng thiếu chút nữa thì bật cười, trầm ngâm nói, người còn không phải giải quyết rất dễ. Đến lúc đó bố trí mấy cái truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đến vô tận cổ cương, lại có thể thu lấy không ít thần thạch. Lại không ra sao, cũng có thể dùng thần thuyền đưa đón những cái kia thám hiểm tu sĩ, xem ra ta để lão nhị luyện chế nhiều như vậy thần chu là không sai, tiếp xuống có thể hảo hảo lợi dụng. Đến lúc đó để thám hiểm người ra phí tổn. Tốt nhất là đem bọn họ tất cả thu hoạch đều lưu tại vô tận cổ cương, hơn nữa còn muốn phát ra từ nội tâm cảm tạ vô tận cổ cương, thậm chí để bọn hắn đều cam tâm tình nguyện lưu tại vô tận cổ cương. Có lẽ không bao lâu, vô tận cổ cương nhân khẩu liền sẽ bạo tăng, hơn nữa vượt qua năm đại cổ cương cũng là chuyện sớm hay muộn,
đến lúc đó coi như bọn họ đổi ý, cũng phải có đủ thực lực. Nếu như Bắc Thần tinh hồn biết rõ Tiêu Phàm nội tâm dự định, đoán chừng sẽ giận mắng không thôi. Đi ngươi nhà tất cả vì nhân tộc, quả thực quá âm hiểm. Mấy ngày sau, Tiêu Phàm trở lại Vô Tận Thần Sơn. Hoa thời gian một ngày, đem Vô Tận Thần phủ cao tầng đều triệu tập cùng một chỗ, trọng điểm an bài một lần Vạn Bảo Các thương hội sự tình. Mặt khác, để Tu La Điện mọi người và Vô Tận Thần vệ dò xét Vô Tận Cổ Cương các đại hiểm địa, cũng để Bạch Ma bọn người ở tại hiểm địa chung quanh bố trí một chút trận pháp. Những chuyện này, trong thời gian ngắn là không thể nào hoàn thành, chí ít cũng cần mấy tháng đến nửa năm thời gian. Tiêu Phàm cũng không gấp, Cổ Nhược Trần đã rời đi, tiến về Hoàng Cực Cổ Cương thành lập Vạn Bảo Các, cũng cần thời gian nhất định. Mặt khác, bị Tiêu Phàm dùng trận pháp khốn trụ được Man Hoang Cổ Cương cùng Hoàng Cực Cổ Cương vài chục ức tu sĩ, Tiêu Phàm để cho người ta đem những cái này người phân tán ra, phân bộ ở vài trăm cái địa vực. Kể từ đó, coi như trong lòng bọn họ khó chịu cùng phẫn nộ, có thể nghĩ muốn tạo phản cái kia là không thể nào. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Phàm cùng bản thân cha mẹ ở chung được mấy ngày. Phàm Nhi, có phải hay không có tâm sự gì? Tiêu Trường Phong chẳng biết lúc nào đi tới Tiêu Phàm bên người, trong tay cầm một bầu rượu cùng hai cái chén. Cũng không đợi Tiêu Phàm mở miệng, trực tiếp cho Tiêu Phàm rót một chén. Tiêu Phàm nhìn cách đó không xa tiểu viện một cái, tựa như không suy nghĩ chuyện của mình bị Sở Lăng Vi biết rõ, để tránh nàng lo lắng. Dừng một chút, Tiêu Phàm nói, còn có thời gian hơn một năm, Hài Nhi chuẩn bị rời đi Thái Cổ Thần Giới. Rời đi Thái Cổ Thần Giới. Tiêu Trường Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn hiển nhiên còn không biết Thiên Hoang sự tình. Đúng, Tiêu Phàm gật đầu, đem Thiên Hoang cùng Thăng Thiên Đại Điển sự tình đơn giản giới thiệu một lần. Tiêu Trường Phong thỉnh thoảng cau mày, thỉnh thoảng ngưng trọng suy nghĩ sâu xa, hồi lâu mới nói, vi phụ những năm này không ở bên người ngươi, cũng không thể vì ngươi làm cái gì, bây giờ ta có thể làm, chính là thay ngươi xem thủ một chút cái này Vô Tận Cổ Cương. Tiêu Phàm nghe vậy, lông mày chậm rãi giãn ra, nguyên bản hắn cho rằng Tiêu Trường Phong sẽ ngăn cản mình tiến về Thiên Hoang đây, không nghĩ tới như vậy thống khoái đáp ứng. Nam tử hán đại trượng phu, liền không nên cực hạn với một phiến thiên địa, Thiên Hoang mới là ngươi nhất hẳn là đi địa phương. Tiêu Trường Phong tiếp tục nói, một ngụm buồn bực chén rượu tiếp theo. Tạ ơn cha, Tiêu Phàm cũng uống một ngụm rượu, những năm này, hắn vẫn luôn ở bên bờ sinh tử bồi hồi. Rất ít có thể có hiện tại loại này an nhàn hòa hài thời gian, hắn cũng rất cảm thấy chân quý. Chỉ là, có một số việc, hắn lại không thể không đi giải quyết. Nhớ kỹ đem ta tôn nhi mang về. Tiêu Trường Phong mỉm cười, đứng dậy, lại bổ sung một câu, mặt khác, có thời gian trở lại thăm một chút cha mẹ. Lưu lại câu nói này, Tiêu Trường Phong liền quay người rời đi. Tiêu Phàm nhìn qua Tiêu Trường Phong bóng lưng rời đi, lại rót cho mình một chén rượu. Nhỏ giọng nói, ta biết. Trong sân lâm vào trong yên lặng, thật lâu, Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, âm thầm trầm ngâm nói, còn có thời gian hơn một năm, hẳn là đầy đủ ta tăng cường một chút thực lực. Nói xong, Tiêu Phàm liền biến mất ở trong sân. Hắn biến mất, là chân chính biến mất. Thời gian chậm rãi xói mòn, Tiêu Phàm chưa từng có xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, tựa như hư không tiêu thất một dạng. Nửa năm thời gian, Vô Tận Cổ Cương đã đem không có người ở lại hơn 300 cái địa vực mở mang một phen, nhiều hơn không ít hiểm địa cùng di tích. Vạn Bảo Các phân các cũng đang Hoàng Cực Cổ Cương hoàn thành lập 50 nhà phân các, mà cái này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, phân các số lượng vẫn như cũ còn đang tăng thêm, không ngừng khuếch trương. Từ Vạn Bảo Các thiết lập một khắc kia trở đi, Vô Tận Cổ Cương hiểm địa tin tức bắt đầu lặng yên không tiếng động tản mà ra. Thần Vương Di Địa thực có được Tử Linh Tố Hồn Hoa, không chỉ có được Tử Linh Tố Hồn Hoa những cái này vương giai thần dược, bên trong pháp tắc chi lực 10 điểm nồng đậm, cực kỳ thích hợp thần vương tu sĩ tu luyện, đoạn thời gian trước, thì có gần 100 tu sĩ ở bên trong đột phá thần vương cảnh. Tin tức này là thật, hơn nữa chỉ cần một vạn thượng phẩm thần thạch liền có thể tiến vào, dài nhất có thể đợi thời gian 3 năm. Thần vương di địa đều không tính là gì. Vô Tận Cổ Cương còn có hết mấy chỗ thích hợp đại đế cảnh tu sĩ tu luyện hiểm địa, cái gì đế mộ A, cực quang chi địa A, bên trong ẩn chứa vô số vô chủ khí số. T, thật hay giả, nếu là có thể lấy được vô chủ khí số, rất nhanh liền có thể đột phá mấy cái tiểu cảnh giới. Thực, bất quá đi vào đại giới cũng không thấp,
cần 100 vạn cực phẩm thần thạch. 100 vạn cực phẩm thần thạch đối đại đế cảnh tu sĩ xem như làm sao. Chỉ là không biết có hay không thích hợp chiến thần cảnh cùng cổ thần cảnh tu sĩ chỗ tu luyện. Ngươi đừng nghĩ, cổ thần cảnh cùng chiến thần cảnh, muốn vượt qua hai đại cổ cương, chí ít cũng cần mấy chục gần 100 năm a, ai sẽ hoa thời gian dài như vậy. Cái này ngươi không biết đâu, vạn bảo các có được thần chu thẳng tới vô tận cổ cương, chỉ cần nhất định lộ phí mà thôi, hơn nữa còn không quý, đại khái 5 vạn thượng phẩm thần thạch. Dễ dàng như vậy, vậy ta đi định. Hoàng cực cổ cương vô số địa vực đều đang nghị luận, không ít tu sĩ bắt đầu hướng vô tận cổ cương. Cho dù là thiên thần cảnh cùng cổ thần cảnh, thậm chí chiến thần cảnh tu sĩ, cũng bắt đầu bận rộn. Dù sao, 5 vạn thượng phẩm thần thạch, đối với phần lớn người mà nói không tính là cái gì, nhưng nếu là thực có thể nhanh chóng đột phá thần vương cảnh, thậm chí đại đế cảnh, vậy liền kiếm lợi lớn. Vừa bắt đầu rất nhiều tu sĩ còn có cố kỵ, nhưng làm nửa năm sau, một nhóm tu sĩ từ vô tận cổ cương phản hồi, hơn nữa đều có chỗ sau khi đột phá, rất nhiều người ngồi không yên. Nhà ai cái kia nào đó một cái từ cổ thần cảnh đột phá thần vương cảnh, tông môn nào thần vương cảnh hậu kỳ đột phá đến thần vương cảnh đỉnh phong, ví dụ như vậy nhiều không kể xiết. Có một ít tu sĩ chưa từng đột phá, cũng từ một chút hiểm địa mang về không ít thần quả cùng khoáng thạch. Những người này hoa cực nhỏ là đại giới, liền thu được số lớn cơ duyên và chỗ tốt, những người khác lại thế nào ngồi được vững đây? Từ giờ khắc này, tiến về vô tận cổ cương tu sĩ càng ngày càng nhiều. Dường như tiến về vô tận cổ cương thám hiểm trở thành một loại trào lưu. Hoàng cực cổ cương cơ gia người không nghĩ tới Tiêu Phàm liền nhanh như vậy đem đề nghị của bọn hắn thay đổi thực tiễn, trong lòng kinh ngạc đồng thời, còn có chút hâm mộ. Ai bảo vô tận cổ cương hoang vắng đây, tài nguyên phong phú đây. Coi như bọn họ nghĩ hâm mộ, cũng hâm mộ không đến, đồng thời, bọn họ cũng không đem cái này coi là chuyện to tát. Dù sao, Hoàng cực cổ cương trước người hướng vô tận cổ cương, vô luận là đột phá tu vi, vẫn phải là đến một chút bảo vật, cũng là ở tăng cường hoàng cực cổ cương lực lượng. Thậm chí, mặt khác 4 đại cổ cương tu sĩ đều có chút đỏ mắt, một chút thế lực bắt đầu thành đoàn tiến về vô tận cổ cương, rất nhiều gia tộc và tông môn càng là đề nghị vô tận cổ cương ở các đại địa vực thành lập vạn bảo các phân các. Vạn bảo các phát triển cũng tiến nhập như hỏa như đồ trạng thái. Xa so với Tiêu Phàm tưởng tượng muốn nhanh rất nhiều. Chớp mắt liền đi qua 1 năm rưỡi, vô tận cổ cương cao tầng mỗi ngày đều bận rộn hết sức, vô tận vô cương cũng đang bồng bột phát triển, thậm chí rất nhiều người đều quên Tiêu Phàm biến mất. Lúc này, một tòa vân phong đỉnh cao, ngồi xếp bằng một đạo bóng người khô gầy, dường như lâm vào trong yên lặng, trên người rơi đầy bụi trần, cũng không biết bao lâu chưa từng động tới. Hồng Hộc, cũng đúng lúc này, nơi xa từng đạo tàn ảnh bay vụt mà tới, xông vào khô gầy thân ảnh. Cùng lúc đó đạo kia bóng người khô gầy bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai đạo tinh quang từ hắn ánh mắt bên trong bắn ra. Theo khô gầy thân ảnh mở hai mắt ra, trên người trán phóng mênh mông khí huyết, thân thể cũng đi theo trở nên tràn đầy lên, biến thành một cái hơn 20 tuổi thanh niên. Thanh niên không phải người khác, chính là Tiêu Phàm. 1 năm rưỡi, Tiêu Phàm phân thân mấy trăm. Đi khắp không ít sơn xuyên đại địa, lĩnh ngộ tự nhiên chi đạo, mà bản thể hắn, nhưng vẫn xếp bằng ngồi dưới đất, đắm chìm trong bản thân cổ pháp cùng cổ thuật lĩnh ngộ. Bây giờ mấy trăm phân thân trở về cơ thể, Tiêu Phàm cũng lần nữa tỉnh lại. Hắn xòe bàn tay ra, chỉ thấy lòng bàn tay của hắn chán phóng một cái đen quả cầu ánh sáng màu trắng, một nửa là màu đen, một nửa là màu trắng. Quang cầu nhìn xem như ẩn như hiện, bình tĩnh hết sức. Nếu như tử tế quan sát mà nói, sẽ phát hiện hắn đang nhanh chóng chuyển động, bên ngoài rìa đen màn ánh sáng trắng càng là ngưng tụ thành từng đạo sợi tơ, giống như thần văn lực lượng. Quang cầu trung ương, càng là ẩn chứa một cỗ hủy diệt tính tính lực lượng, bị hắc bạch màn sáng áp xúc ở trong đó. Lờ mờ có thể nhìn thấy, hắc bạch quang cầu bên trong tinh mang điểm điểm, giống như vô số ngôi sao thế giới, cực kỳ quỷ dị. Quang cầu này cùng Tiêu Phàm lúc trước đột phá cổ thần cảnh đỉnh phong lĩnh ngộ trưởng trung thiên địa có chút tương tự, chỉ là cái kia trưởng trung thiên địa là kim sắc, mà cái này quang cầu lại là màu trắng đen. Đương nhiên, hai người uy lực cũng không thể đồng thời mà nói. Trưởng trung thiên địa tối đa cũng liền giết chết thần vương cảnh tu sĩ, mà khi hắn đột phá thần vương cảnh về sau, pháp tắc chi lực không cách nào dung nhập trong đó,
uy lực giảm bớt đi nhiều, Tiêu Phàm cũng từ bỏ môn thần thông này thủ đoạn. Nhưng những ngày qua, Tiêu Phàm hoa rất nhiều thời gian nghiên cứu môn thần thông này, lại là phát hiện hắn cực kỳ chỗ huyền diệu. Trường trung thiên địa, có thể đem bản thân lĩnh ngộ đồ vật, đều chậm rãi dung nhập trong đó, có thể không ngừng thuế biến. Hiện tại hắn là thánh đế cảnh trung kỳ, loại này thần thông áp dụng, mà một khi đột phá thánh đế cảnh hậu kỳ, loại này thần thông cũng có thể sử dụng. Hắn chỉ cần đi đến bên cạnh gia nhập bản thân mới nhất lĩnh ngộ đồ vật mà thôi, tỉ như bổn nguyên lực lượng, tỉ như 3.000 thế giới hư ảnh. Đương nhiên, nếu như cái khác thủ đoạn, muốn bao khỏa 3.000 thế giới, hơn nữa cưỡng ép dung nhập thời không bản nguyên lực lượng, đoán chừng đã sớm nổ tung. Nhưng Tiêu Phàm cũng là dùng sinh tử luân hồi trận đồ vì dựng lên, sinh tử luân hồi đồ ẩn chứa thái cực ý tứ, có thể kỳ diệu hóa giải thời không bản nguyên lực lượng không ổn định tai họa ngầm. Kết hợp ba cái này loại thủ đoạn, Tiêu Phàm đã sáng tạo ra một loại này thần thông. Nói là thần thông, không bằng nói là thuật pháp, bởi vì trước mắt quang cầu, uy lực xa xa không phải lúc trước trưởng trung thiên địa có thể so sánh. Hơn nữa, quang cầu này không phải đơn giản thuật pháp, không chỉ có ẩn chứa cổ thuật uy năng, cũng bao hàm cổ pháp huyền diệu. Ngay cả Tiêu Phàm bản thân, cũng không biết đây là thuộc về cổ thuật, vẫn là thuộc về cổ pháp. Màn sáng này là sinh tử trận đồ, mặc dù chưa liên quan đến bản nguyên, nhưng lực lượng không yếu, mà bên trong không gian, chủ yếu là thời không bổn nguyên lực lượng. Mặc dù chỉ là một chút xíu, nhưng theo thực lực tăng lên, bổn nguyên lực lượng càng ngày sẽ càng mạnh. Cũng không biết về sau có thể hay không gia nhập giết chóc bản nguyên cùng hỗn độn bổn nguyên lực lượng. Tiêu Phàm âm thầm suy tư. Trước đó hắn thử nghiệm gia nhập hai loại khác bổn nguyên lực lượng, nhưng bằng vào sinh tử trận đồ màn ánh sáng, lại không thể thừa nhận cái kia nổ tính lực lượng. Cái này ít nhất nói rõ một chút, Tiêu Phàm tạm thời không thể lực dung hợp hai loại bổn nguyên lực lượng. Đã như vậy, vậy liền gọi trưởng trung thời không a? Tiêu Phàm trầm ngâm một tiếng. Trường trung thiên địa, chỉ là một vùng không gian, một cái thiên địa mà thôi. Mà trường trung thời không, lại là có thể không ngừng biến hóa, ẩn chứa vô tận thời không, theo hắn thực lực mạnh lên, thời không biến hóa lực lượng cũng càng ngày càng kinh khủng. Dù cho đột phá thánh tôn cảnh, lĩnh ngộ chân chính bản nguyên chi lực, cũng có thể dung nhập trong đó. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không khỏi hiểu ý cười một tiếng, vẫn là bản thân lĩnh ngộ thuật pháp thích hợp bản thân. Hơn nữa hơn một năm nay cố gắng không có uổng phí. Lại đem hỗn độn bổn nguyên lực lượng dung nhập hỗn độn trảm thiên kiếm, uy lực tất nhiên cũng sẽ tăng nhiều, cũng không biết giết chóc bản nguyên làm sao lợi dụng. Tiêu Phàm lại nghĩ tới một vấn đề khác. Ngay sau đó lại thầm tự lắc đầu cười khổ, bản thân hoa thời gian hơn một năm, có thể hoàn toàn nắm vững cái kia một phần thời không bổn nguyên lực lượng, đã coi như là 10 phần không sai. Muốn lĩnh ngộ loại thứ hai cổ pháp cổ thuật, hiển nhiên không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Về phần ba loại, vậy liền càng không cần phải nói. Lĩnh ngộ một loại thuật pháp, vẫn là dựa vào hắn cường đại lực lượng linh hồn, bằng không mà nói, căn bản không thể nào làm được. Nhìn thấy bàn tay tâm trưởng trung thời không, Tiêu Phàm đột nhiên trong nháy mắt ném ra ngoài. Sau một khắc, đen quả cầu ánh sáng màu trắng đột nhiên bắn ra, hướng về vực ngoại tinh không nhảy đi, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Chỉ chốc lát sau, vực ngoại tinh không truyền đến một tiếng nổ vang, một cái mênh mông khủng bố lỗ đen nổ tung, thật lâu không thể khép lại, liền Tiêu Phàm đều cảm giác có chút hãi hùng khiếp vía. Cũng may ta có ba cái nguyên tuyền, không sợ nguyên lực tiêu hao hầu như không còn, bằng không, ta nhiều nhất cũng chỉ ngưng tụ ba cái trưởng trung thời không mà thôi. Tiêu Phàm hơi có chút xả hơi. Ẩn chứa năng lượng bản nguyên công kích, đối với hắn tiêu hao cũng là cực lớn. Bất quá uy lực hắn cũng mãn ý, bình thường thánh đế cảnh đỉnh phong, sợ là rất khó tiếp nhận hắn một kích này. Dù sao, trưởng trung thời không khỏi rảo sát nhục thân, hơn nữa còn rảo sát linh hồn, quả nhiên là cực kỳ bá đạo. Cái này còn phải đa tạ cửu u ma toan tàn niệm, sinh tử trận đồ, trưởng trung thiên địa những thủ đoạn này cũng coi là lần nữa lợi dụng. Tiêu Phàm hài lòng cười một tiếng. Vô tận chiến điển vận chuyển. Trong cơ thể hắn nguyên lực lần nữa khôi phục lại đỉnh phong. Ngay sau đó quanh người hắn nguyên lực run lên, run rơi trên người bụi bặm, cả người nhìn qua thần thanh khí sảng. Cũng cần phải trở về, Tiêu Phàm nói nhỏ một tiếng, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Vài ngày sau,
vô tận thần sơn đỉnh cao. Công tử, vạn bảo các bây giờ đã đi lên quỹ đạo, có không ít tu sĩ nguyện ý gia nhập ta vô tận cổ cương, hơn nữa nhân số càng ngày càng nhiều. Đại điện bên trong, Quân Nhược Hoan vẻ mặt kích động cùng Tiêu Phàm hồi báo hơn một năm nay sự tình. Tiêu Phàm nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra vẻ hài lòng. Vô tận cổ cương cũng coi là đi đến quỹ đạo chính, bây giờ có hai đại thánh tôn cảnh cường giả tọa chấn, cũng không cần lo lắng mặt khác năm đại cổ cương nhằm vào. Về phần chung quanh mặt khác chủng tộc nhỏ, vô tận cổ cương không khi dễ bọn họ nên thiêu cao hương, nơi nào có bọn họ khi dễ vô tận cổ cương phần. Nói như vậy, man hoang cổ cương cùng hoàng cực cổ cương liên thủ xâm lược vô tận cổ cương, cũng coi là chuyện tốt. Lúc này, Tiêu Phàm quét đại điện bên trong đám người một cái, hít sâu một cái nói, các vị, qua chút thời gian, ta đoán chừng muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Lão Tam là muốn tiến về thiên hoang, Nam Cung Tiêu Tiêu thần sắc khẽ động. Nhìn thấy Tiêu Phàm gật gật đầu, Nam Cung Tiêu Tiêu lại nói, nếu không, ta bồi ngươi đi. Tiêu Phàm trầm tư chốc lát, cuối cùng vẫn là lắc lắc, nói thiên hoang là một cái nơi chưa biết, bất quá ta nghe nói nơi đó cường giả vô số, ta đi trước tìm hiểu rõ ràng, đến lúc đó các ngươi lại đi. Nhưng thăng thiên lễ mừng, mỗi qua 100 năm mới cử hành một lần, lần sau lại tiến về thiên hoang, đã là 100 năm về sau. Nam Cung Tiêu Tiêu khe khẽ thở dài nói, công tử. Lúc này, Quân Nhược Hoan đột nhiên ra khỏi hàng, hít sâu một cái nói, liên quan tới thiên hoang sự tình, thuộc hạ ngược lại là biết rõ một hai. Quân Nhược Hoan vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người tất cả đều rơi ở trên người hắn. Tiêu Phàm cũng là kinh ngạc không thôi, Quân Nhược Hoan biết rõ thiên hoang sự tình. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại, quân gia lúc trước thế nhưng là nhân tộc thượng cổ tam đại thế tộc một trong, Quân Nhược Hoan thân làm thế hệ này quân gia gia chủ, chiếm được quân gia truyền thừa, biết rõ một ít chuyện cũng rất bình thường. Quân Nhược Hoan trầm ngâm chốc lát, sắp xếp lời nói một chút, nói thăng thiên lễ mừng, hẳn là thiên hoang trong đó một cái đại thế lực thiên hoang thần các cử hành. Tiêu Phàm gật đầu, thiên hoang thần các thực lực này, hắn nghe Lãng Thiên nói qua, bất quá Lãng Thiên biết đến cũng hết sức có hạn. Vậy trừ thiên hoang thần các đây, hơn nữa, thiên hoang thần các ở thiên hoang lại là cái gì địa vị? Tiêu Phàm hiếu kỳ nói, hắn là bất kể như thế nào đều muốn tiến vào thiên hoang thần các. Sớm biết rõ một chút tin tức, đối với hắn khẳng định không có cái gì chỗ xấu. Quân Nhược Hoan nghĩ nghĩ, nói thiên hoang thần các địa vị còn là rất cao, thái cổ thần giới vạn tộc, đều nhận hắn quản chế, tương đương với một cái hướng thiên hoang chuyển vận nhân tài cơ cấu. Nó liền tựa như một cái man hoang cổ cương bách sát các, hoặc có lẽ là, tương đương với một cái vương triều học viện, chỉ bất quá độc lập với thiên hoang thế lực khác bên ngoài. Học viện, Tiêu Phàm đám người sững sờ. Trong mắt khó nén chấn kinh chi sắc. Bọn họ đều là thánh đế cảnh A, chẳng lẽ tiến vào thiên hoang, chỉ là sung làm một cái học sinh? Chẳng lẽ thiên hoang thực cường đại đến tình trạng như vậy sao? Quân Nhược Hoan nói không sai, trừ bỏ thiên hoang thần các bên ngoài, nơi đó còn có không ít cổ lão thế gia vọng tộc, cũng chính là gia tộc, nếu như cái này trên trăm vạn năm vẫn như cũ không có thay đổi mà nói, hẳn là tam đại thế tộc, thập đại gia tộc. Một bên Bạch Ma cũng chen lời nói, ánh mắt lộ ra nhớ lại. Tiêu Phàm ngược lại là suýt nữa quên mất, Bạch Ma cũng là một cái đại thế giới người đi ra ngoài, đối thiên hoang cũng là có hiểu biết. Tam đại thế tộc, thập đại gia tộc, Nam Cung Tiêu Tiêu kinh ngạc, cái này thập đại gia tộc, chẳng lẽ là cùng 10 đại chủng tộc có quan hệ? Cũng không tính được, bất quá, 10 đại chủng tộc đều có một cái gia tộc tọa trấn thiên hoang, bất quá bọn hắn nhận đông đảo cường giả quy tắc hạn chế. Một dạng không thể tiến vào thái cổ thần giới. Bạch Ma lắc đầu, lại gật gật đầu. Dừng một chút, lại nói, trừ những thứ này gia đình tiêm thế lực bên ngoài, cũng còn có một số gia tộc khác, cũng là đã từng đại chiến sau lưu lại, miễn cưỡng có thể có đủ một mảnh hơi tàn địa phương. Chỉ là đã nhiều năm như vậy, ta cũng không biết có không có gì thay đổi, nhưng là, các ngươi có thể đem thiên hoang so sánh một cái bình thường địa vực, bên trong có được đông đảo thế lực. Bạch Ma vừa nói như thế, Tiêu Phàm ngược lại là minh bạch rất nhiều. Nguyên bản Tiêu Phàm đám người cho rằng thiên hoang cỡ nào thần bí, bất quá bây giờ nghĩ đến, nhưng cũng không có quá nhiều chỗ đặc biệt, chỉ là đông đảo cường giả địa vực mà thôi. Vậy ta nhân tộc là gia tộc nào? Nam Cung Tiêu Tiêu nhìn không được hỏi. Bạch Ma nghe vậy, không khỏi cổ quái nhìn Tiêu Phàm một cái, nói, đến thiên hoang,
không có cái gì chủng tộc phân chia, bất quá Tiêu gia có vẻ như đã từng là nhân tộc, về phần hiện tại, ta không rõ ràng lắm. Tiêu gia, tất cả mọi người không khỏi trợn to hai mắt nhìn xem Tiêu Phàm, Tiêu Phàm nhún nhún vai, vẻ mặt không liên quan gì tới ta dáng vẻ. Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ rất nhanh lấy lại tinh thần, bọn họ đương nhiên sẽ không hoài nghi Tiêu Phàm là người của Tiêu gia, dù sao bọn họ đều là đi theo Tiêu Phàm cùng một chỗ từ chiến hồn đại lục lớn lên. Nếu như là người của Tiêu gia, há lại sẽ để Tiêu Phàm tiến vào tiểu thế giới. Vậy chúng ta tham gia thăng thiên lễ mừng, chỉ là tiến vào thiên hoang thần các tu luyện sao? Tiêu Phàm đổi chủ đề, lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt. Nếu như chỉ là đi tu luyện, Tiêu Phàm không có quá nhiều hứng thú, lấy trên người của hắn tài nguyên, muốn đột phá thánh tôn cảnh cũng đều là không có bất cứ vấn đề gì. Quân Nhược Hoan cùng Bạch Ma nhìn nhau, hai người trên mặt lộ ra vẻ do dự. Nhược Hoan, người tới nói, Tiêu Phàm sầm mặt lại, thầm nghĩ trong lòng không ổn, việc này sợ không phải mình nghĩ đơn giản như vậy. Là, Quân Nhược Hoan gật gật đầu, suy nghĩ một chút vẫn là nói ra, công tử hẳn còn nhớ Bách Sát chiến trường thần ma kiếp a. Chẳng lẽ, Tiêu Phàm con người hơi hơi co rụt lại, sau đó trầm trọng phun ra hai chữ, dị ma. Quân Nhược Hoan trịnh trọng gật đầu, nói thiên hoang bên ngoài, có thật nhiều dị ma chiến trường, trong đó một mảnh chiến trường, tên là thần ma táng thổ, nói đến cùng, thần ma kiếp, kỳ thật chỉ là một cái phiên bản thu nhỏ thần ma táng thổ mà thôi. Thần ma táng thổ, chỗ đó có vô số cường đại dị ma, trong đó không thiếu thánh đế cảnh, thánh tôn cảnh, công tử, các ngươi tiến vào thiên hoang thần các, kỳ thật chỉ là tương đương với một lần chiêu mộ mà thôi. Nghe lời nói này, đại điện bên trong nháy mắt lạnh xuống, rất nhiều người không khỏi hít một hơi lạnh. Năm đó dị ma chi chiến không phải chung kết sao? Chẳng lẽ cái này còn không phải thượng cổ đại kiếp? Tiêu Phàm trầm giọng nói. Những người khác cũng là nghi hoặc không thôi, bọn họ đã sớm đoán được một chút, thượng cổ đại kiếp, thái cổ thần giới đối kháng chính là dị ma. Nhưng thái cổ thần giới tất nhiên tồn tại xuống tới, cái kia thượng cổ đại kiếp hẳn là sớm liền đi qua mới đúng a. Tiểu tử, sự tình không có đơn giản như vậy. Bạch Ma ngữ khí 10 điểm ngưng trọng, nói thượng cổ đại kiếp xác thực đã qua, thế nhưng chỉ nói rõ là dị ma bị trấn áp, cũng không đại biểu dị ma toàn bộ chém tận giết tuyệt. Đối với thái cổ thần giới mà nói, người người đều tưởng rằng thiên hoang là một nơi thần bí, nơi đó tràn đầy cơ duyên, xác thực, nơi đó có rất nhiều cơ duyên. Tỷ như, thái cổ thần giới người muốn đột phá thánh tôn cảnh 10 điểm gian nan, nhưng tại thiên hoang, nơi đó bản nguyên chi lực 10 điểm nồng đậm, đột phá lên nhưng phải nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng tương đối mà nói, nơi đó cũng nguy hiểm rất nhiều, có thể nói, thiên hoang chỉ là thái cổ thần giới đối kháng dị ma một chỗ cứ điểm mà thôi, Quân Nhược Hoan vừa mới chỉ nói thần ma táng thổ. Kỳ thật, giống thần ma táng thổ chỗ như vậy, thiên hoang bên ngoài có rất nhiều, mà cái này, vẫn chỉ là thái cổ thần giới đối mặt, cửu thiên thập địa liền càng thêm nhiều vô số kể. Nghe đến đây, đại điện bên trong lập tức tràn đầy một cỗ ngưng trọng bầu không khí. Dù cho Tiêu Phàm cũng nhíu mày, nguyên bản hắn cho là mình trở thành to lớn cổ cương chi chủ, đã đủ để bế nghệ thiên hạ. Nhưng hiện tại mới phát hiện, bản thân vẫn là ếch ngồi đáy giếng. Thái cổ thần giới xác thực rất lớn, có thể cường giả chân chính, đều không ở nơi này, mà là tại thiên hoang. Khó trách cửu U Ma chủ cũng tốt, Bác Lão cũng được, đều nói cho hắn thời gian không nhiều lắm. Thánh đế cảnh xác thực vẫn là quá yếu, quá yếu. Thậm chí, hắn vẫn cho là thiên hoang cao cao tại thượng, thậm chí có thể chúa tể thái cổ thần giới, hẳn là một chỗ thế ngoại đào nguyên mà thôi, thật không nghĩ đến, nơi này dĩ nhiên là một chỗ chiến trường. Vậy chúng ta nếu là không đi đây? Nam Cung Tiêu Tiêu cau mày nói, chỗ nguy hiểm như vậy, hắn tự nhiên không muốn để cho Tiêu Phàm đi mạo hiểm. Không đi, ngươi sẽ đi, Bạch Ma nhe răng cười một tiếng. Bởi vì đến nơi đó, người đột phá mới có thể càng nhanh, ở thái cổ thần giới, người muốn đột phá thánh tôn cảnh, quá khó khăn, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy thái cổ thần giới một mực thiếu đi một chút gì sao? Bản nguyên chi lực, Tiêu Phàm không chút nghĩ ngợi nói. Có được ba cái nguyên tuyển hắn, có thể lờ mờ cảm nhận được bản nguyên lực lượng tồn tại, có thể thái cổ thần giới, bản nguyên chi lực lại cực kỳ mỏng manh, cơ hồ đến không cảm ứng được cấp độ. Hiện tại các ngươi còn không đi sao? Bạch Ma thật sâu thở dài, 10 điểm bất đắc dĩ nói.
Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong lâm vào yên lặng, đến cùng có đi hay không thiên hoang. Không đi, dĩ nhiên không cần đối mặt những cái kia nguy hiểm, cũng không cần tiến vào thần ma táng thổ loại địa phương nguy hiểm này cùng dị ma đại chiến. Thế nhưng là, lưu tại thái cổ thần giới tốc độ tu luyện sẽ chậm rất nhiều, bây giờ còn là thánh đế cảnh, có lẽ không lãnh hội được cái gì. Chờ đột phá thánh tôn cảnh thời điểm, vậy liền muôn vàn khó khăn. Thậm chí, lưu tại thái cổ thần giới, chưa chắc có đột phá thánh tôn cảnh ngày đó. Cho dù Túy Ông cùng Tiêu Trường Phong, bọn họ cũng là ở cửu u địa ngục đột phá, cùng thái cổ thần giới không quan hệ. Nhưng mà, nếu là đi thiên hoang, đối mặt nguy hiểm coi như không nhỏ, tử vong xác suất cũng rất lớn. Thật lâu, Bạch Ma lúc này mới đánh vỡ bình tĩnh, nói, xem như thái cổ thần giới tu sĩ, nói là may mắn, kỳ thật cũng là bất hạnh. May mắn chính là, nơi này tương đối an toàn, bình ổn, không cần vì sinh tồn được mà chinh chiến không ngớt. Mà bất hạnh, thì là bởi vì thái cổ thần giới bản nguyên chi lực quá mỏng manh, muốn đột phá thánh tôn cảnh 10 điểm gian nan, hơn nữa, cho dù đột phá đến thánh tôn cảnh, cũng không thể thời gian dài lưu tại thái cổ thần giới. Vì sao? Tiêu Phàm trầm giọng hỏi. Đột phá thánh tôn cảnh, bản thân lưu tại thái cổ thần giới đây tính toán là cái gì, chẳng lẽ còn có ai sẽ hạn chế thánh tôn cảnh cường giả tự do hay sao? Thực lực càng mạnh, năng lực càng lớn, tự nhiên cũng liền trách nhiệm càng nhiều, thánh tôn cảnh từ đột phá bắt đầu, vượt qua 100 năm, nhất định phải tiến về thiên hoang chinh chiến. Bạch Ma giải thích nói, không chỉ thái cổ thần giới có quy củ này, mặt khác cửu thiên thập địa cũng là như thế. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, nếu như chiếu Bạch Ma nói tới, vậy hắn lão sư cùng phụ thân, chẳng phải là cũng sẽ bị thiên hoang chiêu mộ. Nếu như không đi đây, Quan Tiểu Thất nhịn không được hỏi. Không đi, ta không biết rõ thiên hoang là cái gì quy củ, nhưng ở thiên ma kiếp, là gạt bỏ. Bạch Ma suy nghĩ một chút nói. Gạt bỏ, đại điện bên trong hô hấp đều trở nên dồn dập lên, thật là quá tàn nhẫn a. Thiên hoang muốn gạt bỏ một cái thái cổ thần giới vừa mới đột phá thánh tôn cảnh tu sĩ, thực sự không muốn quá đơn giản. Còn chưa đủ cường đại a. Tiêu Phàm trong lòng khe khẽ thở dài. Nếu như mình thực lực, cường đại đến thiên hoang đều muốn kiêng kỵ, lại có mấy người dám chọc hắn. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, thiên hoang cần người chiến đấu liên miên, thiên hoang tu sĩ có hạn, chỉ có thể từ thái cổ thần giới chiêu mộ. Quân Nhược Hoan nói cũng có chút bất đắc dĩ. Nói như vậy, thái cổ thần giới bản nguyên chi lực mỏng manh, cũng là thiên hoang tạo thành. Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ tới một loại khả năng, nhìn thấy Bạch Ma cùng Quân Nhược Hoan gật đầu, trong mắt của hắn hơi hơi lạnh lẽo, đây là muốn đoạn tuyệt thái cổ thần giới tu sĩ đường sao. Kỳ thật đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Bạch Ma mở miệng, thánh đế cảnh phía dưới người tiến về thiên hoang, không được tác dụng quá lớn, đi cũng là chịu chết. Kể từ đó, còn không bằng đem tài nguyên tách ra, thái cổ thần giới xem như lực lượng dự trữ, cũng không cần đến bản nguyên chi lực. Còn không bằng đem bản nguyên chi lực cùng tập hợp một chỗ, cung cấp cho thực đang cần người. Mặt khác, nếu như đột phá thánh tôn cảnh lại không nghĩ đổ máu, vậy cũng không cần thiết đem những vật này cung cấp cho bọn hắn, có cũng là lãng phí, nói tóm lại, đây cũng là tương đối công bình. Tiêu Phàm đám người một trận trầm mặc, từ đại cục mà nói, loại này thủ đoạn xác thực là công bình. Võ giả, không thể một vị đòi hỏi, người bình thường đột phá thánh đế cảnh trước đó. Kỳ thật liền là ở đòi hỏi. Nhưng đột phá thánh đế cảnh, còn nghĩ tiếp tục đòi hỏi, cái kia không có cửa đâu. Chỉ có tương ứng bỏ ra, mới được mong muốn hồi báo. Trầm tư chốc lát, Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện, loại này quy tắc ngược lại là 10 điểm thú vị. Thực lực ngươi mạnh, cống hiến lớn, liền có thể có được mong muốn tài nguyên. Không có thực lực, không có cống hiến, vậy xin lỗi, không có cái gì. Tài nguyên. Chính là muốn cung cấp những cái kia thực đang cần người. Thiên hoang, nhất định phải đi. Tiêu Phàm trầm giọng nói, xem như làm một cái quyết định. Dù cho hắn rời đi, có thể Túy Ông cùng Tiêu Trường Phong còn có thể ở chỗ này 100 năm. Đối với thánh đế cảnh cùng thánh tôn cảnh mà nói, 100 năm có lẽ không dài, nhưng Tiêu Phàm tin tưởng, chỉ cần cho hắn 100 năm, tất nhiên sẽ phát sinh rất nhiều chuyện. Dù sao, hắn từ vừa mới bắt đầu tu luyện cho đến bây giờ, cũng còn không có 100 năm thời gian. Ta cũng đi, còn có ta, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quan Tiểu Thất đám người không chút do dự đứng dậy,
mấy người cũng là trong chiến đấu trưởng thành, cho tới bây giờ không biết sợ hãi là cái gì. Tiêu Phàm không có phản đối, đây là Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quan Tiểu Thất hai người lựa chọn, là tự do của bọn hắn, dù cho làm huynh đệ, hắn cũng không lý do phản bác. Nam Cung huynh, Quan huynh, ta đề nghị các ngươi vẫn là tạm thời lưu lại. Lúc này, Quân Nhược Hoan mở miệng, suy nghĩ một chút nói, các ngươi hiện tại chỉ là thánh đế cảnh tiền kỳ, coi như tiến về thiên hoang, cũng có ích không lớn. Lão Tam đều có thể đi, chúng ta sao không thể đi? Nam Cung Tiêu Tiêu khó chịu nói. Ngươi có thể cùng cái này tiểu tử so sao? Bạch Ma trợn trắng mắt, nói câu khó nghe, bản đế mặc dù đã thánh đế cảnh, nhưng là tạm thời không định tiến về, ít nhất chờ đột phá thánh đế cảnh đỉnh phong lại nói. Chỉ cần đến thánh đế cảnh đỉnh phong, đến lúc đó không cần thông qua thăng thiên lễ mừng, cũng có thể thông qua bách sát các tiến về thiên hoang, lấy thiên phú của các ngươi, cũng liền thời gian mấy chục năm mà thôi, không dùng đến 100 năm. Bạch Ma tiền bối nói đúng, hơn nữa, thái cổ thần giới kỳ thật mới là thích hợp nhất thánh đế cảnh tu luyện, thiên hoang ngược lại bất lợi, nhất là đối với chúng ta những cái này từ bên ngoài đến thế lực. Quân Nhược Hoan cũng bổ sung một câu. Từ bên ngoài đến thế lực cùng bản thổ thế lực đãi ngộ còn không giống sao. Nam Cung Tiêu Tiêu sắc mặt khó coi. Tự nhiên là bất đồng. Quân Nhược Hoan đắng chát cười một tiếng, chúng ta những người này tiến về, nhất định là tiến vào thiên hoang thần các. Thiên hoang thần các nhưng thật ra là thái cổ thần giới một chút lão tổ tạo thành một cái thế lực. Thế lực này, miễn cưỡng có thể đủ cùng các thế gia vọng tộc địa vị ngang nhau, kỳ thật cũng không phải nói hoàn toàn có thể địa vị ngang nhau, tối đa cũng chỉ là đôi bên cùng có lợi mà thôi. Thiên hoang thiếu người, tự nhiên muốn từ thái cổ thần giới chuyển vận nhân tài, có thể thái cổ thần giới người nếu là không có một cái dựa vào, ai cũng không phải người ngu, sẽ ngốc đến cho thiên hoang mặt khác bản thổ thế lực đi liều mạng. Mà thiên hoang thế lực này, tông môn cũng tốt, gia tộc cũng được, bọn họ cũng muốn bồi dưỡng mình người, thánh tôn cảnh trở xuống tài nguyên, cơ hồ tất cả đều khống chế trong tay bọn hắn. Thiên hoang thần các người muốn tranh đoạt, cũng chỉ có tiến về những chiến trường cổ kia, cũng tỉ như trước đó nhắc tới thần ma táng thổ, nguy cơ hiểm độ, có thể so sánh thái cổ thần giới cao hơn vô số lần. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quan Tiểu Thất nghe vậy, lập tức lộ ra vẻ trầm tư, hai người trầm mặc chốc lát. Cuối cùng Nam Cung Tiêu Tiêu mở miệng nói, Lão Tam, vậy ta cùng Tiểu Ngũ hiện tại không vào, chờ chúng ta đột phá thánh đế cảnh đỉnh phong, lại đi vào cùng các ngươi tụ hợp. Tốt, vậy lần này liền ta cùng Thí Thần tiến vào. Tiêu Phàm gật gật đầu. Mặc dù nói từ Bạch Ma cùng Quân Nhược Hoan trong miệng giải thiên hoang thế lực, nhưng hôm nay trăm vạn năm trôi qua, cụ thể lại là cái gì tình huống, ai biết được. Công tử có thể đem cửu U Ma Toàn cũng mang vào. Quân Nhược Hoan đột nhiên lại bổ sung một câu. Cửu U Ma Toan, Tiêu Phàm rơi vào trong trầm tư, cửu U Ma Toan dù sao cũng là bán bộ thánh tôn cảnh, nếu như đưa vào thiên hoang, quả thật có thể trở thành bản thân một sự giúp đỡ lớn. Thế nhưng là mấu chốt là, cửu U Ma Toan có thể tiến vào thiên hoang sao? Quân Nhược Hoan tựa như nhìn ra Tiêu Phàm nghi hoặc, nói cửu U Ma Toan xem như công tử tọa kỵ, là có thể tiến vào thiên hoang. Thiên hoang rất nhiều người cũng có mặt khác thú tộc tọa kỵ. À, Tiêu Phàm ánh mắt hơi hơi sáng lên. Mặc dù cửu U Ma Toan bây giờ còn chưa hoàn toàn thần phục, có thể Tiêu Phàm có nhiều thời gian, huống hồ hắn hiện tại có thể hoàn toàn khống chế nó, cũng không sợ nó phản bội. Bất quá có một việc, công tử phải rõ ràng, Quân Nhược Hoan lại nhớ ra cái gì đó, nói, một khi tiến vào thiên hoang, muốn phản hồi thái cổ thần giới, cần cái giá cực lớn, cái gì đại giới. Tiêu Phàm nhíu mày. Hắn sở dĩ không chút do dự muốn tiến vào thiên hoang, chính là nghĩ đến tùy thời đều có thể trở về, nếu như đến lúc đó về không được, vậy thì phiền toái. Ta cũng không biết, bất quá công tử chẳng lẽ không phát hiện sao, thái cổ thần giới có rất ít thánh tôn cảnh ẩn hiện, cái kia là bởi vì bọn hắn trên cơ bản đều tiến vào thiên hoang, hơn nữa lấy thánh tôn cảnh thực lực, muốn trở lại thái cổ thần giới cũng rất khó. Quân Nhược Hoan giải thích nói. Tiêu Phàm tay phải nâng cầm lên, việc này lúc trước hắn không chú ý, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự chính là chuyện như thế. Khó trách Hoang gia cùng Cơ gia nhận túng, nguyên lai bọn họ là thật không có cường đại thánh tôn cảnh. Dù cho Hoang gia đại tổ, cũng chỉ là khí huyết hư hỏng thánh tôn cảnh, cảm nhận được Tiêu Trường Phong cùng Túy Ông trên người huyết khí, tự nhiên không dám tranh phong. Tiểu tử, đừng trông trước trông sau, đi khẳng định chỗ tốt càng nhiều.
chẳng qua đến thời điểm trở thành thiên hoang chi chủ, còn không phải muốn đi đâu thì đi đó. Bạch Ma trợn trắng mắt, khinh bỉ nói. Cái này cũng đúng, Tiêu Phàm 10 điểm nghiêm túc gật đầu. Bạch Ma sững sờ, người nhà, sẽ không thật tin tưởng à. Ta chỉ là nói một chút mà thôi à. Muốn trở thành thiên hoang chi chủ, đó cũng không phải là đơn giản như vậy, cái kia cơ hội quá xa vời. Sự tình quyết định như vậy đi, Tiêu Phàm đánh nhịp, nói, đúng rồi, mà Thái Hư, Phượng Trung Hoàng cùng Ngọc Lâm Phong bọn chúng đây. 1 năm rưỡi phía trước công tử không phải để bọn hắn rời đi sao, bọn họ khẳng định cũng sẽ tiến về thiên hoang. Quân Nhược Hoan nói ra, hắn nguyên bản còn muốn để 3 người này lưu tại Vô Tận Cổ Cương, không nghĩ tới Tiêu Phàm bọn họ rời đi. Tính, Tiêu Phàm khoát khoát tay, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đại điện bên ngoài, nói, dựa theo ước định, thăng thiên lễ mừng cũng không cần thời gian dài bao lâu, cũng nên tiến về thần đạo Cổ Cương. Thần đạo Cổ Cương, có thể được công nhận nhân tộc đệ nhất Cổ Cương, nơi đó đông đảo cường giả, nhân tộc thăng thiên lễ mừng bình thường đều ở thần đạo Cổ Cương cử hành. Về phần chủng tộc khác, cũng đồng dạng có thăng thiên lễ mừng, chỉ bất quá 10 đại chủng tộc cũng là đơn độc tách ra. Ngược lại là những cái kia chủng tộc nhỏ, bình thường đều là mấy cái chủng tộc đồng thời cử hành. Tham gia thăng thiên đại điển danh ngạch, thì là bách sát các đề cử, bình thường chỉ có thánh đế cảnh mới có tư cách. Đương nhiên, giống Tiêu Phàm bọn họ loại này vạn tộc thiên tài bảng người trên vật, chỉ cần đột phá thánh đế cảnh, đều sẽ được thỉnh mời. Về phần những người khác, cũng sẽ mời một ít có uy tín thánh đế cảnh tu sĩ, về phần có đi hay không, đó chính là bọn họ chuyện của mình, bách sát các cũng sẽ không bắt buộc. Một khi đột phá thánh đế cảnh đỉnh phong, bọn họ cũng có thể thông qua bách sát các tiến vào thiên hoang, chỉ là người như vậy cực kỳ thưa thớt. Đây cũng là Tiêu Phàm tiến về thiên hoang nguyên nhân, người góc cạnh một khi bị mòn hết, nơi nào còn dám đi qua loại kia liếm máu trên miệng đao thời gian. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng, sau này mình nếu như muốn về đến, tất nhiên sẽ có biện pháp trở về. Dù sao, hắn người yêu, thân nhân, bằng hữu đều còn đang thái cổ thần giới đây. Thật sự là bọn họ hiện tại đối thiên hoang hiểu rõ quá ít, dù cho hiện tại biết đến, cũng là hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm trước tin tức, bằng không cũng sẽ không bị động như thế. Bất quá Tiêu Phàm vẫn luôn là một cái dám liều dám xông vào người, thiên hoang dĩ nhiên đại biểu cho hung hiểm, thế nhưng đại biểu cho cơ duyên. Cửu U Ma Chủ nói qua, thời gian cấp cho hắn không nhiều lắm, lúc này không tranh, chờ đến khi nào. Tiêu Phàm lại thông báo một phen Vô Tận Cổ Cương một ít chuyện, có ít người rời đi Vô Tận Cổ Cương, tạm thời là không thấy được. Tỷ như Diệp Thi Vũ, Tiêu Linh Nhi, Lăng Phong đám người, hắn cũng không biết, lần này ly biệt về sau, phải bao lâu mới có thể nhìn thấy. Tiêu Phàm, đi ra. Đột nhiên, một tiếng quát như sấm từ đại điện bên ngoài truyền đến, chấn động đến hư không đều run rẩy dữ dội không thôi. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, Quân Nhược Hoan đám người càng là giận tím mặt. Thật là lớn gan chó, vậy mà đến Vô Tận Cổ Cương làm càn, muốn chết sao? Tiêu Phàm dậm chân đi ra, đám người đi theo Tiêu Phàm sau lưng, trong nháy mắt xuất hiện ở Vô Tận Thần Sơn đỉnh quảng trường phía trên. Ngẩng đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy tốt mấy bóng người lăng không mà đứng, lạnh lùng quan sát phía dưới. Một người trong đó Tiêu Phàm nhận biết, chính là Man Hoang Cổ Cương Hoang Gia Đại Tổ. Một bộ vênh váo hung hăng hướng về phía dưới, trong mắt đầy áp sát ý. Để Tiêu Phàm kinh dị là, Hoàng gia đại tổ vậy mà cung kính đứng ở một cái trung niên áo đen phía sau nam tử, hắc y nam tử thần sắc lạnh lùng, cao ngạo vô biên, trong mắt tràn đầy coi thường. Tiêu Phàm thậm chí có thể cảm nhận được, người này quanh thân mãnh liệt minh mông huyết sát chi khí, không biết giết bao nhiêu người. Ở trung niên nam tử sau lưng, còn đứng hai cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Một nam một nữ, có thể trên người hai người khí tức, cũng cực kỳ cường đại, vậy mà đều là thánh đế cảnh hậu kỳ tu vi. Thật trẻ tuổi thánh đế cảnh hậu kỳ, Tiêu Phàm trong lòng âm thầm cảm khái. Bất quá hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, hai cái này thánh đế cảnh hậu kỳ ngược lại không tính là gì, thế nhưng cái trung niên áo đen nam tử lại làm cho hắn một cỗ nồng nặc cảm giác nguy cơ. Thánh tôn cảnh, chẳng lẽ là hoang gia tìm đến thánh tôn cảnh? Muốn cho hoàng gia lấy lại công đạo. Hoàng gia đại tổ, người tới nơi này làm gì? Tiêu Phàm mở miệng, hắn đứng chắp tay, cũng không có bất kỳ cái gì e ngại. Giờ phút này, Tiêu Trường Phong cùng Túy Ông cũng tới đến Tiêu Phàm một bên,
thần sắc ngưng lại hướng về không trung. Hoàng gia đại tổ không để ý đến Tiêu Phàm, mà là hướng về bên cạnh hắn Tiêu Trường Phong cùng Túy Ông, quát khẽ, Phong đại nhân, chính là bọn họ hai người, sớm đã đột phá đến thánh tôn cảnh, lại ở thái cổ thần giới nối giáo cho giặc. Lời này vừa nói ra, không trung cái kia trung niên áo đen nam tử trên người bỗng chán phóng hơi thở cực kỳ mạnh mẽ, phô thiên cái địa đồng dạng quét sạch mà ra, sao? Thánh tôn cảnh khí tức, Tiêu Phàm nhíu mày, lại là nhìn thấy vô tận thần sơn bên trên biểu tình khó coi, rất nhiều người thiếu chút nữa thì quỳ sát xuống dưới. Lúc này, Tiêu Trường Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bộc phát ra thánh tôn cảnh khí thế, bay thẳng không trung đi. Oanh một tiếng nổ vang, hai cỗ mạnh mẽ khí tức tại hư không nổ tung, hóa thành kinh khủng sóng xung kích quét sạch bốn phương tám hướng, Túy Ông vội vàng ngăn cản cỗ kia dư ba, không để cho hủy đi vô tận thần sơn. Vậy mà đối thiên hoang sứ giả Phong đại nhân xuất thủ, muốn chết sao? Hoàng gia đại tổ thấy thế, cười lạnh liên tục, đồng thời phóng xuất ra rộng lớn khí thế, nghiền ép mà tới. Thiên hoang sứ giả, Tiêu Phàm con người hơi hơi ngưng tụ, nhóm người mình vừa mới đều đang đàm luận thiên hoang liền nhanh như vậy đến người sao? Hoàng gia đại tổ nhìn thấy Tiêu Phàm lộ ra hoảng sợ, trên mặt lập tức hiện lên tươi cười đắc ý, quát lớn, Tiêu Phàm. Người vô tận cổ cương thánh tôn cảnh ở thái cổ thần giới làm sằng làm bậy, thật sự cho rằng thiên hoang không biết. Nói đến đây, hoàng gia đại tổ đột nhiên kính sợ nhìn bên cạnh hắc y nam tử Phong đại nhân một cái, nói, Phong đại nhân tới đây, chính là đưa ta nhân tộc một mảnh thanh minh, các ngươi còn không quỳ xuống. Quỳ xuống, Tiêu Phàm cười lạnh, thánh tôn tổng cộng thập phẩm, trước mắt hắc y nam tử chẳng qua là một cái hạ phẩm thánh tôn mà thôi, chỗ nào đáng giá hắn quỳ xuống. Cho dù là thiên hoang sứ giả lại như thế nào, chẳng lẽ còn tài trí hơn người? Tiêu Phàm ánh mắt đảo qua hắc y nam tử, lại là nhìn thấy hắc y nam tử nhíu mày, trong mắt lóe lên một vòng vẻ không kiên nhẫn. Chỉ một thoáng, Tiêu Phàm hiểu thông suốt tới, nam tử mặc áo đen này 89 phần 10 là cùng hoang gia có chút liên quan, bằng không mà nói, thân làm thiên hoang người, há lại sẽ đi theo hoang gia đại tổ tới đây hỏi tội bản thân. Thiên hoang sứ giả. Không biết đến ta vô tận cổ cương cách làm ý gì. Tiêu Phàm hướng về phía hắc y nam tử hơi hơi cung thủ nói. Tất nhiên đối phương là thiên hoang người, cái kia Tiêu Phàm vẫn là duy trì cơ bản nhất tôn kính, nếu là đối phương thật muốn hung hăng càn quấy, Tiêu Phàm cũng sẽ không khách khí. Bị Tiêu Phàm chất vấn, hắc y nam tử 10 điểm khó chịu, bất quá vẫn là nói ra, bản tôn tới đây, là vì kiểm tra hai người này, phải chăng đột phá thánh tôn cảnh 100 năm. A, à, Tiêu Phàm nghe vậy, lập tức nở nụ cười, trong lòng cũng là sáng tỏ thông suốt. Hắn rốt cuộc minh bạch hoang gia đại tổ tìm người này tới làm cái gì, vừa mới quân nhược hoan bọn họ nói qua, nếu như đột phá thánh tôn cảnh 100 năm, còn tiếp tục đợi ở thái cổ thần giới, thiên hoang có được quyền lực gạt bỏ. Không sai, chính là gạt bỏ. Không thể không nói, hoang gia đại tổ tính toán khá lắm, mượn thiên hoang chi thế uy hiếp bản thân, đối phó hắn phụ thân và lão sư. Một khi Tiêu Trường Phong cùng Túy Ông hai người ngoài ý muốn nổi lên, hoàng gia nhất định sẽ cho vô tận cổ cương sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Dù sao, hoàng gia đại tổ lão già này, nhưng là chân chính thánh tôn cảnh. Dù cho hắn khí huyết bại hoại, gần đất xa trời, nhưng thánh tôn cảnh, hay là thánh tôn cảnh, xa không phải bán bộ thánh tôn cảnh có thể so sánh. Cũng khó trách hoàng gia đại tổ sẽ cho là như thế. Tiêu Trường Phong cùng Túy Ông trên người hai người khí tức 10 điểm bình ổn, đổi lại những người khác, đoán chừng ít nhất cũng phải số 100 năm thời gian mới có thể làm đến bước này. Đáng tiếc nhất định để hoang gia đại tổ thất vọng rồi, Tiêu Trường Phong cùng Túy Ông hai người đột phá rất đặc biệt, cho đến bây giờ, đột phá thánh tôn cảnh cũng liền 2 năm không tới thời gian mà thôi. Nói như vậy, thiên hoang sứ giả là tin tưởng hoang gia đại tổ lời nói. Tiêu Phàm đột nhiên mỉm cười, vậy ta nói. Hai người bọn họ đột phá thánh tôn cảnh 2 năm không đến, không biết thiên hoang sứ giả tin hay không đây. Không có khả năng, hắc y nam tử còn không có mở miệng, hoang gia đại tổ liền trước tiên phủ định, lại sinh ra sợ hắc y nam tử tức giận, vội vàng nói, phải hay không phải, để Phong đại nhân kiểm tra một chút thì biết. Kiểm tra, làm sao kiểm tra? Tiêu Phàm buồn cười. Một người căn cốt có lẽ có thể kiểm tra, bởi vì có cốt linh nói chuyện. Có thể đột phá thánh tôn cảnh thời gian làm sao kiểm tra. Cô lậu quả văn, thiên hoang tự có biện pháp kiểm tra. Hoàng gia đại tổ vẻ mặt tự tin,
giống như là nhìn người chết nhìn xem Tiêu Trường Phong cùng Túy Ông. Tiêu Phàm nhìn thấy Hoàng gia đại tổ như thế chắc chắn, trong lòng có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ còn thật có biện pháp như vậy? Tiểu tử, Thiên Hoàng phải có một loại dụng cụ có thể kiểm tra, thông qua bản nguyên chi lực đến kiểm tra đột phá thánh tôn cảnh thời gian dài ngắn. Lúc này, Tiêu Phàm sau lưng Túy Ông cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Tiêu Phàm nghe vậy, trong lòng càng thêm ngoài ý muốn, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hoàng gia đại tổ nghe vậy, còn tưởng rằng Tiêu Phàm sợ hãi, lập tức càng thêm đắc ý mấy phần, nói Tiêu Phàm, người chẳng lẽ còn muốn phá hư Thiên Hoàng quy củ. Dùng Thiên Hoàng quy củ áp bản thân, Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, không thèm để ý Hoàng gia đại tổ, trong lòng của hắn âm thầm trầm ngâm, lão già này, nhất định phải nghĩ biện pháp giết chết hắn, giữ lại hắn sớm muộn là kẻ gây họa. Nếu là Thiên Hoàng quy củ, cái kia Thiên Hoàng sứ giả xin cứ tự nhiên. Tiêu Phàm làm một cái thủ hiệu mời, nói, bất quá, nếu như kiểm tra đi ra chưa vấn đề, hy vọng Thiên Hoàng sứ giả có thể cho ta một cái công đạo. Bàn giao, ngươi muốn cái gì bàn giao? Hắc y nam tử buồn cười, như nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem Tiêu Phàm. Vô tận cổ cương cùng Thiên Hoàng cổ cương có thù, ai ai cũng biết, tại hạ chuẩn bị tiến về Thiên Hoàng, cũng lười quản những cái này việc vặt, cho nên, nếu như các hạ kiểm tra đi ra, phụ thân ta cùng lão sư đột phá thánh tôn cảnh chưa từng vượt qua 100 năm, vậy vãn bối tất nhiên sẽ không để cho lão gia hỏa này còn sống rời đi, đến lúc đó hy vọng các hạ không nên ngăn cản. Tiêu Phàm ngữ khí cũng càng ngày càng lạnh, không có phía trước khách khí. Đối phương không khách khí với hắn, Tiêu Phàm tự nhiên cũng không tất yếu nhiệt tình mà bị hờ hững, cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Hoàng gia đại tổ nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút. Hắc y nam tử nhíu mày, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt càng ngày càng khó chịu, hắn dù sao cũng là Thiên Hoàng người, lại có thể ở thái cổ thần giới tu sĩ trước mặt yếu uy phong. Bản tôn nếu không đáp ứng đây, Hắc y nam tử hừ lạnh nói, trên người chán phóng khí tức như có như không. Cái kia cũng không có cái gì có thể thương lượng, Tiêu Phàm nhún nhún vai. Tiểu tử, người còn dám làm trái Thiên Hoàng sứ giả hay sao? Hoàng gia đại tổ thấy thế, lại khôi phục thần sắc tự tin. Tất nhiên ngươi tiểu tử dám tìm chết, thật chẳng lẽ cho rằng Thiên Hoàng sứ giả không dám một bàn tay đập chết ngươi? Thiên Hoàng sứ giả, từ đâu tới Thiên Hoàng sứ giả? Tiêu Phàm vẻ mặt vô tội nhún nhún vai. Đám người nghe vậy, thần sắc hơi hơi kinh ngạc. Vô tận thần phủ người không khỏi trong bóng tối giơ ngón tay cái lên, phủ chủ không hổ là ngưu nhân a, đây là chuẩn bị cùng Thiên Hoàng người tới ngạnh kháng. Không, chuẩn xác mà nói. Tiêu Phàm căn bản không tán thành cái này Thiên Hoàng sứ giả. Ai biết là Hoàng gia người từ nơi nào tìm đến người. Sau một khắc, để cho người ta càng thêm khiếp sợ sự tình đã xảy ra, chỉ thấy Tiêu Phàm sắc mặt bỗng lạnh lẽo, lạnh giọng nói, ở đâu ra đồ hỗn trướng, cũng dám ở ta vô tận thần phủ phách lối, người tới, cầm xuống. Cầm xuống, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc, nam tử áo đen kia tức thì bị có chút tức giận. Hắn dù sao cũng là Thiên Hoàng người, đi tới thái cổ thần giới, thế lực nào không cho hắn ba phần mặt mũi. Hiện tại ngược lại tốt, lại có người dám động thủ với hắn. Nhưng mà, tiếp xuống nhường hắn càng thêm khiếp sợ sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy Tiêu Phàm một bên hai đạo nhân ảnh bỗng nhiên phóng lên tận trời, hướng về Hắc Y Nam tử cùng Hoàng gia đại tổ trùng sát đi. Giờ khắc này, Hoàng gia đại tổ cùng Hắc Y Nam tử toàn bộ đều trợn tròn mắt. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến, vô tận cổ cương người dám đối bọn hắn động thủ. Xuất thủ dĩ nhiên chính là Tiêu Trường Phong cùng Túy Ông, nghe được lời nói của Tiêu Phàm cũng là hơi sững sờ, bất quá hai người rất nhanh lấy lại tinh thần, trước cầm xuống những người này lại nói. Hai người cũng là thánh tôn cảnh tiền kỳ, hạ phẩm thánh tôn, nơi nào sẽ cho đối phương mặt mũi. Huống hồ, người nói là Thiên Hoàng sứ giả, người chính là Thiên Hoàng sứ giả a. Ta còn nói ngươi là giả mạo đây, dù sao ngươi lại không có chứng cứ gì chứng minh bản thân, bất kể như thế nào, đánh trước lại nói. Công tử, sẽ không chơi lớn rồi à, Quân Nhược Hoan đắng chát cười một tiếng, trong bóng tối cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Chơi lớn rồi, Tiêu Phàm nhìn xem không trung lạnh lùng cười một tiếng, loại chuyện này làm sao chơi lớn. Một cái thánh tôn cảnh mà thôi, tuy nói người này nhìn qua hết sức trẻ tuổi. Nhưng ở Thiên Hoàng cường giả kia như mây địa phương, cho dù không phải khắp nơi đều có, khẳng định cũng không phải là cái gì đỉnh tiêm mặt hàng.
Huống hồ, bọn họ chưa bao giờ thấy qua thiên hoang người, ai biết bọn họ bộ dạng dài ngắn thế nào, cũng không có cái gì chứng minh thân phận, ai biết những người này có phải là giả mạo hay không đây. Dù sao đạo lý ở bản thân một phương, đừng nói đánh bọn hắn một trận, chính là giết bọn hắn, cũng không có cái gì ghê gớm. Chẳng lẽ thiên hoang dưới cơn nóng giận, thật vẫn đem vô tận cổ cương tiêu diệt. Đừng nói giỡn, một cái hạ phẩm thánh tôn, ở thiên hoang lại tính là cái gì đây? Tất nhiên ngươi cho hoang gia đứng tràng tử, đến ta vô tận cổ cương gây chuyện, trước cản ngươi một trận đều nhẹ. Hai cái kia, tự cho là cao cao tại thượng sao? Tiêu Phàm không có trả lời Quân Nhược Hoan, mà là vừa nhìn về phía đi theo hắc y nam tử sau lưng một đôi nam nữ trẻ tuổi nói. Nói xong, thí thần bỗng nhiên đạp không mà lên, hướng về hai người kia đánh giết đi. Thí thần từ cửu u địa ngục đi ra, tu vi đã vượt qua Tiêu Phàm, đạt đến thánh đế cảnh hậu kỳ, đôi kia nam nữ trẻ tuổi cũng chỉ là thánh đế cảnh hậu kỳ mà thôi, thí thần tự nhiên không sợ. Cái kia nam nữ trẻ tuổi nhìn thấy thí thần đánh tới, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Bọn họ đến thái cổ thần giới trước đó, rất nhiều người 10 điểm hâm mộ bọn họ, bởi vì giáng lâm thái cổ thần giới rất ít cơ hội. Hơn nữa có người đã từng nói cho bọn hắn, bọn họ những cái này thánh đế cảnh ở thiên hoang căn bản không có địa vị gì, có thể đi thái cổ thần giới lại không giống nhau. Dù cho những cái kia đỉnh cấp thế lực, cũng sẽ tôn kính đem bọn hắn dâng cúng. Hai người cũng mang mỹ hảo huyễn tưởng đi tới thái cổ thần giới, vừa bắt đầu giáng lâm thần đạo cổ cương, cũng quả thật bị 10 điểm tôn kính đối đãi. Về sau đi man hoang cổ cương càng là đem bọn hắn phụng làm khách quý. Nhưng bọn họ nằm mơ đều không nghĩ đến, khi đi tới vô tận cổ cương thời điểm, đối phương không khách khí với bọn họ thì cũng thôi đi, bây giờ lại trực tiếp đánh nhau. Tự tìm cái chết, thanh niên trẻ tuổi kia nhìn thấy thí thần dám đối bọn hắn động thủ, cũng là giận tím mặt. Hắn dù sao cũng là thánh đế cảnh hậu kỳ, một cái lông đều chưa mọc đủ tiểu tử cũng dám đối tự mình động thủ, muốn chết sao? Lời còn chưa dứt, nam tử trẻ tuổi lấy tay một trường vỗ ra, hư không mãnh liệt run rẩy. Ngay sau đó, một tòa cung điện to lớn hư ảnh hiện lên, hung thế ngập trời trấn áp mà xuống. Đây là cái gì cổ pháp? Nam Cung Tiêu Tiêu đám người thấy thế, trên mặt lộ ra kinh ngạc. Không nói uy năng, chỉ bằng vào khí thế, liền đã 10 điểm đáng sợ, một kích này nếu như rơi xuống, thí thần lại có thể không ngăn cản được. Một cái chủ nghĩa hình thức, hào nhoáng bề ngoài, Tiêu Phàm lắc đầu. Quả nhiên, lời còn chưa dứt, thí thần trực tiếp xuyên thấu hư ảnh kia, trong nháy mắt xuất hiện ở nam tử trẻ tuổi trước người, một bàn tay hung hăng vỗ ra. Thí thần, đừng đem người đánh chết. Tiêu Phàm trong bóng tối nhanh nhanh thí thần truyền âm nói. Nghe được thanh âm này, thí thần lập tức tháo xuống hơn phân nửa lực lượng, một bàn tay lắc tại nam tử trẻ tuổi trên mặt, cả người giống như đạn pháo một dạng bay ngược mà ra. Tiêu Phàm, các người đây là phạm thượng, tự tìm cái chết. Không chung cùng túy ông chiến đấu hoang gia đại tổ tức giận gào thét. Nguyên bản hắn cho rằng mang theo hắc y nam tử tới đây, lấy thế đè người. Giết chết Tiêu Trường Phong cùng túy ông hẳn là chuyện rất đơn giản. Nhưng hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, sẽ là kết quả như vậy. Tiêu Phàm vậy mà như thế lớn mật, liền thiên hoang nhân đều cho đánh. Phạm thượng, Tiêu Phàm khinh thường cười một tiếng, lão già, lần trước tha cho ngươi một mạng, lần này ngươi dám mang theo vô danh đạo trích đến ta vô tận cổ cương khiêu khích, đây mới là tự tìm cái chết. Đánh, cho ta đánh cho đến chết, chỉ cần lưu một cái khẩu khí là được. Tiêu Phàm lại bổ sung một câu, một bộ lên cơn giận dữ bộ dáng. Hậu phương vô tận thần phủ người đã sớm thấy choáng mắt, trước đó nghe được thiên hoang sứ giả mấy chữ này lúc, rất nhiều người thần sắc hết sức ngưng trọng, còn có không ít mặt người đều dọa bạch. Nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, vẫn còn có loại này thao tác. Tàn bạo, bạch ma tí tí lên tiếng, trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười, nói, bất quá, ta thích. Đám người nghe vậy, khóe miệng giật một cái này mỗi một cái đều là không biết sợ chủ. Hiện tại bức tranh nhất thời thống khoái, có thể vạn nhất nam tử áo đen kia thực sự là thiên hoang người đây. Không, hắn hẳn là thiên hoang người. Hiện tại đánh hắn, quay đầu hắn nhất định sẽ trả thù vô tận cổ cương, đến lúc đó làm sao bây giờ. Còn có, Tiêu Phàm cùng thí thần hai người vừa mới quyết định chuẩn bị tiến về thiên hoang, cái này còn không đi thiên hoang đây. Liền đem thiên hoang người đắc tội,
vậy đến thiên hoang làm sao bây giờ? Không chung, hoang gia đại tổ buồn bực kém chút thổ huyết, hắn bị túy ông đánh liên tục bại lui. Hắn vốn liền khí huyết bại hoại, mà túy ông nhìn qua già nua, nhưng hắn số tuổi thật sự cũng mới mấy trăm tuổi mà thôi, bộ thân thể này càng là vừa mới sinh ra, huyết khí tràn đầy, ở đâu là hoang gia đại tổ có thể địch. Chỉ một lát sau, hoang gia đại tổ đã bị đánh không ngừng ho ra máu, sắc mặt tái nhợt, khí huyết trên người càng ngày càng yếu. Nếu như nói, lúc trước hắn khoảng cách tử vong còn có cách xa một bước, vậy bây giờ liền nửa chân cũng chưa tới. Tuy ông cũng không có khách khí, chiêu chiêu muốn mạng, chủ yếu nhất là, hắn không có sử dụng bất luận cái gì cổ thuật cùng cổ pháp, chỉ có bản năng sát chiêu. Nhưng những cái này sát chiêu, lại so cổ pháp cùng cổ thuật càng thêm khủng bố. Lão sư không hổ là huyết lâu chi chủ A, đây mới thật sự là vua sát thủ. Tiêu Phàm vẻ mặt bội phục nhìn xem túy ông nói. Bốn phía đám người mặt sạm lại, cũng liền Nam Cung Tiêu Tiêu cùng quan tiểu thất bọn họ coi như bình tĩnh, loại chuyện này, bọn họ đi theo Tiêu Phàm thế nhưng là làm không ít. Đáng tiếc, lần này không cách nào tiến vào thiên hoang, muốn bỏ lỡ rất nhiều chuyện tốt đẹp. Nam Cung Tiêu Tiêu cũng cảm thán một câu. Người chung quanh kém chút không phun ra một ngụm lão huyết, bọn họ không quá cảm thấy, đánh tơi bời thiên hoang người là cái gì chuyện tốt đẹp. Đây quả thực là đem mình hướng tử lộ bên trên hố. Sau nửa ngày, hoang gia đại tổ bị túy ông xé nát hai đầu cánh tay, giống như dẫn theo một đầu như chó chết dẫn theo hoang gia đại tổ đáp xuống vô tận thần sơn đỉnh cao. Gần như đồng thời, thí thần cũng đem đôi kia nam nữ trẻ tuổi đánh mặt mũi bầm dập, đây là hắn lưu thủ lại lưu thủ nguyên nhân. Bằng không, hai người kia đã sớm đi Diêm Vương ra cái kia trình diện. Lúc này, không trung chỉ còn lại có Tiêu Trường Phong cùng Hắc Y nam tử chiến đấu, bất quá Hắc Y nam tử cũng rõ ràng bị áp chế ở hạ phong. Vừa mới đột phá thánh tôn cảnh, liền chạy đến ta vô tận cổ cương phách lối, thực sự là tự tìm cái chết. Tiêu Phàm vẻ mặt đồng tình lắc đầu. Những người này quá tự cho là đúng, thật sự cho rằng thiên hoang người đi ra ngoài cũng rất có cảm giác ưu việt sao. Tuy nói thiên hoang người hàng năm cùng dị ma chinh chiến, đã trải qua vô số chém giết, có thể Tiêu Phàm bọn họ, lại làm sao là nhà ấm bên trong đóa hoa đây. Bọn họ đạt đến cảnh giới bây giờ, giết người sớm đã không đếm hết. Hỗn trướng, không chung, truyền đến nam tử áo đen kia tiếng gầm gừ phẫn nộ, hắn cặp mắt, đều bị Tiêu Trường Phong đánh máu thịt be bét. Nhiều năm như vậy, trừ bỏ cùng dị ma chiến đấu, hắn còn chưa từng như này bị người khi nhục qua. Cái này khiến hắn làm sao cam tâm. Xác thực quá tàn bạo một điểm. Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, bình phẩm từ đầu đến chân nói một câu. Tàn bạo, đâu chỉ tàn bạo, nam tử áo đen kia còn khá tốt, dù sao cũng coi là kinh nghiệm xa trường, dù cho vừa mới đột phá thánh tôn cảnh, cũng chiến lực không thấp. Nhưng cái kia một đội thanh niên nam nữ lại là xui xẻo, bị thí thần đánh máu thịt be bét, chỉ có thể hung hăng trừng mắt thí thần. Người chung quanh sớm đã im lặng, trong lòng cũng có chút không rõ lo lắng. Tiêu Phàm như vậy đắc tội thiên hoang người, thực được không? Cái này còn không đi thiên hoang đây. Tính, Tiêu Phàm nhìn thấy Hắc Y nam tử cùng Tiêu Trường Phong tách ra, lập tức mở miệng ngăn lại, nói, dù sao cũng là vi phạm lần đầu, coi như là cho các ngươi một chút giáo huấn, về sau lại đến vô tận cổ cương quấy rối, vậy liền không chỉ đánh các ngươi một trận đơn giản như vậy. Nghe nói như thế. Hắc Y nam tử nhìn không được phun ra một ngụm máu, trên mặt đều là vẻ phẫn nộ, lại không phía trước lạnh nhạt. Bọn họ tới quấy rối, bọn họ thế nhưng là thiên hoang người, đừng nói nhân tộc 3000 vực, chính là vạn tộc địa bàn, ai đối đãi bọn hắn không phải một mực cung kính. Nhưng hiện tại, tới cái này nhân tộc cổ cương, lại bị đánh không thành nhân dạng, cái này khiến hắn làm sao không giận. Nhất là Tiêu Phàm gió kia lạnh mà nói. Nói rất hay tựa như bọn họ thật là tới quấy rối đồng dạng, có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục. Tiểu tử, ngươi xem đây là cái gì? Hắc Y nam tử lau đi máu tươi trên khóe miệng, nhe răng trợn mắt nhìn xem Tiêu Phàm, gần như quát ầm lên. Xòe bàn tay ra, lòng bàn tay lập tức xuất hiện một mai ngân sắc lệnh bài. Ngân sắc lệnh bài phía trên, khắc đầy không ít huyền diệu đường vân, giống như một đầu bạch sắc thần long, lộng lẫy xa hoa. Tản ra một cỗ thánh khiết uy nghiêm. Lệnh bài trung ương, càng là điêu khắc bốn cái cứng cáp có lực chữ lớn, thiên hoang thần các. Nhìn thấy lệnh bài này, vô tận thần phủ người sắc mặt biến hóa,
đối phương đã lộ ra ngay lệnh bài, đã đủ để chứng minh thân phận của đối phương. Hiện tại bọn hắn lại dám đem thiên hoang thần các người cho đi, lần này phiền phức lớn rồi. Máu thịt be bét hoang gia lão tổ, cùng đôi kia nam nữ trẻ tuổi vẻ mặt cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm bọn họ. Thả ta ra, nam tử trẻ tuổi kia tức giận gào thét một tiếng, muốn từ thí thần dưới chân giãy giụa đi ra, có thể thí thần lại là không nhúc nhích tí nào. Tốt, các ngươi lại dám giả mạo thiên hoang thần các người, nói, lệnh bài này các ngươi ở đâu trộm. Tiêu Phàm lại là chẳng những không e ngại, ngược lại giận dữ mắng mỏ lên tiếng. Trộm, đám người nghe vậy, tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Bọn họ đều không thể không bội phục Tiêu Phàm phản ứng, đúng vậy a, chúng ta lại không thấy qua thiên hoang thần các lệnh bài là dạng gì, ai biết ngươi lệnh bài kia có phải thật vậy hay không. Hắc y nam tử tức đến run rẩy cả người, nhưng hắn cũng hiểu bao nhiêu vô tận cổ cương một chút tin tức. Đây là một cái mới xây cổ cương, đối phương không biết thiên hoang thần các lệnh bài cũng là bình thường a. Đối phương nếu là chết không thừa nhận, coi như thực đem bọn hắn đánh chết ở chỗ này, bọn họ tìm ai đi tố khổ. Một người chết, cùng nhất đại cổ cương chi chủ so sánh, cái gì nhẹ cái gì nặng, trong lòng của hắn rất hiểu. Ngươi rất tốt, hắc y nam tử nghiến răng nghiến lợi nói, lại là không biết làm sao mở miệng, suy nghĩ một chút nói, thả bọn họ, ta liền làm sự tình gì đều không phát sinh. Phốc, nghe nói như thế, hoang gia đại tổ trực tiếp một ngụm lão huyết phun tới. Nhận túng, thiên hoang người, vậy mà ở trước mặt Tiêu Phàm nhận túng. Thế nhưng là, hắc y nam tử coi như không nhận túng, lại có thể thế nào đây? Hoang gia đại tổ trong lòng hối hận hết sức, sớm biết mình liền không tìm đến Tiêu Phàm phiền toái, cũng không trở thành rơi vào kết cục như thế. Tiêu Phàm nhìn trên đất ba người một cái, thản nhiên nói, xem ở ngươi là thánh tôn cảnh phân thượng, ta có thể thả hai người bọn họ, về phần cái này hoang gia đại tổ, lại nhiều lần cùng ta vô tận cổ cương là địch. Không đợi Tiêu Phàm nói xong, hắc y nam tử liền đánh gãy Tiêu Phàm lời nói tiểu tử, ta nghe nói ngươi sẽ tiến về thiên hoang, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng động thủ với hắn. Có đúng không? Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, ngay sau đó hung hăng một cước dẫm lên hoang gia đại tổ trên đầu. Một cước xuống dưới, hoang gia đại tổ đầu bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một trận huyết vụ tràn ngập trên không trung, hắn linh hồn chi thể hóa thành một trận quang mang, muốn chạy trốn, lại bị Túy Ông cùng Tiêu Trường Phong hai người vây khốn. Một bên cửu U Ma Toan thấy thế, trong mắt chán phóng ánh sáng nóng bỏng, ngụm nước đều nhanh chảy ra. Đây chính là thánh tôn cảnh linh hồn a, một lòng lấy linh hồn làm thức ăn hắn, làm sao có thể bỏ qua đây? Nếu như không phải chấn nhiếp tại Tiêu Phàm dâm uy, hắn đã sớm xông lên. Ta không thích nhất đúng là bị người uy hiếp, Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó a. Vừa dứt lời, thí thần một cước một cái, đem đôi kia nam nữ trẻ tuổi cho đạp bay ra ngoài. Phong đại nhân, cứu ta! Hoang gia đại tổ hoảng, triệt để sợ hãi. Kết quả này, hắn làm sao đều không nghĩ đến. Bản thân thế nhưng là tìm đến vô tận cổ cương phiền toái a, làm sao đem mình nhập vào đây. Tiểu tử, người cần phải biết rằng, giết hắn, hoang gia người là sẽ không bỏ qua ngươi, cũng không phải ta Phong Lưu Vân hù dọa ngươi. Hắc y nam tử Phong Lưu Vân trầm giọng nói. Chẳng biết tại sao, người trước mắt này rõ ràng chỉ là thánh đế cảnh trung kỳ, lại cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Hắn trong lòng cũng có chút hối hận, sớm biết liền không nên thu hoang gia chỗ tốt, tới nơi này tìm Tiêu Phàm phiền toái. Tiểu tử, không sai biệt lắm được. Bạch Ma cũng trong bóng tối cho Tiêu Phàm truyền âm nói, hắn đã bại lộ thân phận, ngươi làm sao cũng phải cho một điểm mặt mũi, huống chi, hắn nếu như trở về cáo trạng, cuối cùng thua thiệt vẫn là ngươi. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, cảm giác cũng là. Hắn dĩ nhiên có thể nói mấy người kia giả mạo thiên hoang người, có thể đem sự tình vừa rồi phiết không còn một mảnh. Thế nhưng là, Phong Lưu Vân dù sao cũng là thánh tôn cảnh, vẫn là thiên hoang thần các người, nếu như đưa tới càng nhiều thánh tôn cảnh, đến lúc đó Tiêu Trường Phong cùng Túy Ông không phải là đối thủ, cuối cùng xui xẻo vẫn là vô tận cổ cương cùng chính hắn. Hiện tại, thả hắn, bản tôn xem như cái gì đều không phát sinh, liền rời đi, làm sao? Hắc y nam tử Phong Lưu Vân nhìn thấy Tiêu Phàm do dự, vội vàng rèn sắt khi còn nóng. Tiêu Phàm trong lòng cười lạnh, thả hoang gia đại tổ, cái này có thể không phải là phong cách của hắn a. Đột nhiên, Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên,
tựa như nhớ ra cái gì đó, ngay sau đó hướng về Hoang Gia Đại Tổ đi đến. Bang đương, lúc này, một tiếng vang giòn từ Tiêu Phàm dưới chân truyền ra, đám người thấy thế, không hẹn mà cùng nhìn tới, lại là nhìn thấy một khối kim quang lóng lánh ngọc bội rơi xuống đất. Sau một khắc, ánh mắt mọi người không khỏi nhìn về phía Phong Lưu Vân trong tay ngân sắc lệnh bài, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Đồng thời, Phong Lưu Vân tự nhiên cũng nhìn thấy Tiêu Phàm dưới chân rơi xuống ngọc bội, con người càng là bỗng nhiên chấn động một cái. Lão đại, người ngọc bội cùng tiểu tử kia lệnh bài trong tay làm sao giống như vậy? Người cái này sẽ không cũng là trộm a? Thí thần trực tiếp kinh hô mà ra, ngay sau đó vội vàng che miệng. Đám người cũng là kinh ngạc không thôi, thật sự là hai khối này lệnh bài quá giống, trừ bỏ nhan sắc cùng chất liệu, địa phương khác cơ hồ giống như đúc. Đó là Long Các chủ ngọc bài. Không chung, nam tử trẻ tuổi kinh ngạc nhìn cái kia ngọc bài, ngay sau đó nhìn về phía Tiêu Phàm sắc mặt cũng thay đổi. Ta vậy mà quên, loại lệnh bài này, ta cũng có. Tiêu Phàm lại là không hoảng hốt không gấp nhặt lên dưới chân kim sắc ngọc bội. Đám người nghe được lời nói của Tiêu Phàm, khóe miệng một trận cuồng rút. Bọn họ đương nhiên sẽ không tin tưởng, Tiêu Phàm bây giờ mới biết bản thân có được dạng này một khối lệnh bài, gia hỏa này khẳng định đã sớm biết. Hơn nữa, coi như hắn không biết, Tiêu Phàm cũng sẽ không đột nhiên đem khối ngọc bội này từ trên người rơi ra. Dù sao, cái nào thánh đế cảnh sẽ đem một khối ngọc bội đặt ở trên người đây, ai không phải ném trong càn khôn giới. Bất quá! Bọn họ thật là hiểu lầm Tiêu Phàm, trước đó hắn cũng không nghĩ đến Thiên Hoang Thần Các ngọc bội cùng Long Vân cho hắn Kim Long Vân tương tự, chỉ là cảm giác ở nơi nào gặp qua mà thôi. Chẳng qua là khi hắn muốn giết chết Hoang Gia Đại Tổ, lại lo lắng Thiên Hoang Hoang Gia người trả thù thời điểm, mới đột nhiên nghĩ đến Long Vân cho hắn một quả này Kim Long Ngọc. Lúc trước Long Vân cho hắn Kim Long Ngọc thời điểm, chính là nhường hắn tiến về Thiên Hoang lại dùng, có lẽ sẽ có một chút tác dụng. Chỉ là chính hắn cũng không biết cái này Kim Long Ngọc có thể hay không hù sợ Phong Lưu Vân mấy người kia, bất quá bây giờ xem ra, Long Vân chấn nhiếp vẫn là có mấy phần hiệu quả. Nghĩ đến, Long Vân ở Thiên Hoang Thần Các địa vị hẳn là cũng sẽ không quá thấp. Cố ý, tiểu tử này tuyệt đối là cố ý, quá khinh người, Phong Lưu Vân nhìn thấy một màn này, trong lòng giận mắng không thôi, tiểu tử này đầu tiên là cố ý không biết thân phận của mình. Sau đó đưa cho chính mình một hạ mã uy. Khi hắn muốn tìm Tiêu Phàm báo thù thời điểm, tiểu tử này liền cố ý đem ngọc bội kia đưa cho chính mình nhìn. Hiện tại, bản thân gặp được khối này Kim Long Ngọc, chẳng lẽ còn dám tìm hắn báo thù sao? Nếu không ta cũng xem như không biết một mai này Kim Long Ngọc, trước đánh hắn một trận. Thế nhưng là hoàn toàn đánh không lại a, tiểu tử này bên người còn có hai cái thánh tôn cảnh đây. Hơn nữa, gia hỏa này nhất định là muốn đi trước Thiên Hoang, nếu là đem việc này nói cho Long Vân sẽ bỏ qua hắn sao? Giờ khắc này, Phong Lưu Vân đối Tiêu Phàm hận đến nghiến răng nghiến lợi. Gia hỏa này sớm không xuất ra đến, trễ không xuất ra đến, hết lần này tới lần khác lúc này lấy ra, nhiều lúng túng. Ngươi còn muốn bảo hắn sao? Tiêu Phàm thu hồi Kim Long Ngọc, trên mặt lại là lộ ra một tia vẻ đăm chiêu. Phong Lưu Vân nhíu mày. Trầm tư chốc lát mới nói, người muốn giết hắn, tự gánh lấy hậu quả, xem ở Long Các chủ phân thượng, người ta tầm đó, ân oán thanh toán xong. Nói xong câu đó, Phong Lưu Vân mang theo hai cái kia đối nam nữ trẻ tuổi xoay người rời đi, không có chút nào lưu lại ý tứ. Phong đại nhân, Hoang Gia Đại Tổ hoảng sợ kêu to, có thể Phong Lưu Vân lại là cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn đành phải quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, nói Tiêu Phàm, thả ta. Lão hủ cam đoan, Hoang Gia tuyệt không tái phạm vô tận cổ cương tất đất địa phương. Không cần, Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thánh tôn cảnh lực lượng linh hồn bao phủ Hoang Gia Đại Tổ, ném cửu U Ma Toan cho ngươi. A-ô cửu U Ma Toan lại là không chút khách khí, há miệng liền đem Hoang Gia Đại Tổ linh hồn cho nuốt xuống, theo một tiếng hét thảm, Hoang Gia Lão Tổ liền bị nó thôn phệ luyện hóa. Đúng rồi, ta nghe nói Hoang Gia ở Thiên Hoang có không ít Lão Tổ. Từng cái cũng là thánh tôn cảnh, nếu như bọn họ biết là ngươi giết nó. Tiêu Phàm cố ý kéo dài lấy thanh âm, ho nhẹ một tiếng nói, dù sao ngươi phải cẩn thận. Nói xong câu đó, Tiêu Phàm quay người rời đi, làm chuyện gì đều không phát sinh một dạng. Cửu U Ma Toan há to miệng ngây tại chỗ, cái gì gọi là ta phải cẩn thận một chút.
không phải ngươi giết hắn nhục thân, sau đó đem hắn linh hồn cho ta ăn sao, hiện tại liên quan gì đến ta? Thế nhưng là nói trở lại, đúng là nó nuốt hoang gia đại tổ linh hồn a, đối với thánh tôn cảnh cường giả mà nói, hủy diệt nhục thân không tính là gì. Nếu như diệt linh hồn, vậy liền thực thần hồn câu diệt, hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao không phải là mỗi người đều có thể tiến vào cửu u địa ngục, sinh ra chân linh. Phốc, những người khác nhìn thấy cửu u ma toàn bộ dáng, cưỡng ép nhịn xuống không để cho mình bật cười. Cái này cửu u ma toàn, thật là một cái đại đồ đần, tiếp tục như vậy, bị Tiêu Phàm bán đi đều không biết. Lại nói Phong Lưu Vân mang theo hai người kia cực tốc rời đi, thẳng đến rời đi vô tận cổ cương phạm vi lúc này mới dừng lại. Phong sư huynh, chúng ta cứ đi như thế. Nam tử trẻ tuổi kia trầm giọng nói, thương thế trên người khôi phục không ít, bất quá tức giận trên mặt lại là không giảm mảy may. Bọn họ thế nhưng là cao cao tại thượng thiên hoang thiên tài, lại bị một cái thái cổ thần giới nhà quê đánh, khẩu khí này hắn làm sao nuốt trôi đi. Không đi lại có thể thế nào? Phong Lưu Vân lạnh rên một tiếng, Khương Thiếu Trần, Khương Vân Yên, chuyện hôm nay, các ngươi tốt nhất quên, hoang gia người kia chết cũng đã chết. Thế nhưng là, cái kia trẻ tuổi nữ tử Khương Vân Yên còn muốn nói điều gì? Nhưng mà không chờ nàng nói hết lời, Phong Lưu Vân liền ngắt lời hắn, ngữ khí càng là 10 điểm lăng lệ, không có cái gì có thể là, các ngươi nếu muốn đắc tội Long các chủ, ta là không quan hệ nhiều lắm, nhưng các ngươi hiện tại thế nhưng là địa các đệ tử, Khương gia cũng chưa chắc giữ được các ngươi. Hai người nghe vậy, không khỏi dùng mình một cái, đúng vậy a, bọn họ nhưng vẫn là địa các người, mà Long các chủ chính là địa các chủ. Coi như không nói quan hệ này, Long các chủ thực lực, đó cũng không phải là bọn họ có thể đắc tội. Nhìn thấy hai người sợ hãi, Phong Lưu Vân cũng cảm thấy không có quá mức tất yếu dọa bọn họ, lại nhiều lời hai câu, các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, chúng ta tới nơi này sự tình, cũng không người biết rõ, là hoang gia lão tổ bản thân tìm chúng ta. Nói đến đây, Phong Lưu Vân lại sâu sắc thở dài một hơi, vốn chỉ muốn vớt điểm thu nhập thêm, không nghĩ tới gây một thân tao. Phong Lưu Vân trong lòng nhiều ít vẫn là có chút khó chịu, hắn mang theo hai người này đến, vốn là muốn để bọn hắn thấy chút việc đời, thuận tiện đùa nghịch một lần uy phong, mặt khác lại nịnh nọt một lần Khương gia. Dù sao Khương gia ở Thiên Hoang cũng là một cái gia tộc không nhỏ, nhưng ai lại nghĩ tới, uy phong không đùa tốt, ngược lại bị nơi này người đánh một trận. Nhất định chính là trên mặt tối tăm a, mấu chốt nhất là, hắn còn không thể tìm Tiêu Phàm báo thù. Bằng không, lấy Tiêu Phàm thực lực, chờ hắn đến Thiên Hoang, tự mình nghĩ nện chết hắn, hoàn toàn là vài phút sự tình mà thôi. Nam nữ trẻ tuổi hai người cũng 10 điểm nghiêm túc gật đầu, bọn họ Khương gia có lẽ không cần e ngại Long các chủ, có thể vì chút chuyện nhỏ này, vậy cũng không cần thiết đắc tội Long các chủ. Phong sư huynh, ngươi nói, tiểu tử kia đến cùng thực có phải hay không Long các chủ đệ tử? Nam tử trẻ tuổi Khương Thiếu Trần nuốt nước miếng một cái, nói. 89/10, Phong Lưu Vân trầm tư chỉ chốc lát sau, nói, hắn nếu là thật tiến nhập Thiên Hoang thần các, đến lúc đó tất nhiên sẽ tiến vào địa các, hai người các ngươi, có lẽ có thể cùng hắn nhiều lui tới. Dù cho không cùng hắn lui tới, vậy cũng không nên đắc tội hắn, ta Phong Lưu Vân nhìn người ánh mắt vẫn là có một chút, tiểu tử này, là cái nhân vật hung ác. Nói đến đây, Phong Lưu Vân vừa tức vừa cười, bản thân lại bị thái cổ thần giới ra hỏa cho chùy một trận, việc này nếu như bị Thiên Hoang thần các người biết rõ, đoán chừng hắn phải bị chê cười chết. Nếu không phải là xem ở Long các chủ lệnh bài kia phân thượng, lấy tính cách của hắn, đó là tuyệt đối không có khả năng như vậy bỏ qua. Tên kia, quả thật có chút tàn bạo. Khương Thiếu Trần 10 điểm nghiêm túc gật đầu, hồi tưởng lại tình cảnh lúc trước, trong lòng còn có chút nghĩ mà sợ. Vài ngày sau, vô tận thần sơn đỉnh cao, Tiêu Phàm cùng thí thần đứng sóng vai, cửu u ma toan đứng ở bên cạnh hắn, ở hắn bên cạnh quảng trường phía trên, tề tụ lấy vô tận thần phủ vô số tu sĩ. Vô tận thần phủ nhờ các vị, Tiêu Phàm hướng về phía đám người hơi hơi khom người. Hắn thân làm vô tận thần phủ chi chủ, vô tận cổ cương chi chủ, bây giờ nhưng phải vứt xuống lớn như vậy cái sạp hàng, cùng thí thần hai người tiến về Thiên Hoang, đây là cực kỳ không chịu trách nhiệm biểu hiện. Nhưng là, người ở chỗ này đều không người trách hắn, ngược lại cực kỳ ủng hộ hắn. Những người này, đại bộ phận cũng là đi theo Tiêu Phàm vào sinh ra tử huynh đệ,
cũng là có thể dùng tính mệnh phó thác huynh đệ. Không cần nhiều lời cái gì, một câu đủ để. Phủ chủ bảo trọng, giờ khắc này, vô tận thần phủ vô số tu sĩ chăm miệng một lời bái nói, trong mắt rất nhiều người càng là bao hàm nhiệt lệ, lại là tiến lên ức chế lấy không cho nước mắt chảy xuống. Lần này tạm biệt, ai ngờ năm nào tháng nào mới có thể gặp gỡ. Tiêu Phàm nên lời nhắn nhủ cũng thông báo, hắn không thích loại này ly biệt tràng cảnh, rất dễ dàng để cho người ta thương cảm. Đi, Tiêu Phàm thân hình lóe lên, bỗng nhiên xuất hiện ở cửu U Ma Toan trên lưng. Cửu U Ma Toan gầm nhẹ một tiếng, mang theo nồng nặc không cam lòng, chờ Tiêu Phàm cùng thí thần, cũng không quay đầu lại rời đi. Thẳng đến Tiêu Phàm bọn họ bóng lưng hoàn toàn biến mất, đám người lúc này mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt. Thiên Hoang, ta sẽ đi. Nam Cung Tiêu Tiêu thần sắc kiên nghị hết sức, nói xong câu đó, quay người liền rời đi, chuẩn bị bế quan tu luyện. Có lẽ không bao lâu, liền có thể cùng Tam Ca gặp lại. Quan Tiểu Thất để lại một câu nói, cũng tại chỗ biến mất. Công tử yên tâm, chờ ngươi trở lại lúc, vô tận cổ cương định phồn vinh hưng thịnh, uy áp năm cương. Quân Nhược Hoan nắm chặt nắm đấm, thấp giọng lẩm bẩm. Tiêu Trường Phong, Túy Ông cùng Bạch Ma đám người lại là thật lâu không nói, không biết trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì. Tiêu Phàm hai người một thú cực tốc ghé qua mây mù đỉnh cao, không tiếp tục quay đầu nhìn vô tận cổ cương một cái. Hắn sao lại không phải có được quá nhiều không muốn đây? Thế nhưng là, lần này nếu như không tiến về Thiên Hoang, ai biết năm nào tháng nào mới có thể đột phá thánh đế cảnh đỉnh phong. Nếu không phải như vậy, cũng chỉ có chờ cái tiếp theo 100 năm, mới có cơ hội. Tiêu Phàm đợi không được, một 100 năm thời gian, đối với hắn mà nói quá dài. Huống hồ, Quân Nhược Hoan cùng Bạch Ma bọn họ trước đó nói, đột phá đến thánh tôn cảnh, cũng tất nhiên sẽ tiến về Thiên Hoang. Đã như vậy, sao không sớm đi đây? Hắn tin tưởng, lấy hắn thiên phú, một 100 năm thời gian, nghĩ đến đột phá thánh tôn cảnh cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Chém giết, Tiêu Phàm không sợ chém giết, từ tu luyện tới hiện tại, cũng mới ngắn ngủi mấy chục năm, nhưng hắn Tiêu Phàm chém giết số lần còn thiếu sao. Hắn hai tay, đã sớm dính máu đỏ tươi, cũng là chém giết, mới sáng tạo ra hắn hiện tại. Chỉ có ở bên bờ sinh tử trong chém giết, Tiêu Phàm mới có thể lớn lên càng nhanh. Lão đại, Nam Cung Bàn Tử cùng Quan Tiểu Thất ngươi không cho bọn họ đi ta có thể lý giải, có thể Bạch Ma cùng U Ma đám người, ngươi làm sao không để bọn hắn đi. Thí thần nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm nói. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quan Tiểu Thất hai người thực lực cố nhiên không tồi, có thể Tiêu Phàm đối Thiên Hoang cũng là hoàn toàn không biết gì cả, hắn sở dĩ không cho Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quan Tiểu Thất tiến về. Tự nhiên là lo lắng bọn họ xảy ra chuyện. Nhưng Bạch Ma cùng U Ma, bọn hắn thực lực, cũng đầy đủ tiến về Thiên Hoang thí luyện rồi. Hơn nữa, coi như hai người muốn đi, cũng là bọn họ tự do. Vô tận cổ cương tạm thời cần bọn họ. Hơn nữa, bọn họ ở Thái Cổ Thần giới tu luyện, tốc độ tu luyện khẳng định so với ở Thiên Hoang chỉ nhanh không chậm. Huống chi, ngươi cảm thấy bọn họ khuyết thiếu chiến đấu sao? Tiêu Phàm đầu cũng sẽ không nói. Thí thần hơi sững sờ, đúng vậy a, U Ma cùng Bạch Ma bọn họ những người này, căn bản là không có tất yếu dùng chém giết đi kích thích tiềm lực. Những người này, vốn là từ giết chóc bên trong lớn lên. Nếu là bọn họ đột phá thánh đế cảnh đỉnh phong lại tiến vào Thiên Hoang, đến lúc đó nhất cử đột phá thánh tôn cảnh, khi đó mới là bọn họ chân chính thiên đường. Thí thần, người thân phận tương đối đặc thù, tiến về Thiên Hoang, tận lực cẩn thận một chút. Tiêu Phàm lại trịnh trọng nhìn thí thần một cái. Yên tâm, ta biết, thí thần gật gật đầu. Bản thể hắn chính là thí thần tổ thú, một khi bại lộ thân phận, dù cho Thiên Hoang cường giả nhìn thấy, đoán chừng cũng sẽ tranh máu chảy thành sông. Bất quá Tiêu Phàm cũng biết, thí thần đã thức tỉnh tiền thân một chút ký ức, sớm đã không phải lúc trước cái kia đầu mâu tiểu tử, dù cho thánh tôn cảnh, cũng chưa chắc có thể nhìn ra bản thể của hắn. Nghĩ vậy. Tiêu Phàm không nói thêm gì nữa, trong mắt của hắn nhìn chằm chằm vào thần đạo cổ cương phương hướng, man hoang cổ cương cùng hoàng cực cổ cương hắn đoạn thời gian trước đi tìm gốc giả. Bắc thần cổ cương, đế trần cổ cương cùng thần đạo cổ cương ba cái này đại cổ cương hắn còn chưa từng đi qua, mà thần đạo cổ cương, có thể nói là nhân tộc đỉnh cao, Tiêu Phàm trong mắt cũng lộ ra nồng nặc chờ mong. Thời gian nhanh chóng sói mòn, Tiêu Phàm để cử U Ma Toan đi đường, mà chính hắn
lại là ở cửu U Ma Toan trên lưng tiến nhập trạng thái nhập định. Mặc dù trong thời gian ngắn không cách nào đột phá thánh đế cảnh hậu kỳ, nhưng thời gian một tháng, cũng đủ làm cho hắn dung luyện càng nhiều nguyên lực, vì thánh đế cảnh hậu kỳ làm một chút tích lũy. Nửa tháng sau, Tiêu Phàm xuyên Việt man hoang cổ cương, bước vào thần đạo cổ cương cương thổ phạm vi. Lại tốn 10 ngày qua thời gian, Tiêu Phàm một chuyến giáng lâm ở một tòa cổ xưa thành trì trước. Thành trì nguy nga cuồn cuộn, nằm ở đại địa phía trên, tường thành lan tràn mấy vạn dặm, phía trên lộ ra cổ lão tang thương tuế nguyệt khí tức. Tức liền qua vô số năm tháng, kinh lịch tuế nguyệt thay đổi, hắn vẫn như cũ giống như tường đồng vách sắt, thản nhiên bất động, thủ hộ lấy một phương thiên địa. Cái này còn không phải để Tiêu Phàm chấn động nhất chính là, thành trì nguy nga phía trên, một tòa quái vật khổng lồ lơ lửng ở mây mù tầm đó, như ẩn như hiện, giống như thiên cung. Tốt một tòa thần đạo cổ thành, không hổ là đã từng nhân tộc đệ nhất thành. Tiêu Phàm không khỏi cảm khái. Hắn đã từng thấy qua dạng này tạo hình thành trì, chiến hồn đại lục vô song thánh thành đã là như thế, có thể không song thánh thành cùng trước mắt thần đạo cổ thành so sánh, hoàn toàn không phải cùng một cái cấp độ. Cửu U Ma Toan cùng thí thần nghe vậy, cũng không nhịn được âm thầm gật đầu, bất quá luôn cảm giác Tiêu Phàm lời nói có chút không đúng. Cái gì gọi là đã từng nhân tộc đệ nhất thành, chẳng lẽ bây giờ không phải sao? Khi bọn hắn nghe được Tiêu Phàm tiếp xuống một câu lúc, giờ mới hiểu được Tiêu Phàm lời nói là có ý gì. So vô tận thần thành vẫn là kém một chút, Tiêu Phàm lại 10 điểm nghiêm túc bổ sung một câu. Thí thần mặt sạm lại, thầm nghĩ trong lòng, lão đại gần nhất càng ngày càng tự luyến a. Siêu siêu, cũng đúng lúc này, cách đó không xa trong cổ lâm đột nhiên bắn ra một đạo áo đen thân ảnh. Thí thần cùng cửu U Ma Toan sầm mặt lại, vừa mới chuẩn bị xuất thủ, lại bị Tiêu Phàm ngăn lại. U Linh vệ phó thống lĩnh thần Thiên Nghiêu, bái kiến phủ chủ. Áo đen thân ảnh đi tới Tiêu Phàm trước người, một chân quỳ xuống, cung kính bái nói. U Linh vệ, thí thần hơi kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, ánh mắt ở hắc y nhân cùng Tiêu Phàm trên người bồi hồi. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, Tiêu Phàm đã đem bàn tay đến thần đạo cổ cương. Thần Thiên Nghiêu, đã lâu không gặp, Tiêu Phàm một cỗ đại lực nâng lên hắc y nhân, khẽ mỉm cười nói. Thần Thiên Nghiêu, đã từng chiến hồn đại lục thiên địa lao ngục Tu La Sơn Sơn Chủ, bị Tiêu Phàm đánh bại về sau, để hắn đảm nhiệm Tu La Điện hữu hộ pháp. Từ khi tiến vào Thái Cổ Thần Giới về sau, hắn thực lực cũng tăng vọt vô số, bây giờ hơn 10 năm đi qua, Tu Vi đã đạt đến đại đế cảnh. Đương nhiên, hắn cùng Tu La Điện Thập Điện Diêm La so sánh, vẫn có chênh lệch rất lớn. Những năm này, thần Thiên Nghiêu chậm rãi phai nhạt ra khỏi Tu La Điện tu sĩ ánh mắt, trở thành U Linh vệ phó thống lĩnh. Mặc dù hai cái chức vị không có biến hóa quá lớn, nhưng U Linh vệ phó thống lĩnh chức vụ, quyền lực lại là so hộ pháp phải lớn rất nhiều, thậm chí không kém gì Thập Điện Diêm La. Thần Thiên Nghiêu lại gặp đến Tiêu Phàm, trừ bỏ kính sợ bên ngoài, trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Hắn dĩ nhiên đột phá đến đại đế cảnh, có thể Tiêu Phàm lại là chân chính thánh đế cảnh cường giả, trở thành nhân tộc cổ cương chi chủ, giữa hai người chênh lệch thực sự quá lớn. Nghĩ đến lúc trước bản thân còn nghĩ vụng trộm rời đi Tu La Điện, thần Thiên Nghiêu trong lòng liền một trận hối hận, cũng may Tiêu Phàm lúc trước kịp thời gõ, nhưng hắn kịp thời thanh tỉnh lại. Phủ chủ, thuộc hạ đã quản lý tốt rồi tất cả, mời đi theo ta. Thần Thiên Nghiêu biết rõ Tiêu Phàm chưa bao giờ coi hắn là làm hạ nhân đối đãi, nhưng hắn hay là đối Tiêu Phàm duy trì vốn có kính sợ. Khổ cực, Tiêu Phàm gật gật đầu, lách mình đi theo. Thần đạo cổ thành. Một gian tử lâu bên trong, ngồi hai đạo bóng người, một cái trung niên nam tử trên mặt lộ ra vẻ thành khẩn, 10 điểm mong đợi nhìn xem người đối diện. Mà đổi thành một người, lại là cả người khoác áo bào tím lão giả. Trên người có loại không nói ra được kỳ lạ khí tức, để cho người ta nhìn không thấu mảy may. Hắn cau mày, bưng một cái chén trà đặt ở bên miệng, lại là thật lâu không há miệng. Thật lâu, tử bào lão giả để chén trà trong tay xuống, thanh âm khàn khàn trầm thấp vang lên, hoang gia chủ, người nếu nghe lão hủ một câu, vậy chuyện này đến đây thì thôi. Nếu như Tiêu Phàm ở đây, khẳng định có thể nhận ra, đối diện hoang gia chủ, chính là Hoang Thiên Quân. Mà cái kia tử bào lão giả, thì là lúc trước đứng ở hoang nguyên cực phía sau, thi triển thần soán chi thuật đuổi giết hắn người, tên là Tử Thiên La, bất quá Tiêu Phàm cũng không biết hắn chân chính danh tự.
Hoàng Thiên Quân sắc mặt trầm xuống, trầm ngâm chốc lát lúc này mới lên tiếng, nói từ tiền bối, có thể nói cho ta biết, tại sao không? Kẻ này cực kỳ quỷ dị. Tử Thiên La lắc đầu, một loại nào đó hiện lên một vòng thâm thúy quang mang, nói, không sợ nói cho ngươi, Hoàng Nguyên Cực chết, là hắn tự tìm. Hoàng Thiên Quân bỗng ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén thêm vài phần. Hoàng Nguyên Cực bản thân muốn cùng tiểu tử kia so ai mệnh cứng, lão hủ khuyên qua hắn mấy lần, nhưng hắn bản thân không nghe. Tử Thiên La không thèm quan tâm Hoàng Thiên Quân ánh mắt, chi tiết nói, sự thật chứng minh, mệnh của hắn không có tiểu tử kia cứng rắn. Hai người trầm xuống trầm mặc, Hoàng Thiên Quân trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, Tử Thiên La lại nói, đúng rồi, lúc kia tiểu tử kia vẫn chỉ là thánh đế cảnh tiền kỳ, Hoàng Nguyên Cực thế nhưng là bán bộ thánh tôn cảnh, mà bây giờ, hắn đã là thánh đế cảnh trung kỳ. Hoàng Thiên Quân trong nháy mắt minh bạch Tử Thiên La trong giọng nói ý tứ, bán bộ thánh tôn cảnh Hoàng Nguyên Cực, mệnh vậy mà không có một cái thánh đế cảnh tiền kỳ tiểu tử cứng rắn. Hiện tại tiểu tử kia đột phá thánh đế cảnh trung kỳ, thánh tôn cảnh cũng chưa chắc có mệnh của hắn cứng rắn. Nếu như Tiêu Phàm nghe đến mấy câu này, tự nhiên sẽ rõ ràng, hai người này đàm luận đúng là hắn, bất quá Tiêu Phàm cũng không biết, Hoàng Nguyên Cực lại dám cùng hắn so mệnh cứng. Hắn một cái liền mệnh cách cũng không có người, có thể sống đến bây giờ, đủ để chứng minh mệnh của hắn cứng bao nhiêu. Cùng hắn so, cùng tự tìm cái chết lại có gì khác. Nhìn thấy Hoàng Thiên Quân không nói, Tử Thiên La cho là hắn còn không có từ bỏ, lại nói, ngươi không phải mới vừa nói, ngươi đại tổ cũng tiến về vô tận cổ cương sao. Nếu ta đoán không lầm, hắn cũng đã chết à. Làm sao ngươi biết, Hoàng Thiên Quân kinh ngạc nhìn xem Tử Thiên La. Việc này hắn nhưng là không có nói bất luận kẻ nào à, chỉ là hơn một tháng trước, hắn đột nhiên phát hiện Hoàng gia đại tổ mệnh bài bể nát, mới biết được Hoàng gia đại tổ đã chết sự tình. Tử Thiên La bắt tay vào làm chỉ, nói, nếu như điểm ấy nắm chắc đều không có, ngươi sẽ tìm đến lão hủ hỗ trợ. Cũng không sợ nói cho ngươi, ngươi cái kia đại tổ vốn liền gần đất xa trời, lúc này đi tìm hai cái thánh tôn cảnh phiền phức, không phải tự tìm cái chết lại là cái gì. Nhìn thấy Hoàng Thiên Quân còn chuẩn bị nói chuyện, hắn lại nói, chớ cùng ta nói hắn mang theo thiên hoàng người đi, thiên hoàng cũng tốt, thái cổ thần giới cũng được, cũng là thực lực phi tôn. Tốt rồi, nói đến đây, Tử Thiên La đứng dậy, tựa như không nguyện ý tiếp tục cùng Hoàng Thiên Quân nói chuyện với nhau, nhấc lên tử sắc vành nón bọc lấy đầu, nói, Hoàng Nguyên Cực năm đó cứu ta sự tình, ta sẽ còn thay Hoàng gia làm một chuyện cuối cùng, hy vọng ngươi không nên lãng phí. Chờ chút, tiền bối. Hoàng Thiên Quân khẽ cắn môi, vẫn là gọi lại Tử Thiên La nói. Ngươi còn khăng khăng muốn giết hắn. Tử Thiên La ngừng bước chân, quay đầu nhìn về phía Hoàng Thiên Quân, cũng không chờ hắn mở miệng, nói, lão hủ đã biết. Việc này qua đi, ta cùng với Hoàng gia tầm đó thanh toán xong. Lời còn chưa dứt, Tử Thiên La đã bọc lấy áo bào tím, không thấy thân ảnh. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Thiên Quân đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, âm thầm trầm ngâm nói, bây giờ ta, mới tính là chân chính Hoàng gia chi chủ, nếu như cái cuối cùng nhân tình, có thể diệt đi Tiêu Phàm tiểu tử kia thì tốt hơn, đương nhiên, đồng quy vu tận mới là tốt nhất, cũng coi là thay tam tổ báo thù. Dứt lời. Hoàng Thiên Quân khóe miệng hơi hơi dương lên, ngay sau đó đột ngột biến mất trong phòng. Lúc này, tử lâu cách đó không xa một gian trong sân, đã rời đi Tử Thiên La, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đây, hắn nhìn qua Hoàng Thiên Quân đi xa bóng lưng, khẽ lắc đầu. Hoàng Nguyên Cực chết, muốn cho lão hủ chôn cùng, Tử Thiên La đáy mắt chỗ sâu hiện lên vẻ ác liệt chi quang, cười lạnh nói, Hoàng Nguyên Cực, các ngươi đều quá coi thường cái này Hoàng gia gia chủ. Ẩn núp nhiều năm, rốt cuộc phải phun ra răng nanh. Tiểu tử kia thế nhưng là ta đã thấy mệnh cứng rắn nhất người, người muốn giết hắn, lão hủ thành toàn ngươi, vừa vặn nhìn xem, người cái này Hoàng gia gia chủ mệnh phải chăng cũng đủ cứng. Nói xong, Tử Thiên La thân hình chậm rãi tan rã trong không khí, tựa như một bộ bức tranh chậm rãi tiêu tán, giống nhau chưa bao giờ xuất hiện qua. Một phương khác, Tiêu Phàm. Thí thần cùng cửu U Ma Toan ở thần thiên nghiêu hướng dẫn dưới, đi tới một tòa thanh nhã tiểu viện. Phủ chủ, thăng thiên lễ mừng còn muốn thời gian nửa tháng, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ cùng nhau đi tới thần đạo thiên cung. Thần thiên nghiêu ngẩng đầu chỉ trời cao cung điện trên trời, nói. Người cũng đã biết, thăng thiên lễ mừng là thế nào cái quá trình. Tiêu Phàm ngược lại không gấp, bất quá hắn đối thăng thiên lễ mừng vẫn còn có chút hiếu kỳ.
chỉ là Bạch Ma cùng Quân Nhược Hoan bọn họ cũng không biết Thăng Thiên Đại Điển quá trình cụ thể, dù sao bọn họ biết, cũng là trăm vạn năm trước sự tình. Phủ chủ hẳn là nhận lấy mời thiếp a. Thần Thiên Nghiêu gật gật đầu, nói, đến lúc đó phủ chủ dựa vào mời thiếp tiến về Thần Đạo Thiên Cung, đối phương sẽ có một cái đơn giản khảo nghiệm, thực lực đầy đủ, mới có tư cách gia nhập Thiên Hoang Thần Các. Đơn giản như vậy, Tiêu Phàm sững sờ, cái này Thăng Thiên lễ mừng có vẻ như cũng quá trò đùa a. Dĩ nhiên không phải, cái này là một cái trong số đó. Thần Thiên Nghiêu đột nhiên thần sắc hơi hơi ngưng tụ, nói, thực lực khảo nghiệm thông qua về sau, chính là sinh tử khảo nghiệm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 180.